Chương 41. Chỗ Minh Tranh nói tới là một khu nhà ở bên cạnh một trường trung học trong thị trấn Nghên An. Vào tầm thời gian như thế này học sinh đều phải ở lớp tự học buổi tối, nhà trọ cách trường học bên cạnh cũng gần mà giá cả lại rẻ, thành nơi chung sống tốt nhất của không ít cặp tình nhân nhỏ. Minh Thành hữu thuận đường đi ô tô về phía trước, thấy đổ ở dưới đèn đường cách đó không xa là một chiếc Audi màu đỏ, nhìn lại biển số xe, sao có thể không phải là Phó Nhiễm? Bên trong đường bị hai bên quán nhỏ chiếm đi không ít diện tích, căn bản là không thể đi vào. Minh Thành Hữu ngừng xe xong, hỏi đường mới biết được cụ thể nơi cần đến. Hắn bước vào con đường trong ngõ, ánh sáng ngọn đèn tiêu điều run rẩy phản chiếu không rõ thần sắc người đàn ông trong lúc này, bên tai chỉ nghe tiếng bước chân bình tĩnh vang lên. Minh Thành Hữu suy đoán, khả năng trước kia phó nhiễm cùng Minh Tranh đã từng ở đây, nếu không sẽ không vào ngày hắn đính hôn lại chạy đến nơi này. Mặc dù biết hiện tại phó nhiễm cùng Minh Tranh không thể như trước nữa Nhưng khi nghĩ đến điều này trong lòng Minh Thành Hữu lại không tránh khỏi khó chịu Hắn đi lên lầu, tìm biển số nhờ À trong bóng đêm Trong tầng lầu ấn chuông đủ kiểu Rồi đưa tay gõ cửa, lại không thấy người nào trả lời Minh Thành Hữu chưa từ bỏ ý định Đem cánh cửa gõ rung lên loãng xoảng Mở cửa Thấy đợi mãi không có người, hắn giơ chân lên Minh Thành Hữu một giọng nói như có như không bay tới, hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy bên cửa sổ cuối hành lang thò ra một cái đầu. Cảm giác này, không thể không thấy kinh hãi. Hắn bước qua hướng phía phó nhiễm. Mở cửa cho anh. Em không có chìa khóa. Phó nhiễm nờ nhiên thấp giọng xuống chứ không lớn tiếng như Minh Thành Hữu. Vậy sao em vào được? Phó nhiễm chỉ chỉ phía trước cửa sổ chỗ Minh Thành Hữu đứng, nhà cũ đều sẽ cố gắng lợi dụng từng khoảng trống, nhưng ở chỗ này không thế, hai cái cửa sổ nối liền thành một chuỗi còn có thể bày được một ít hoa cỏ cùng bồn thông em bò vào vậy sao em vẫn chưa quay lại làm sao anh tìm được chỗ này phó nhiễm mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng làm nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ánh mắt minh thành hữu nhìn cô không rời đại ca nói cho anh biết anh về đi em sẽ ở lại đây phó nhiễm mới xoay người liền nghe thấy một tiếng két minh thành hữu nhảy lên bệ cửa sổ hướng trên lan can bên cạnh vừa bò vừa nói. Em thật là có khả năng, cũng không sợ rơi xuống đó té ngã thành người què. Phó nhiễm đưa tay giữ chặt hắn, Minh Thành hữu tung người nhảy vào ban công. Buổi tối chớ để cho người ta nghĩ mình là ăn trộm. Anh bớt nói đi. Phó nhiễm. Anh quên anh là mỏ quả đen rồi sao? Việc tốt thì không linh, việc xấu thì lại linh. Hừ, có khoa trương như vậy sao? Nếu như thực sự hắn có thể nói đúng được như thế, hắn chỉ cần nói em hãy đem chuyện suy nghĩ trong đầu về Minh Tranh quên đi cho anh, sao còn phải cần tới buổi tối đêm khuya chạy tới đây chịu lạnh làm gì. Xem ra Phó Nhiễm đã đứng ở nơi này một hồi lâu, cô dương mắt nhìn hướng trường học rộng khoảng ngoài 200 thước, trong các lớp học đèn điện sáng trưng. Cô đem hai tay đã lạnh cống đến đỏ bừng tới bên miệng hà hơi, Minh Thành Hữu cầm lấy tay của cô sau đó nhét vào trong túi áo gió vải nỉ. Phó nhiễm cứ mặt hắn cầm tay như vậy. Anh không cần phải đến đây tìm, đợi tí nữa em sẽ tự trở về. Em cùng đại ca biết nhau mấy năm. Phó nhiễm lại trả lời không cùng chủ đề. Chỗ này là ngày học cấp 3 em cùng mộ mộ và xèo xèo mướn chung, bởi vì ký túc xá có quy định thời gian tắt điện, sau nửa học kỳ cấp 3 rời ký túc xá ra đây ở, ca ca. Phó nhiễm ngừng lại, thay đổi cách xưng hô. Đại ca đã tới một lần. Cô hời hợt nói qua, minh thành hữu lại không cho rằng chuyện đơn giản đúng như trong lời nói của phó nhiễm em cùng đại ca tại sao biết nhau năm ấy gương mặt phó nhiễm lạnh nhạt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt xa xôi như vậy nhưng khi đề cập tới một lần nữa lại luôn giống như đang ở trước mắt xèo xèo cùng bạn trai cô ấy gây họa cùng một năm sinh học trường khác đánh nhau lúc em cùng mộ mộ đến đó thấy bọn xèo xèo đang bị một đám người vây quanh không thoát ra được khi đó bọn em đều còn trẻ bị nguyên một đám hù dọa ngay cả khóc cũng quên mất. Sau đó, một chiếc xe con đột nhiên xông đến, một người bước xuống, công khai đem bọn em lên xe. Phó nhiễm còn nhớ rõ lúc đó cô ngồi ở vị trí kế bên chỗ tài xế, người đàn ông bên cạnh giống như không thích nói chuyện. Xeo xeo ông lấy bạn trai bị đánh trách nát đầu gào khóc thảm thiết, lúc lái xe người đàn ông lạnh lùng bỏ lại câu, không có bản lãnh có thể làm gì. Chết ở bên ngoài còn muốn người khác thay mình nhặt xác. Lúc ấy xèo xèo tức thiếu chút nữa hụt hơi Nhưng không có cách nào Ai bảo người ta cứu mạng của bọn họ Đứng trên ban công ở nhiệt độ gần dưới không độ nói mát Minh Thành Hữu hoài nghi đầu óc hắn khẳng định là có vấn đề Điện thoại trong túi không chỉ vang lên một lần Hắn không nghe cũng có thể biết là Lý Vận Linh Lúc này chỉ sợ là đang ở lễ đính hôn náo nhiệt Ai u, nghe nói đêm nay có mưa Lão Vương, hoa của ông tôi chuyển đến trong hành lang cho ông nhà Chớ để cho chết úng minh thành hữu nghe thấy tiếng nói chuyện vội vàng ông bả vai phó nhiễm lùi lại bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang đem cửa sổ để ngang bệ đóng lại phó nhiễm muốn đi tới lại bị minh thành hữu giữ chặt tay em muốn người khác nói chúng ta ăn trộm sao vậy đợi tí nữa chúng ta đi ra ngoài như thế nào minh thành hữu thò người ra thấy người phụ nữ đi xa rồi mới lên tiếng cửa bày ra ở đó em không nên làm spider man phó nhiễm nổi cáu nghĩ thầm cũng thấy theo lẽ thường thì đại thiếu gia này đương nhiên sẽ nhiều chuyện hơn đi cô đẩy minh thành hữu tới trước cửa sân thượng nếu không phải là bị khóa trái em phải dùng tới anh leo cửa sổ hộ cho sao minh thành hữu bỏ tay phó nhiễm ra bước đến trước bệ cửa sổ xong đời cửa đã bị khóa trái trừ phi có thể thổi bay vách tường bằng không chỉ có thể ở lại nơi này nhưng minh tam thiếu lại là người chết cũng không chịu thừa nhận sai lầm hắn nghiêng đầu hướng phó nhiễm đang tức giận tới mức dậm chân. Cho em thêm nhiều thời gian để em nhớ lại quá khứ không phải là tốt hơn sao? Em nên cảm kích anh. Linh linh linh. Xa xa, truyền đến tiếng chuông kết thúc giờ học muộn. Tâm tình phó nhiễm vốn đang nặng nề lại bị quấy rối lên thành một mớ, cô khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Minh Thành Hữu thấy cô xoay quanh như kiến bò trên chảo nóng, lúc này tâm tình thật tốt. Không thấy qua lá gan nha. Trong thang lầu rất nhanh truyền đến từng tiếng bước chân đi tới, phó nhiễm kéo Minh Thành Hữu co lại ngồi xuống bên dưới cọc treo đồ, mới đầu Minh Thành Hữu không chịu, chuyện này thật mất mặt. Nhưng phó nhiễm đâu thèm để ý hắn, so với chuyện bị người ta nghi ngờ là ăn trộm thì như thế lại tốt hơn. Cứ cùng cục một tiếng, tiếng nói nữ sinh khoan khoái dứt khoát. Cuối cùng kết thúc rồi sao, ghét nhất là tự học, bảo chuyển ra bên ngoài anh còn không đi. Thành tích em thật vất vả mới có được, nhất định phải kiên trì nói chuyện chính là một nam sinh ông xã phó nhiễm không được tự nhiên ông chặt bả vai lúc này như trẻ con mới lớn minh thành hữu nhìn phía bên trong thăm dò một tay phó nhiễm tóm lấy hắn trở lại làm cái gì đấy nói không chừng có ảnh cấm rõ ràng là nhìn lén ông xã em đã nói với anh mỹ mỹ ngồi ở phía trước em thật đáng ghét không phải chỉ mua áo khoác ngoài âu ly sao hôm nay trước mặt nữ sinh cả lớp lên mặt một vòng còn nói quần áo của đều là hàng rẻ tiền nữa Tức chết đi được Tuổi con trẻ rốt cuộc thật tốt Mặc dù có chút chuyện phiền não Nhưng tất cả đều là chuyện đơn giản Nam sinh ở bên cạnh cười Không có việc gì Chờ ông xã có tiền sẽ mua cho em lờ về Đến lúc đó em hẹn cô ta ra rồi lên mặt trở về Cô gái cười Hôn lướt qua trên môi hắn Được, em đi thu y phục trước Nói xong Bỏ tay ra tung tăng bước tới ngón tay phó nhiễm nhéo cánh tay minh thành hữu tiếng nói gấp gáp đến độ biến giọng làm sao bây giờ sẽ không cho là bọn họ là hai người toàn đi nhìn lén chứ cạch cửa ban công đẩy ra cô gái bật đèn sáng lên nhưng lại thấy ở chỗ cọc treo đồ có hai người khác mắt cô trợn tròn miệng há thật to thừa dịp cô nữ sinh chưa kịp phản ứng minh thành hữu đã nhanh tay móc tiền mặt từ trong ví da đưa tới trước mặt cô gái cho cô đi mua lv đi phó nhiễm hoàn toàn bị một màn này làm cho giật mình kinh ngạc hiển nhiên là cô gái kia cũng không kịp có phản ứng cô gái ngơ ngác nhìn qua hai người rống to lên một hồi như sư tử hà đông ông xã ông xã a nam sinh ở bên trong nghe được tiếng kêu to vội vàng đeo dép chạy đến ban công phó nhiễm nhẹ nhàng bước đến sau lưng minh thành hữu da mặt hắn dày hơn so với cô cũng đủ để ngăn cản các người là ai tại sao lại ở đây Nam sinh vội vàng đem bạn gái ông vào trong ngực Minh Thành Hữu bực mình vẫy vẫy tiền mặt trong tay Chúng tôi mượn ban công của hai người đứng tạm một lúc Số tiền này đã đủ chưa Đôi tiểu tình nhân hai mặt nhìn nhau Cô gái thò đầu ra từ trong ngực bạn trai vẻ không tin Tiền này không phải là tiền giả chứ Phó nhiễm ngửa đầu lên Từ góc độ như vậy vừa lúc nhìn thấy khóe miệng Minh Thành Hữu hình như hơi run rẩy, Dùng tiền giả sao Hắn nếu đã có tiền như vậy tại sao phải đến ban công này khách sạn bên ngoài có nhiều rất nhiều suy nghĩ của nam sinh xoay chuyển thật nhanh lập tức nói ra nghi vấn minh thành hữu thu hồi tiền trong tay hắn nhìn về phía bên cạnh lại không thấy bóng dáng phó nhiễm hắn quay lại lấy tay kia ông bả vai cô kéo cô đến bên cạnh minh thành hữu dùng mắt có ý bảo phó nhiễm giải thích phó nhiễm vội vàng rủ đầu xuống lúc này cô muốn trốn tránh bà xã mau đi xem một chút xem có thiếu nữ sinh từ trong ngực hắn đi ra mới đi hai bước lại bước ngược trở lại cửa khóa trái bọn họ không vào được nói cho cùng toàn bộ đồ đáng giá em đều mang ở trên người minh thành hữu thấy người phụ nữ bên cạnh mình là không trông cậy vào được hai chúng ta trước kia cũng học ở đây trùng hợp là nhà này khi đó đã thuê qua mặc dù hiện tại đã kết hôn nhưng còn muốn trở về để xem một chút cho nên nghe một chút tâm trạng gì đây hì hì là một đôi tình nhân đi nữ sinh kia nói ra một câu không đúng lúc minh thành hữu lại đem toàn bộ tiền mặt trong ví móc ra mượn cửa đi qua tiền này cho cô cái gì mà tình nhân sắc mặt hắn bỗng nhiên khó coi bọn họ là một đôi đã đính hôn mà lại nằm chung một cái giường đã có tiếng cũng có miếng ông xã cô gái nhón chân lên bàn tay khép lại thành hình quạt tiến đến bên tai bạn trai là Lê vê nha cái này không được đâu cắt cô gái đã tiếp nhận tiền trong ta đi thôi nếu không phải là nhìn thấy anh cao lớn đẹp trai thì tôi sớm đã báo cảnh sát phó nhiễm bước đi cũng như chạy trốn chạy ra khỏi khu chung cư quá mất mặt thật mất thể diện minh thành hữu ba bước đuổi theo sát chạy cái gì mà chạy không trách được châm ngôn nói tai và tự chạy đến nơi của mình em phát hiện ra anh chính là mỏ quạ đen tốt thì không linh hỏng thì lại linh Vốn là một mình cô ở đây rất tốt, không phải hắn là chui vào tham gia thêm phần náo nhiệt. Nơi tổ chức đính hôn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, người lớn hai nhà đang bận việc xã giao. Minh Tranh tiếp nhận ly rượu từ chỗ phục vụ, hắn buông lỏng cà vạt một chút, hai chân bước xuống thềm đá đi ra trước bể phun nước giữa quảng trường. Nước phun lên lạnh lẽo, và giọt nước thuận theo gió rơi xuống bắn lên trên mặt, gương mặt Minh Tranh dưới ánh trăng có vẻ tối tăm không nhìn rõ, hắn ngửa đầu đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt cảm giác khổ sở mà lạnh băng lướt qua cổ họng. Minh Thành Hữu đến giờ vẫn không về, cũng không gọi điện thoại đến, xem ra hẳn là đã tìm được phó nhiễm. Hắn luôn tin tưởng chính mình, mỗi bước quân cờ đều phải trải qua quá trình suy tính kỹ càng, cũng không đi nhầm. Hắn cần một thời cơ, cơ hội khả thi lại chậm chạp không thấy đến, cuối cùng nhất định phải kéo dài tới đám hỏi giữa hắn và La Gia hai tay phó nhiễm cắm vào trong túi quần cô đơn chiếc bóng đi lên phía trước còn trở về lễ đính hôn sao nếu không anh cùng em đến đoạt cưới phó nhiễm quay đầu lại nói chuyện không cần phải kẹp thương đeo gậy nhưng em không có tâm tư kia như anh lúc trước còn cố ý làm cho thẩm ninh ở lễ đính hôn náo loạn như vậy đôi mắt minh thành hữu hẹp dài đào hoa tràn đầy vui vẻ dần dần nét thoáng cười kia gần như khó có thể tự đè nén hắn giơ tay lên chỉ chỉ phó nhiễm lặp lại lần nữa cái gì đó tâm tình cô vốn là bực bội súng gì gậy gì nha phó nhiễm tư tưởng em không thuần khiết cô chăm chú nhìn thấy hắn cười mờ ám hoàn toàn tỉnh táo gương mặt đỏ bừng nhấc chân lên đạp hắn minh thành hữu kịp thời né tránh phó nhiễm tức giận xoay người rời đi cô vốn định tĩnh tâm lại một lúc cho tốt lại không nghĩ hắn làm rối tung lên bất ngờ phá hủy toàn bộ tâm tình của cô nhưng không thể không thừa nhận trong lòng cô đã không có khó chịu như lúc trước khi đến đây đi được một nửa đường phó nhiễm nghe thấy tiếng bước chân phía sau rất gần minh thành hữu đuổi theo phó nhiễm tới một chỗ dưới đèn đường cánh tay dài ông lấy thắt lưng phó nhiễm trong lúc nhất thời cũng không ai nói lời nào tiếng đập rộn ràng của trái tim người cách lớp vải hơi mỏng như tiếng trống đập loạn vào lưng phó nhiễm có một số học sinh học về muộn lục đục đi qua Minh Thành hữu nghiêng đầu đến gần cổ phó nhiễm. Lúc tâm tình em không tốt thích chơi cái gì? Cô an tâm vùi mặt trong ngực hắn, toàn thân thư giãn. Công viên trò chơi, bên trong đó không phải là có ngựa gỗ có thể cưỡi sao? Ngây thơ. Người đàn ông cười cô. Tiếp theo, trong nháy mắt cánh tay ông cô eo lại dùng sức ông chặt lấy phó nhiễm. Phó nhiễm bị Minh Thành Hữu quay vòng như bay lên không trung, hù dọa cô thất thanh hét lên chói tai. À, thả em ra, chóng mặt. Hắn ông cô tại chỗ quay thêm tầm vài vòng nữa, lúc hạ xuống đất phó nhiễm chỉ cảm thấy ván đầu hoa mắt, vô thức bấu víu vai Minh Thành Hữu. Cánh mũi cùng trán có mồ hôi rịn ra, đầu lông mày cô như có vẻ cười, lại nhắm mắt lại vỗ ngực. Thật choáng váng. Minh Thành Hữu cuối người hôn, lưỡi linh hoạt cậy hàm răng phóm ra, mí mắt cô khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn không mở mắt ra. Đầu lưỡi giao nhau triền miên hôn tỉ mỉ, Minh Thành Hữu giữ chặt gáy phó nhiễm, hơi thở như lửa nóng mà mập mờ càng ngày càng dồn dập bên cạnh có học sinh đi qua vài bé trai huyết sáo phó nhiễm lùi bước dĩ nhiên là minh thành hữu không quan tâm ngó ngàng ghìm chặt phần lưng cô đôi tay hận không thể đem cô vĩnh viễn giam cầm vào trong ngực tay phó nhiễm rủ xuống dưới thắt lưng hắn cũng không chịu ôm ăn xong cơm tối bên ngoài phó nhiễm mệt mỏi không chịu nổi minh thành hữu gọi điện thoại cho lái xe tới đây đem xe của cô trở về hắn để phó nhiễm nằm trên ghế lái phụ xe của mình, điều chỉnh góc độ thoải mái nhất, lại đem áo gió đắp lên trên người cô. Lúc lên ô tô rời đi, liếc nhìn thời gian trời đã sắp trạng sáng. Phó nhiễm đang ngủ say, đầu rũ cục xuống không tìm được tư thế ngủ thích hợp, Minh Thành Hữu đem đầu của cô thả tới vai hắn, lúc này mới lái xe nhanh chóng đi về phía trước. La Văn Anh phải đi giày cao gót một ngày dài, hai bàn chân vô cùng đau đớn, cô ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Minh Tranh. Từ lúc lên xe đến giờ hai người chưa nói qua với nhau một câu. Hướng đối diện có một chiếc xe chạy qua, Minh Tranh nhận ra là Minh Thành Hữu, hắn ngay lập tức quay đầu xe, tăng tốc đuổi theo. Tầm mắt Minh Thành Hữu từ sau xe kính thu hồi, hắn đem xe dừng lại bên đường chờ Minh Tranh. Đồng thời hạ cửa sổ xe xuống, xe của Minh Tranh vững vàng dừng lại bên cạnh. Đại ca, chị dâu. Minh Thành Hữu chào hỏi trước. Còn chưa kịp nói với hai người tiếng chúc mừng, hy vọng sẽ không quá muộn cảm ơn la văn anh nhẹ gật đầu minh tranh không nói lời nào lại liếc nhìn tới phó nhiễm ở trên ghế lái phụ cô khoác áo của minh thành hữu lúc này đang nằm ở trên người hắn ngủ say tìm được cô ấy ở đâu minh tranh hoàn toàn coi la văn anh ở bên cạnh là không khí ở phòng làm việc cô ấy cả đêm sắp xếp công việc chắc là mệt muốn chết rồi minh thành hữu nói qua loa trong mắt minh tranh chợt lóe lên vẻ cô đơn đại ca anh cũng mau đưa chị dâu trở về đi ngày mai gặp lại cho đến khi đuôi chiếc xe màu đen biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch u ám lúc này minh tranh mới lái ô tô rời đi la văn anh rất yên lặng từ lần đầu tiên gặp cũng thấy cô không phải là loại người thích nói chuyện tướng mạo không thể nói là xinh đẹp nhưng thanh tú có thừa dù sao cô cũng là từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh tốt tự nhiên khí chất cũng thuộc đẳng cấp cao cô đối với minh tranh cũng không biểu hiện thân thiện trước không có việc gì thì cô cũng không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Kể cả vừa rồi rõ ràng Minh Tranh quan tâm phó nhiễm như vậy, cô cũng sẽ không hỏi nhiều. Trở lại La Gia, Minh Tranh xuống xe mở cửa cho cô. Cảm ơn. La Văn Anh chuẩn bị rời đi. Chờ chút, buổi sáng 8 giờ anh tới đón em đến nhà anh ăn điểm tâm sau đó lại đưa em về nhà. Được. Minh Tranh đi qua người La Văn Anh, ánh trăng nhạt đi, cô không hợp với vẻ của cô gái xinh đẹp diễm lệ phần lưng cô thẳng tắp, đứng một ngày trên đôi giày cao gót 9cm khẳng định là rất khó chịu. Nhưng Minh Tranh không quan tâm những điều này, hắn nhận ra được là La Văn Anh cũng không thân mật đối với hắn. Nhìn chiếc xe đã lái qua cửa chính, lúc này La Văn Anh mới ngồi sổng người xuống xoa nhẹ mắt cá chân, hơi thở đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết, đây sẽ là người đàn ông sống cùng cô cả đời sao? Vẻ bề ngoài cứ coi là được đi nhưng lúc nào cũng quá lạnh lùng, rất khó bước vào trong lòng của hắn được. Phó nhiễm cùng Minh Thành Hữu trở lại tôn vân thủ phủ, không ngoài dự tính, đã thấy Lý Vận Linh ngồi ở phòng khách. Minh Thành Hữu biết rõ nhất định là Lý Vận Linh vì chuyện hai người họ không tham dự lễ đính hôn. Hắn đem phó nhiễm lên lầu trước, không để cô Lâm vào biển lửa. Ước chừng nửa giờ sau, phó nhiễm đứng ở trên ban công thấy Lý Vận Linh lên xe rời đi. Cô trở lại phòng ngủ, nhất thời không ngủ được, quyết định mở tivi ra xem minh thành hữu tắm rửa xong nằm dài trên giường thấy cctv đang phát lại tiết mục tiểu phẩm cuối năm hắn đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay phó nhiễm cái này có gì hay mà xem cái anh thích em cũng vậy không thích xem vậy cũng phải nghe anh thái độ minh thành hữu ngang ngạnh hai người giống như là hai đứa trẻ đang tranh đoạt kẹo dựa vào dựa vào anh là người đàn ông của em minh thành hữu tùy ý chuyển kênh sau đó đem điều khiển từ xa ném ra xa nhưng hắn thề thật sự hắn có thể dùng hình tượng minh tàm thiếu chói lọi của hắn đến để thề hắn tuyệt đối không cố ý chuyển đến kênh người lớn ưm a a sắc mặt phó nhiễm đỏ bừng trên màn hình là hình ảnh hai người đang triền miên ôm nhau chặt chẽ không rời ánh sáng mập mờ phối hợp với âm thanh lọc thẳng vào trong tay ánh mắt của cô nhìn về phía minh thành hữu hắn tự mình cũng hiểu là hắn có nhảy đến hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Em làm gì mà dùng loại ánh mắt này nhìn anh? Nếu anh không có ý xấu, em mới bất chợt nhìn anh một cái tại sao anh lại chột dạ. Thư dịp đó phó nhiễm bất ngờ cuốn chăn mình đem bao bọc vây quanh mình. Bộ dáng như vậy, sao có thể không phải giống như coi hắn là sắc lan phải đề phòng? Nếu thật sự hắn làm chuyện ngược lại cũng không sao, chẳng trách Minh Thành Hữu lại là người không chịu nổi oan uổng hắn lao tới đem áp phó nhiễm dưới người mình. Nói rõ ràng, anh có tâm tư gì rồi? Phó nhiễm đang buồn bực trong đầu, nói chuyện mơ hồ không rõ. Chính anh biết rõ. Hai tay cô bị giữ chặt dọc theo người, lại mãi không thấy Minh Thành Hữu có phản ứng tiếp theo. Phó nhiễm yên tâm đem chăn mình từ trước mặt lấy ra, thấy gương mặt tuấn tú gần trong gan tấc tráng gần như là chạm nhau. Minh Thành Hữu nhanh hơn, đè lại chăn mền, nóng bỏng hôn vào gò má phó nhiễm. À! Cô hét to. Ở đại sảnh dưới lầu, tiêu quản gia đã tự mình dọn dẹp xong ly trà Lý Vận Linh dùng qua rồi mới chịu về phòng, nghe được một tiếng kêu từ lầu hai vọng đến. Bà khẽ vỗ ngực, lầm bầm lẩm bẩm. Quá kịch liệt. Hợp thời hợp thế, hợp với tình hình còn có âm thanh trong tivi làm chất phụ gia, mình tạm thiếu lúc này còn có thể nhẫn nhịn thì hắn cũng không phải là đàn ông. Nhưng phó nhiễm lại không như vậy, hai tay cô đẩy lòng ngực Minh Thành hữu ra em không có tâm tình này. Lúc em cùng thẩm ninh tại quán cà phê đem bán đứng anh còn lớn tiếng phách lối, còn nói em có ảnh của anh lúc cao trào, phó nhiễm, hai lần trước chúng ta làm đều tắt đèn, lần này anh đem toàn bộ đèn bật sáng lên, cho em nhìn xem đến cuối cùng thì bộ dạng gần như cực hạn của anh là gì, em có hứng thú sao? Có thể đem loại lời nói này thành một loại nghệ thuật thì đây tuyệt đối là mở rộng tầm hiểu biết. Hôm nay xem như phó nhiễm đã học được. Ở khía cạnh nào đấy, để so sánh hơn kém về khí lực thì đàn ông vĩnh viễn ở vào thế thượng phong quả nhiên hắn bật toàn bộ đèn trong phòng ngủ lên cảm giác được hình ảnh rõ ràng động tác minh thành hữu phập phòng kịch liệt cùng vận động nguyên thủy từng cái một hiện ra trước mắt phó nhiễm giác quan con người luôn chân thật hơn so với đại não sau lúc tiến vào như xé rách nơi thầm kín được đáp lại triền miên động tác cũng càng lúc càng không bị cản trở mồ hôi thấm qua chăn đơn bằng lụa khí thế hừng hực mập mờ cảnh xuân giống như sắc tường vi hồng đua tranh nở rộ, rung rẩy sinh tình. Va chạm nơi thầm kín kích tình như ma sát tại mép giường, mu bàn tay phó nhiễm che kín mặt, tiếng nói khàn khàn như có khả năng khóc lên. Ngừng đi, em tin, em tin là được chứ gì? Ít nhất, trước kia cô chưa từng thấy bộ dạng hắn như vậy bao giờ. Không khí trong lòng ngực phó nhiễm giống như bị đảo ngược ra, hết sức khó chịu. Minh Thành Hữu đẩy tay của cô ra, nghiêng mặt đến trước mặt cô nhìn thật kỹ cho anh nhưng không ngờ trong lúc đó hắn có vẻ chưa chuẩn bị nhưng bởi vì không chịu nổi mà bộc phát trước một bước minh thành hữu nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường mở khóa phó nhiễm sợ hãi thân thể kịch liệt co rút lại đứng dậy muốn đoạt lại dòng tinh dịch như hóa thành dòng nước ấm rót vào nơi sâu nhất của cô một tay minh thành hữu ông phó nhiễm tay kia đem ảnh chụp lưu vào tập tin bí mật phó nhiễm đoạt lại điện thoại di động từ trong tay hắn anh thật biến thái anh xóa rồi chỉ có quỹ mới tê phó nhiễm tìm khắp tất cả tập tin cô vừa giận vừa hờn ở đâu xóa thật rồi cô tìm lại một lượt anh thề đi minh thành hữu bắt đầu trợn mắt nói dối anh thề phó nhiễm bán tính bán nghi cơn giận còn sót lại không trôi đê tiện dù sao mắng thêm một câu lại cũng sẽ không rơi thêm khối thịt nào. Cô vén chăn lên muốn đi tắm rửa, đột nhiên phát hiện đôi chân của mình vẫn còn ở thắt lưng Minh Thành Hữu. Cô lập tức tỉnh táo, trước nhìn xuống băng khoan, sau đó nhìn lên mặt Minh Thành Hữu. Anh lại quên đề phòng rồi. Phó nhiễm, em có thể cân nhắc có đứa bé. Minh Thành Hữu thấy phó nhiễm quay lưng để rút gối đầu ra, hắn đánh đòn phủ đầu xoay người lại đem cô áp xuống một lần nữa. Anh biết rõ ngày mai em muốn uống thuốc, vì để cho thuốc phát huy đến hiệu quả tốt nhất, chúng ta cần phải nghĩ thêm chút ít trở ngại nữa. Nói đường hoàng, đổi câu nói tiếng người, chính là nghĩ làm tiếp mấy lần nữa. Không khí trong phòng ăn Minh Gia có điều lạ thường. Minh Tranh cùng La Văn Anh là đến đầu tiên, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm cũng không chậm trễ đến ngay. Lý Vận Linh đang tự mình thu xếp bữa sáng trong phòng bếp, Minh Thành Hữu thấy bà bận rộn, khóe miệng bất ngờ nhếch lên vẻ trào phúng. Kiểu chuyện như thế này ở Minh Gia cũng chỉ có Lý Vận Linh làm được. Lý Vận Linh thân mật kéo tay La Văn Anh qua. Văn Anh à, tối hôm qua có ngủ được không? Mẹ, con ngủ rất ngon. Thay đổi nơi ở mới có thể sẽ không quen, nhưng không chừng vài ngày sau có thể sẽ tốt hơn. Trong ngôn ngữ của Lý Vận Linh có ý thử dò xét, Minh Tranh đang cùng Minh Vân Phong ở bên cạnh bạn bạc công việc, nghe thấy thế ngẩng đầu lên giải vây cho La Văn Anh. Mẹ, tối hôm qua văn anh nói có nhiều thứ còn chưa sửa soạn xong muốn hôm nay mới có thể chuyển đến như vậy à vậy cũng tốt minh thành hữu cười lạnh chen vào nói mẹ mẹ cho rằng người khác đều giống như con cùng phó nhiễm không thể chờ đợi được muốn chuyển ngay đến ở cùng nhau hay sao nói cho cùng lúc trước còn không phải là do lý vận linh bức bách mới làm như vậy tên nhóc đáng chết nói chuyện không có đứng đắn không phải là chính con không kìm nén được nói muốn đem tiểu nhiễm sớm chuyển đến ở cùng sao. Lý Vận Linh vừa nói dứt lời liền nhìn hướng Minh Thành Hữu trừng mắt, phải, dù sao danh tiếng của hắn bày ở kia, lại bị dội thêm bồn nước bẩn cũng không có gì uất ức. Phó nhiễm ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, dù là Minh Thành Hữu đem cô làm trò cười cô cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ. Minh Vân Phong thấy tinh thần cô không tốt, không thể không mở miệng quan tâm. Tiểu nhiễm, tối hôm qua không thấy con ở lễ đính hôn, mẹ con trở lại nói phòng làm việc của con quá bận rộn có sự nghiệp của mình là tốt nhưng phải chú ý đến thân thể biết không phó nhiễm nghe vậy ngẩng đầu lên ánh mắt lướt qua mọi người nhìn về phía minh vân phong ông là chủ của một gia đình danh gia vọng tộc ngay cả minh thành hữu cũng phải sợ ông chớ nói chi là phó nhiễm nhưng buổi nói chuyện vừa rồi lại làm cô có cảm giác đầy đủ ấm áp trong mắt nhìn thấy vẻ nghiêm khắc thường ngày không ngờ cũng có phần nào hiền lành lý vận linh bắt đầu mời mọi người vào ăn điểm tâm sau khi ngồi vào chỗ của mình mới thấy minh văn từ ngoài cửa đi vào mẹ mẹ thiên vị cũng không đợi con nói vậy còn không biết xấu hổ từ nhỏ con chính là người luôn lề mề tìm con dâu cho mẹ nhanh lên để còn đến trừng trị con có thể thấy lý vận linh đối với minh văn là yêu quý thật dù sao thân phận hắn cũng không khó xử giống như minh tranh thương yêu hay mắng mỏ hắn đều không cần phải lo lắng che giấu mẹ Minh Văn không chịu nổi, ý giận dỗi. Con muốn tự do yêu đương. Phó nhiễm nhận chén cháo loãng từ tay người giúp việc đưa tới, La Văn Anh ngồi ở phía đối diện đem chút thức ăn đưa sang. Tiểu nhiễm, nếm thử cái này đi. Phó nhiễm đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn. Minh Tranh đem bảy phần trứng tráng quen thuộc thả vào trong đĩa của La Văn Anh, cô ngắm nhìn một lúc, tay không khỏi nắm chặt dao nĩa. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hắn lại vẫn đưa trứng lên ăn, dù sao trước mặt mọi người cần phải ăn ý duy trì vẻ hạnh phúc với hắn. Nếu như cô nói trắng ra là cô không thể ăn sẽ không tránh khỏi những lời nói phiền toái. Tính tình Minh Vân cùng Minh Tranh khác một trời một vực, lời nói rất nhiều. Phó nhiễm không muốn tham dự, chuyên chú vùi đầu ứng phó với bữa sáng. Một tiếng dao nỉa rơi xuống đất, tiếp theo là vài tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên chói tai. Lúc phó nhiễm ngẩng đầu, Minh Thành Hữu lướt qua bàn ăn thật nhanh đi tới bên cạnh Minh Vân Phong, cha Thần sắc lý vận linh hoảng hốt hướng ra gọi ông xã ông xã không có chuyện gì sắc mặt minh vân phong tái nhật như tờ giấy đôi môi hiện ra một màu xám xịt đôi mắt từ trước đến nay tin anh lúc này lại thấy ảm đạm không tin tường nữa ông run run thuốc của tôi được rồi ông đừng nói chuyện tôi tôi lập tức đi lấy lý vận linh nhanh chóng lao tới giá sách tay chân lúng cuống lấy ra hộp thuốc từ trong ngăn kéo Phó nhiễm chưa bao giờ thấy bà sợ hãi như vậy Cô đi tới giúp Lý Vận Linh mở hộp thuốc ra Lấy ra một loại thuốc duy nhất bên trong Là loại này sao? Đúng Minh Vân Phong uống nước nuốt viên thuốc vào Lý Vận Linh không ngừng xoa nhẹ ngực ông Ước chừng sau một phút đồng hồ tình huống mới chuyển biến tốt Sắc mặt ông cũng chậm chậm khôi phục lại Cha, cha không sao chứ Cha, con đưa người đi bệnh viện Minh Vân Phong khoát tay Thân thể suy yếu dựa vào thành ghế, ba người con trai lo lắng vây xung quanh, bàn tay ông đè ngực lại. Là bệnh cũ, sớm muộn gì thì cũng có ngày ta sẽ chết tại đây. Không cho phép ông nói bậy. Lý Vận Linh ở bên cạnh mắt đỏ lên. Đợi khi tìm được trái tim thích hợp thì bệnh viện quân khu đến sẽ thông báo trước. Được rồi, được rồi, ta không sao, đều trở về chỗ ngồi đi. Phó Nhiễm theo Minh Thành Hữu ngồi lại trước bàn ăn. Đối với việc này, người của Minh gia giấu giếm thật tốt. Nếu không phải là hôm nay cô không tận mắt thấy Minh Vân phong phát bệnh thì cô cũng không biết trái tim của ông có vấn đề. Sắc mặt Minh Thành hữu thâm trầm, mơ hồ lộ ra lo lắng mông lung rơi vào trong mắt Phó Nhiễm. Tâm tình cô theo đó cũng thấy nặng nề, mỗi người đang ngồi đây vẫn cứ miễn cưỡng nói cười, nhưng trong phòng ăn vẫn luôn bao phủ một loại lo lắng không xua tan đi được. Dùng xong bữa sáng, Minh Vân nhanh chóng rời đi trước, Minh Tranh ngồi một lúc sau cũng mang theo La Văn Anh trở về. Lý Vận Linh vừa dìu Minh Vân Phong lên lầu nghỉ ngơi, không khí ở Minh Gia vừa rồi còn vui vẻ, lúc này đều tan biến không để lại dấu vết. Vành mắt Lý Vận Linh liên tục đỏ lên, Minh Thành Hữu thì nắm chặt tay phó nhiễm ngồi ở trên ghế sofa. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, bác sĩ Uông đang tới đây. Lý Vận Linh như không còn chút sức lực. Ba con uống thuốc xong sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều là tốt khoe xấu che. Thật không biết ông ấy còn có thể chống đỡ vài năm nữa không? Thành hữu, con ở công ty phải lưu ý kỹ từng giờ từng phút đề phòng Minh Tranh. Đối với hắn, ta luôn không yên tâm. Minh Thành hữu gật đầu đang muốn nói chuyện. Quản gia trong nhà dẫn theo hai người đi vào trong sảnh. Phu nhân, có khách đến. Phó nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt giống như đã từng quen thuộc đập vào trong mắt, ngẫm nghĩ một lát, đây không phải là vương như định tại tiệc sinh nhật đã quăng cho cô một cái tác sao. Phu nhân, tam thiếu minh lão tướng quân có ở nhà vương tạ mang theo con gái đến trước mặt mọi người lý vận linh thu hồi thần sắc khôi phục lại như lúc trước minh thành hữu cười lạnh nói cha tôi hình như chỉ lớn hơn ông vài tuổi lại già như vậy sao lý vận linh bưng nước trái cây trong tay lên uống cho cổ họng mát một chút ánh mắt dừng lại trên tay vương nhứ đình cô gái này bộ dạng được tới đây để cho ta nhìn kỹ một chút vương nhứ đình nghe vậy vui vẻ đi tới vốn dĩ đang lo lắng là minh gia sẽ canh cánh trong lòng chuyện xảy ra với phó nhiễm xem ra rõ ràng ở minh gia cô ta lại chỉ là không khí phu nhân khỏe chứ ạ à, bác gọi tên con nhứ đình là được rồi lý vận linh kéo tay vương nhứ đình qua cũng không ngẩng đầu lên xem mặt của cô nhìn chằm chằm vào vòng ngọc trên tay vương nhứ đình xem xét chất lượng tốt vô cùng vừa nhìn đã biết chính là ngọc lâu đời giá cả hẳn là rất đắt ánh mắt phu nhân thật tin tường đây là chiếc vòng mà hai ngày trước cha con có được tại một buổi đấu giá. Lý Vận Linh có chút thở dài chỉ chỉ vào vòng ngọc của bà. Chỉ là chiếc của ta so với chiếc này kém rất nhiều. Đó là... Vương Như Đình vội vàng phụ họa, không đợi cô nói Vận Linh ngẩng đầu nhìn về phía phó nhiễm. Đúng rồi, tiểu nhiễm, mẹ đưa cho con vòng tay, thế nào lại không thấy con mang, là con không vui sao? Chất lượng của chiếc kia có thể coi là tốt hơn so với chiếc này không chỉ một lần. Phó Nhiễm nghe vậy trong lòng sợ hãi, không khỏi đưa tay ra phía sau lưng. "Con." Minh Thành hữu thông thả ung dung uống một ngụm trà, chân trái nhàn nhã vắt lên, thừa dịp lúc nghiêng người ghé vào bên tai Phó Nhiễm. "Em thật sự nghĩ rằng mẹ anh cái gì cũng không biết sao? Những chuyện kia đã sớm truyền ra hết rồi." Bất luận lời nói của hắn là thật hay giả thì chuyện này không thể nói dối được. "Mẹ, con thực xin lỗi." Thần sắc Phó Nhiễm ấy nấy tiếng nói gần như run rẩy minh thành hữu hướng cô liếc xéo thật là có thể giả bộ ngày đó sinh nhật con cùng vương tiểu thư phát sinh tranh chấp về sau cô ấy ra tay đẩy con lúc ấy vòng tay liền bị vỡ con liên tục giấu giếm không dám nói cùng mẹ không phải thế không phải như vậy vương nhứ đình khẩn trương lý vận linh bỗng dưng buông tay vương nhứ đình ra lúc đứng dậy ánh mắt ngó qua thấy mặt vương nhứ đình tái nhợt góc độ ánh mắt đúng là cực kỳ bén nhọn cô cũng đã biết vòng tay kia đúng là đồ gia truyền của Minh gia chúng tôi, Vương tiểu thư, cô thực sự có can đảm." Nói xong, Lý Vận Linh rời đi, ất chấp Vương Tạ đang lúng túng. Trong lòng Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi, mười phần thấy ấy nấy. Khẳng định là mẹ rất tức giận. "Mẹ không nói vòng tay đó là một đôi sao? Hôm nào em sẽ đem một chiếc khác đến gạt mẹ." Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm nâng lên. "Tam thiếu, Tôi muốn gặp Minh Lão tướng quân quả thật là có việc gấp cần ông ấy giúp đỡ Hôm qua đã hẹn, thời gian này cũng là ông ấy định ra Hừ Ngôn ngữ của Minh Thành Hữu không thể thiếu vẻ chăm chọc khiêu khích Tác vợ tôi rồi còn dám nói là có việc cầu cạnh Giúp đỡ Sao không tránh xa đi, lúc này có muốn để tôi đưa mặt bên kia đưa cho các người tác nữa không? Tính tình này Phó nhiễm ngạc nhiên, thật là cũng không để cho người ta còn một chút mặt mũi sau khi minh tranh đưa la văn anh về đến nhà liền đi thẳng tới công ty đợi sau khi tan việc đến la gia mới biết cô vào bệnh viện bởi vì dị ứng cũng may la văn anh chỉ nói là mình không cẩn thận ăn phải đồ hư chứ không hề nói đến chuyện ở minh gia lúc đó minh tranh mới biết cô bị dị ứng với trướng hôm nay là ngày lễ giáng sinh minh thành hữu ra khỏi phòng làm việc liền gọi điện thoại cho phó nhiệm bảo cô ở nhà chờ nhất định hắn sẽ chuẩn bị phòng ăn tốt rồi về nhà đón cô Thời tiết thật thích hợp với ngày này, lúc Minh Thành hữu lái ô tô đi qua quảng trường Vanda, bầu trời bay lên tuyết mịn, đây là trận tuyết đầu năm nay. Khi hắn tìm được chỗ đậu xe thời gian chỉ là 5 phút, tuyết rơi vào đầu vai cũng đã biến thành cùng cỡ như lông ngỗng. Minh Thành hữu đối với chung quanh đây rất quen thuộc. Thời gian hắn còn giữ mối quan hệ với thẩm ninh thường hay tới đây, hắn nâng tay lên xem đồng hồ. Lúc này vẫn còn sớm, còn đủ thời gian đi chuẩn bị quà tặng cho phó nhiễm. Vưu Ứng Nhụy từ trong tiệm sơn móng tay xông ra đi ngoài. Ngày mai là sinh nhật một người bạn, cô cố ý đắp lại móng tay thật đẹp. Lúc ra khỏi cửa vẫn còn đang chú ý thưởng thức, nhưng không biết thiếu chút nữa đụng vào một thanh niên đi qua. À, đây không phải là đại tiểu thư của phó gia sao? Vưu Ứng Nhụy ngẩng đầu nhìn lên, là mấy tên thanh niên ở cùng ngõ. Bình thường thì có dây dưa qua với cô, cô đều là trốn tránh tiếp xúc. Vưu Ứng Nhụy siết chặt túi sách trong tay bước qua mấy người đó nhưng không nghĩ bọn họ nhất quyết không tha, nhìn chăm chăm. Minh Thành Hữu không mang ô, nhưng cũng không giống cảnh tượng những người đi đường bên cạnh vội vã như vậy, đưa mắt, vẻ mặt tràn đầy khí thế bừng sáng và cao quý thuần túy thu hút sự chú ý của mọi người. Bước chân hắn mạnh mẽ vững vàng, lúc đi tới chỗ hành lang trước một cửa hàng thì đầu vai đã thấy một lớp tuyết trắng. Các người muốn làm gì? Vưu ứng nhụy bị hai người khác chặn lại, đành phải ông sát túi sách trong. a à, vẫn còn coi mình chính là đại tiểu thư. Trong cái túi trách này của cô có thể có bao nhiêu tiền? Chẳng qua là tôi lớn như vậy mà chưa được sờ vào tay của Thiên Kim tiểu thư, dù sao cô cũng sống tốt ở phó gia được 20 năm, nghe nói các phu nhân và tiểu thư trong xã hội thượng lưu đến tắm cũng dùng sữa tươi tắm, phải vậy không? Lời trêu chọc của người thanh niên dáng vẻ lưu manh làm cho mấy người bên cạnh cười ầm lên không dứt. Minh Thành Hữu đứng ở cách đó không xa, phó gia hai chữ này nghe có vẻ cực kỳ chói tai vương ứng nhụy chưa bao giờ gặp phải trường hợp này nhưng cũng rất bình tĩnh tránh ra cho tôi không thì tôi báo cảnh sát nói xong cô móc điện thoại di động iphone 4 từ trong túi ra còn có cả điện thoại quả táo nữa đó không phải là hàng nhái chứ đưa cho tôi xem một chút vương ứng nhụy né tránh bàn tay đang duỗi ra các người là những tên lưu manh cút ra cho tôi cô với vương nhiễm ngực lại tính tình lại rất giống nhau trước kia cô ta cũng không bao giờ cho tôi đụng vào tay mình nhưng hiện tại thì cô ta tốt rồi là thiên kim tiểu thư thật sự còn cô thì là gì từ nhỏ gia cảnh minh thành hữu rất tốt tự nhiên không thể biết được trước kia phó nhiễm đã phải trải qua những chuyện gì hắn nghĩ đến bóng dáng thon gầy mà kiên cường kia mỗi ngày ngoài chăm chỉ học hành ra còn phải đối diện với mấy tên vô lại quấy rầy như thế này vưu ứng nhụy thừa dịp mấy người trước mặt không đề phòng lao ra phá vòng vây sau đó chạy như bay về phía trước cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng chân càng lúc càng tới gần đột nhiên nhìn thấy bóng dáng minh thành hữu cô không chút nghĩ ngợi đưa tay níu lấy vạt áo hắn bởi vì cô vội vàng chạy trốn nên lúc này chỉ có thể không lưng thở dốc mấy người kia theo sát tới tên thanh niên cầm đầu nhìn thấy minh thành hữu quen quen cũng không lập tức tiến lên hô hấp vưu ứng nhụy dần dần bình thường sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ cô đứng thẳng lên dùng ngón tay chỉ chỉ minh thành hữu các người mới vừa nói tới vương nhiễm chính là vị hôn thê của minh tam thiếu ánh mắt minh thành hữu sắc bén lướt tới cũng không nói chuyện đối phương cũng chỉ là muốn trêu chọc nên không muốn làm lớn chuyện người thanh niên kia hướng mấy người bên cạnh nháy mắt bước nhanh rời đi vương ứng nhụy vẫn khẩn trương cầm áo minh thành hữu bàn tay hắn đẩy cô ra không để lại dấu vết vị hôn thê của tôi tên là phó nhiễm trên đời này không có người nào tên là Vưu Nhiễm. Cô thấy bóng dáng của hắn lướt qua trên vai cô bước về phía trước, Vưu ứng nhụy nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, cô đuổi theo trước một bước, mở miệng nói giọng lạnh nhạt. Có phải các người đều nghĩ câu chuyện kỳ quái kia là lỗi tại tôi? Nhưng tôi không cố ý làm sai, đúng thế, tôi ở phó gia sống an nhàn sung sướng 20 năm. Thế nhưng không phải là tôi cố ý ăn cắp, nếu tôi biết sớm sẽ có một ngày bị phát hiện thân phận thật, tôi tình nguyện chưa từng sống ở phó gia. Các người chỉ nghĩ phó nhiễm là người bị hại, cũng làm như tôi ăn trộm hạnh phúc của cô ấy, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai hỏi tôi một câu. Minh Thành Hữu dừng chân ở cửa tiệm trang sức, ánh đèn màu trắng đặc biệt đem bóng dáng của hắn kéo dài hơn, hắn giữ kín như bưng thần sắc, chỉ lười biến mở miệng nói. Hôm nay không phải lễ Giáng sinh sao, thế nào mà muộn như vậy vẫn còn ở bên ngoài. Ở chỗ chúng tôi, có ai sẽ có ngày lễ này? không giống như trước kia ở phó gia cô có thể gọi bạn bè đến cổ động ăn mừng cô đã sớm không còn chất tư bản trong tiêu xài đi vào tiệm giúp tôi chọn một món quà vưu ứng nhụy đi theo minh thành hữu đi tới tiệm đá quý đích thân quản lý tiếp đãi hắn đưa vưu ứng nhụy tới trước quầy cô tự chọn cho mình một cái đi rồi chọn giúp tôi một cái cho phó nhiễm tại sao lại tặng quà cho tôi minh thành hữu khiến quản lý không cần chú ý bọn họ hắn tự mình ngồi xuống chưa từng nghe qua gặp người có phần sao Lại nói Tôi tin tưởng ánh mắt của cô đối với những thứ này Khóe miệng vưu ứng nhụy nâng lên vẻ dễu cợt Tam thiếu thật là trọng lượng Cô đang nói với người phục vụ chọn cho phó nhiễm chọn một cái lắc tay tốt nhất Lại tự chọn cho mình một chiếc khác biệt Giá tiền chênh lệch không tới 2.000 Chiếc của phó nhiễm mặc dù rất đắt Nhưng kiểu dáng lại hơi bình thường đại trà. Điều đó không phải là vưu ứng nhụy không hiểu tự chọn cho mình về kiểu dáng mặc dù có vẻ đơn giản nhưng lại là kiểu kinh điển không dễ hết mốt được rồi cô đem hộp đá quý đẩy tới trước mặt minh thành hữu hắn cầm ở trong tay mở ra suy nghĩ không tê sau khi xem xét xong minh thành hữu lấy qua chiếc hộp trang sức trong tay vưu ứng nhụy tôi xem cái này dường như thích hợp với phó nhiễm cô lấy một cái khác đi vưu ứng nhụy nhận lấy hộp trang sức trong tay hắn giơ giơ lên trước mặt minh thành hữu Tóm lại, cảm ơn quà tặng của anh. Cho đến khi bóng dáng của Minh Thành Hữu biến mất ở trước cửa tiệm, lúc này Vưu ứng nhụy mới cười lạnh, đây được coi là gì? Thầy phó nhiễm trút giận sao? Có phải để cho cô xem trọng cái nào đó, về sau cũng sẽ thay đổi cho phó nhiễm? Vưu ứng nhụy đem hộp trang sức đặt trên quầy. Giúp tôi đổi chiếc này lấy chiếc vừa nãy đã lấy, tôi muốn giống nhau như đúc. Cô giơ tay lên, lúc này mới phát hiện ra sơn móng tay bên tay trái rất một mảng, tìm lại bên trong tiệm cùng trên hành lang đều không tìm được có lẽ bị rơi mất từ lúc kéo minh thành hữu minh thành hữu trở lại tôn vân thủ phủ phó nhiễm đã thay quần áo xong đang ngồi ở phòng khách đợi hắn trong tivi phát bộ phim truyền hình gần đây đang thịnh hành cô chán nản duỗi người một cái thấy minh thành hữu cất bước đi tới sao bây giờ anh mới trở về hắn ngồi vào chỗ bên cạnh phó nhiễm từ trong túi áo móc ra một hộp vải nhung sau khi mở ra lấy lắc tay đeo lên cho cô cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt như kích thích toàn thân lỗ chân lông dựng đứng lên. Phó nhiễm giơ cổ tay lên nhìn kỹ dưới ánh đèn. Thí! Anh mua! Không phải là anh mua còn có thể là anh giành được sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông bên cạnh. Mà em chưa chuẩn bị quà tặng gì cho anh. Phó nhiễm đem hộp trang sức minh thành hữu đưa cho cô đặt vào bên cạnh, giờ chiếc lắc trong tay lên. Không phải anh cũng sẽ cho mua cho phụ nữ khác đồ giống nhau như đúc đó chứ? Cô thuận miệng hỏi, thật ra thì cũng không nghĩ nghiêm túc thật. Minh Thành Hữu cười lạnh. Coi anh như kẻ trộm hoa, thật sự nghĩ là anh muốn cả hoa đẹp cùng có đuôi chó đúng không? Nhà hàng Italy ở sau phố nổi tiếng trong thị trấn Nghênh An, phong cách ưu nhã mà lại nồng đậm phong tình nước khác, các bạn ăn không thể nói là chật ních nhưng những người đã từng tới nơi này thì tuyệt đối sẽ đến lần thứ hai. Hoàn cảnh giống như con người luôn luôn có chỗ độc đáo riêng. Minh Thành Hữu đã đặt chỗ trước từ sáng. Toàn bộ không gian trong phòng đều thông thoáng, chỉ vẻn vẹn có vài cây trụ mang kiến trúc la mã. Phó nhiễm thích vị trí gần cửa sổ, xuyên cửa sổ rất lớn có thể thấy vô vàng tuyết trắng ti. Cô chống tay nâng cầm lên, đang thấy buồn chán tự nhiên nghe được một tiếng đàn dương cầm giống như tên bắn truyền đến. Cô theo âm thanh nhìn lại, thấy trên khoảng không không có tường ngăn cách trên lầu hai có đặt một chiếc piano màu đen, một người đàn ông cùng một cô gái đang ngồi kề bên nhau phím màu trắng tinh khiết cùng chí âm màu đen có thể hợp nhau như thế lại càng tăng thêm sức mạnh. Phó nhiễm dần dần ngồi thẳng lưng lên, thấy tay trái cô gái cùng tay phải người đàn ông phối hợp rất nhịp nhàng, làn điệu đang mượt mà toát ra từ đầu ngón tay hai người truyền đến. Trước lúc tiết tấu thông thả trượt ra, phó nhiễm nhận ra đây là một khúc giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên. Giai điệu có nỗi buồn bã không rõ, ngược gió tràn ngập cả nhà hàng, rất nhiều người dừng động tác trong tay, tĩnh tâm thưởng thức khúc nhạc kết thúc, nghe vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Người đàn ông dắt cô gái đứng dậy, hai người bước xuống theo cầu thang hình tròn, lúc này phó nhiễm mới nhìn thấy rõ ràng mặt hai người. Gương mặt, thân hình người đàn ông dáng vẻ gợi cảm, tóc ngắn màu đen gọn gàng, đầu lông mày sắc bén dấu vào trong lọn tóc, cô gái để tóc dài xõa sau lưng, làn da trắng nõn, dáng người thật là đẹp, vừa nhìn đã thấy thật hoàn mỹ. Trùng hợp là vị trí của bọn họ ở ngay bên cạnh. Lúc ngồi xuống, Ánh mắt người đàn ông chú ý tới phó nhiễm, tầm mắt đưa tới gần như bình tĩnh, sau đó nhìn thấy Minh Thành Hữu, khẽ giơ tay có ý chỉ ly rượu bên cạnh. Minh Thành Hữu cũng nhấp nhẹ ngụm rượu đáp lễ. Phó nhiễm hạ thấp giọng hỏi. Anh biết, không tính là biết. Phó nhiễm nhìn về phía bên cạnh, trông thấy người đàn ông đó đem cắt nhỏ miếng bò bí tết đưa cho cô gái, từ đáy lòng cô thấy thật hâm mộ. Xem đi, người đàn ông đó thật tốt. Khoảng cách cô gái đưa tay ra, vòng tay bạch kim ở cổ tay phải trượt xuống, bởi vì khoảng cách rất gần nên phó nhiễm nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo xấu xí dữ tận kéo dài hết phần cổ tay cô ấy. Ánh mắt khó nén được giật mình, lúng túng sợ bắt gặp, cô nâng ly rượu bên cạnh lên uống một hớp. Tôn, anh biết bọn họ sao? Cô gái ngồi cạnh cũng hỏi một câu giống nhau. Em đã quên, có một lần ở trên đường thiếu chút nữa hắn đụng vào chúng ta, em đã không nói bộ dạng hắn đẹp mắt phải không? giật tôn khẽ nhấp môi mỏng ở thị trấn Nghênh An người nào lại không biết rõ Minh Tam Thiếu. Về sau, sẽ luôn có cơ hội giao thiệp. Mạch Sên tiêu câu hiểu câu không gật đầu, từ trước đến nay cô rất ít trong năm chuyện của hắn. Cuối cùng cũng xem đủ rồi, em nhìn người ta cũng thật chăm chú. Phó nhiễm quay lại nói hắn một câu. Trai tài gái sắc ai lại không muốn xem? Em ăn à? Sắc N. Dược tôn cùng mạch sen tiêu rời khỏi nhà hàng trước, phó nhiễm lơ đã nhắc tới anh biết đánh đàn sao? Minh Thành hữu lười biến dựa lưng về phía sau. Vậy thì có cái gì khó? Em không biết sao? Phó Nhiễm Thành thật đáp lại. Em không biết. Ở Vưu gia 20 năm, đừng nói là được học piano mà ngay cả muốn tới gần để sờ một chút cũng là xa xỉ. Em xem vừa nãy hai người họ đánh đàn hay thật, nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu học tập, em không thấy anh chơi đàn bao giờ, anh chơi tới cấp mấy rồi? tự nhiên phó nhiễm tìm đề tài tán gẫu minh thành hữu lại vô tình lãng tránh đại ca biết rõ em biết khiêu vũ phải không hắn đột nhiên chuyển đề tài nói chuyện đến minh tranh kiểu này thì tính tư duy của một người bình thường đúng là khó đuổi kịp phó nhiễm không vui để giao nĩa trong tay xuống anh muốn nói cái gì chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến lời nói của anh ta trong đêm khiêu vũ đó người này chuyện gì cũng biết làm cho người ta đoán không ra phó nhiễm có cảm giác cuốn họng hơi nhột có thể do nguyên nhân là nơi này để nhiệt độ quá cao. Anh không thích anh ấy là. Vậy em thích vưu ứng nhụy. Thần sắc Minh Thành hữu lạnh nhạt mà nghiêm túc nhìn về phía cô, tim phó nhiễm cứng lại, cũng không muốn nghe đến cái tên này. Anh ấy cùng cô ta không giống nhau. Như thế nào mà không giống nhau? Hắn là con ngoài giá thú, lại công khai xuất hiện ở trước mặt chúng ta, anh còn phải gọi một tiếng đại ca với hắn. Thật sự là nực cười thường ngày hẳn là hắn giấu dếm tâm tư rất tốt, phó nhiễm cũng chưa bao giờ thấy ở trước mặt Minh Tranh hắn có lời nói gì quá khích, cô duỗi tay ra nắm chặt bàn tay Minh Thành Hữu. Được rồi, chúng ta không nói tới chuyện này nữa. Tâm tình Minh Thành Hữu rất nhanh khôi phục lại như cũ, hắn cũng nắm tay phó nhiễm, đề tài này quá nhạy cảm. Dùng bữa ăn xong, phó nhiễm đứng ở cửa chờ Minh Thành Hữu tính tiền, mới quá hai tiếng mà đưa mắt nhìn mặt đất đã kết thành từng lớp băng mỏng manh màu trắng. Minh Thành Hữu bước đến bên cạnh cô, giúp cô khép chặt khăn quàng cổ lại sau đó ông bả vai phó nhiễm đi lên phía trước. Động tác này bây giờ đã tự nhiên vô cùng. Bọn họ đi đường dành riêng cho người đi bộ chọn quà cho người lớn hai bên gia đình, lúc trở về đến xe nhìn thời gian đã là 10 giờ. Xe đi qua đầu phố, phó nhiễm vội vàng hô dừng xe. Hạ cửa xe xuống, bên ngoài có một quán nhỏ bán khoai nướng. Phó nhiễm đẩy tay đang Minh Thành Hữu đưa tiền tới, Cô chọn củ khoai lang lớn nhất, sau khi dùng giấy dầu màu vàng nâu bao trùm kín đáo đưa cho Minh Thành hữu. "Đây là quà giáng sinh cho anh." "Cái gì? Em cũng tặng quà." Không có câu nói quà nhẹ nhưng tình nặng sao? "Em làm việc buôn bán, không phải là tên gian thương thì khẳng định là lãng phí nhân tài." Phó Nhiễm không so đo chút nào, dù sao người đàn ông này lời nói ác độc, bản lãnh nghe lời trước sau như một, luôn là không có độc nhất, chỉ có độc hơn hệ thống sưởi trên xe vừa đủ trong không gian rộng rãi vốn là mùi nước hoa nhẹ hoàn toàn bị hương vị khoai nướng che lấp minh thành hữu đem một nửa phần khoai lang đưa cho phó nhiễm mau ăn đi ăn xong về nhà lần đầu tiên hắn nếm thử ăn một miếng phát hiện cũng không thấy ghét ít nhất nó không giống bề ngoài khó coi như vậy hơn nữa minh thành hữu vẫn sẽ luôn nhớ rõ món quà đặc biệt mà phó nhiễm tặng là nửa củ khoai nướng hay là bán còn dư lại trở lại tôn vân thủ phủ tiêu quản gia chờ ở phòng khách như thường lệ phó nhiễm cùng minh thành hữu đem từng món quà mang vào tất nhiên là tiêu quản gia cũng có phần ở góc phòng khách bày một chiếc piano chỉ là chưa thấy ai chơi đàn bao giờ phó nhiễm cao hứng lôi kéo minh thành hữu đến trước chiếc dương cầm khúc nhạc vừa rồi thật là dễ nghe đây là một khúc giống như tình yêu của tiêu á hiên không cầm bản nhạc anh sẽ chơi được sao tam thiếu muốn đánh đàn sao tiêu quản gia cầm món quà của mình bước đến sau lưng hai người trên mặt minh thành hữu có chút không vui không nhìn được quay người lại nói tiêu quản gia ở đây không có chuyện của bà đi ngủ đi được tôi đi đây tiêu quản gia có chút nhìn cười rời đi kỳ quái hôm nay tam thiếu lại đánh đàn phó nhiễm mở nắp đàn ra ngồi xuống bên cạnh minh thành hữu thấy thế đành phải tiếp tục ngón tay phó nhiễm lướt qua hàng phím đen trắng gõ lộn xộn hắn vuốt ve tay của cô quả thực là chà đạp âm nhạc ngón tay minh thành hữu khẽ ấn xuống đồ rê pha son có hai lần như thế phó nhiễm gật đầu tiếp tục đồ rê pha son đánh đoạn nhạc là muốn luyện tay trước một chút mau đánh đi đồ rê pha son khóe miệng phó nhiễm cứng lại minh thành hữu anh có thể đừng nói cho em anh chỉ biết đánh mấy nốt nhạc đó thôi chứ. Một câu đâm chính diện là ai có thể quy định hắn phải biết đánh piano min thành hữu nặng nề khép lại nắp piano, người có khẩu khí lừa người mà còn mạnh miệng như vậy, cũng chỉ có hắn là làm được. Anh là người có tiền, nếu như muốn nghe piano anh có thể mời cả dàn nhạc tới đây, cần gì phải tự mình đánh đàn. Điều này có thể vơ đổ cả nắm sao? Phó nhiệm đứng dậy trước. Anh giống như nhà giàu mới nổi vậy. Bởi vì một câu nói của cô mà đến gần sáng mà vẫn bị Minh Thành Hữu dày vò. Phó nhiễm chỉ hận là mình không đi luyện đô cô úp mặt vào gối đầu không dậy nổi, ánh mặt trời khẽ hắt lên đôi tay trắng như ngọc. Minh Thành Hữu nằm ở trên người cô, cứ coi như là nơi mềm mại hơn cả nệm giường, làm phó nhiễm liên tục thở dốc không ngừng. Hắn thích khẽ cắn sau lưng trắng nõn của cô, từ trên cổ đến xương quai xanh cũng không bỏ sót một nơi nào. Đôi mắt phó nhiễm khẽ nhấp nháy, nghe được tiếng Minh Thành Hữu xoay người rời giường mặc quần áo sột soạt. Cô lười phải mở mắt. Một bộ âu phục ném tới. Giao cho tiêu quản gia giặt khô cho anh. Phó nhiễm tiện tay đem bộ quần áo ném ra bên cạnh, cô lật người nằm thẳng. Có cảm giác trước ngực lộ ra bên ngoài có cảm giác nóng rực khác hẳn với nhiệt độ trong phòng, cô vội vàng mở mắt, thấy một ánh mắt màu đen đang có ý đồ bất. Cô kéo chăn mền phủ lên đôi vai. Còn không đi công ty. Minh Thành Hữu cuối người chăm chú hôn trên trán cô. Buổi tối hôn phía dưới nên ban ngày chỉ có thể hôn lên mặt là sao? May mắn là hắn tránh né kịp thời, bằng không chiếc gối trong tay phó nhiễm chắc chắn xác định hạ cánh trên mặt hắn. Cả ngày hôm nay phó nhiễm đều không có việc. Sau khi rời giường xuống ăn sáng xong lại ở trong phòng lên mạng Internet. Lúc tiêu quản gia tới phòng lấy đồ cô mới nhớ chuyện Minh Thành Hữu giao phó. Phó nhiễm cầm lấy bộ tay phục, lấy từng thứ linh tinh hắn bỏ sót lại trong túi ra bất ngờ sợ thấy một dị vật vừa lấy ra nhìn là một miếng móng tay giả đẹp tinh xảo thiếu phu nhân vâng phó nhiễm nắm chặt bàn tay lại đưa quần áo cho tiêu quản gia thiếu phu nhân cô có gì muốn phân phó cứ bảo tôi được phó nhiễm không yên lòng đưa mắt nhìn tiêu quản gia rời phòng cô vô thức đem miếng móng tay kia bóp chặt lúc mở tay ra có thể thấy lòng bàn tay bị hằn lên một đường trăng lưỡi liềm tin tình, tình cảm bên ngoài về Minh Thành Hữu mấy ngày này cũng vơi đi không ít, mỗi ngày cũng coi như hắn về nhà đúng giờ. Thực sự phó nhiễm đã cho là hắn đã thay đổi, bản tính phong lưu đã bê phóng túng. Cô ngồi ở trên ghế sofa, sau đó lại đứng dậy đi ra ban công, có trốn tránh đến chỗ nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi lạnh lẽo. Trong nháy mắt có cảm giác không biết theo ai, giống như lúc mỗi người phụ nữ lần đầu tiên phát hiện ra chồng của mình có người khác vậy, mờ mịt, lúng cuốn có thể phó nhiễm biết rõ cô không thuộc về loại đó, nhưng cảm giác vô lực mãnh liệt như là đem cô giam cầm trong bức tường không thoát ra được. Cô trở lại phòng ngủ, đem miếng móng tay giả trong tay ném vào thùng rác. Minh Thành Hữu có cuộc họp quan trọng kéo dài cho tới trưa mới nghỉ, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, đã 12 giờ. Tay phải cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất, tùy ý đem cà vạt kéo ra hai bên, hắn cảm thấy mệt mỏi ngồi vào trong ghế da. Nhớ tới phó nhiễm hôm nay không cần đi làm, Hắn vừa bấm số điện thoại của cô, vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ đặt nhẹ giữa lông mi. Alo. Tiếng nói truyền đến có chút bực dọc. Minh Thành hữu bật cười, mệt mỏi toàn thân tan hết, hắn nhấc hai chân để lên trên bàn làm việc, cả người lười biếng giống như con báo ngủ đông, ưu nhã mà có tính công kích. "Như thế nào, còn chưa ngủ được sao? Thể lực em thật sự là yếu quá đấy. Có chuyện gì sao?" Phó Nhiễm không còn hơi sức hỏi đầu lông mày minh thành hữu không khỏi nhíu chặt không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao hắn cơm trưa đều chẳng quan tâm ăn một miếng vô thức muốn nghe thấy giọng nói của cô không nghĩ là phó nhiễm không bình tĩnh như thế không có việc gì em cúp máy đủ trực tiếp rồi không cho phép cúp máy vậy có chuyện gì nói đi em xảy ra chuyện gì tối hôm qua như vậy không tốt à tiếng nói minh thành hữu không khỏi cất cao Tâm tình phụ nữ như kim dưới đáy biển, lời này một chút cũng không sai. Hiện tại em đang cùng anh nói chuyện rất tốt. Phó nhiễm đáp lại hắn một câu. Hai người đang dặn co, đột nhiên cửa chính phòng làm việc bị mở ra. Cô gái ghé đầu vào, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Tam thiếu, muốn ăn cơm sao? Khóe miệng Minh Thành Hữu thiếu chút nữa co quắp, phó nhiễm nghe vậy chỉ bỏ lại hai chữ đơn giản. Cúp máy. Không còn là hỏi thăm, mà là dứt khoát cắt đứt gọn gàng. Cô gái là chỗ quản lý hành chính mới trong ngày thường Minh Thành Hữu cũng chưa hề gặp qua. Hôm nay học xong, thư ký cũng không biết bận việc chạy đi đâu, mới có thể làm cho con cá nhỏ lọc đến như vậy. Minh Thành Hữu cầm di động chỉ hướng tiểu trợ lý không rõ ý tưởng. Có thể nói chuyện bình thường hay không? Về cái giọng điều quái gì đó là muốn sặc chết người phải không? Nếu như thực sự không biết nói chuyện, tôi cho bò lại từ trong bụng mẹ một lần nữa ra để học ô ô ô tiểu trợ lý kia bị trút giận như vậy bụng mặt chạy thẳng ra ngoài cửa người đàn ông này tướng mạo đường hoàng như thế nào mà lại nói ra được lời nói có thể độc chết người đây phó nhiễm ở nhà tùy tiện ăn một chút đồ không muốn buồn bực liền đi ra ngoài một chút cô muốn mua sắm cũng không nhiều bình thường đều là thấy thích mới có thể mua bước chậm đi qua một cửa hàng mỹ phẩm lại đụng phải vưu ứng nhụy từ bên trong bước ra ngoài đập vào ánh mắt phó nhiễm chính là món đồ trên người vưu ứng nhụy. Chiếc váy dài lông dê màu đỏ là phong cách mới của hãng Dio. Chiếc LV trong tay ngược lại là mẫu lưu hành từ mấy năm trước, đầu tóc uốn thành gợn sóng lớn màu nâu, từ đầu đến chân, không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu. Hi. Tiểu nhiễm. Nhìn thấy cô, vưu ứng nhụy chào hỏi trước. Phó nhiễm khép lại áo choàng. Xin chào. Khách sáo như thế. Vưu ứng nhụy thấy cô lạnh nhạt, lơ đến giơ tay lên đem má tóc gãy ra hướng sau tai. Cũng chính động tác này làm cho phó nhiễm thấy rõ chiếc lắc tay cùng với một chiếc móng tay sửa lại thật khéo. Trong lòng cô có một chút hụt hẫng, tầm mắt lại kinh ngạc dừng lại ở trên tay của vưu ứng nhụy khó có thể dời đi. Vưu ứng nhụy đến gần trước mặt phó nhiễm, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào cổ tay của nhau. Chiếc lắc này xem ra cô thích thật, lúc ấy tam thiếu để cho tôi chọn lựa hộ tôi nghĩ thầm kiểu dáng đơn giản này cùng khí chất của cô cũng phù hợp. Mới đầu anh ta không tin, cô xem, vẫn phải là tin tưởng ánh mắt của phụ nữ đi. Vưu ứng nhụy thấy cô không nói lời nào, lại dương tay lên lần nữa. Ồ, cô đừng hiểu lầm, đây là vì tam thiếu cảm ơn tôi đã giúp chọn lựa quà cho cô mới tặng cho tôi. Tôi là nhờ hồng phúc của cô đấy. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Bàn tay phó nhiễm giữ lấy chiếc vòng tay. Anh ấy xem tiền bạc giống như giấy trắng vậy, cùng lắm là sợi lắc tay mà thôi. Tôi cũng là người thích đồ mới mẻ, không thể nói là có thích hay không, mang cái này hai ngày còn không biết khi nào anh ấy lại phải đổi kiểu dáng khác cho tôi, rất phiền phức. Đối mặt với vưu ứng nhụy, cô luôn khó có thể bình tâm hòa nhã, chớ nói chi là cư xử khéo léo cho tốt. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã nói cho phó nhiễm biết, làm chuyện gì đều phải ăn miếng trả miếng, nếu nhẫn nhịn quá đôi khi không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể bộc phát như vậy. Phó nhiễm xoay người rời đi Cũng không để ý tới sắc mặt vưu ứng nhụy lúc này thật khó coi Minh Thành Hữu nhận thấy phó nhiễm có điểm gì đó không đúng liền kết thúc chuyện của công ty sớm hơn Sau đó trở về tôn vân thủ phủ Chỉ là phó nhiễm còn muốn trở về muộn hơn so với hắn Cô thay xong dép lên tới lầu 2 Minh Thành Hữu lấy máy tính sách tay ra đặt lên đầu gối Hắn phất tay ý bảo phó nhiễm qua đó Cô cũng không đi về hướng hắn Mà là đi thẳng vào bên thành giường Phó nhiễm tháo lắc tay ra thả lên tủ đầu giường Minh Thành Hữu đứng dậy đi về hướng cô Em đi đâu? Ra ngoài tùy tiện đi dạo Hắn chú ý tới sợi lắc tay kia Làm sao vậy? Không vui sao? Ừ Trên mặt hắn thoáng trao lại Tối hôm qua lúc đeo lên cho cô Cũng không phải là tâm trạng bực bội này Minh Thành Hữu Về sau phụ nữ của anh là ai cũng có thể được Nhưng duy nhất không thể là vưu ứng nhụy Vì cái gì không thể là Đợi chút, cái gì gọi là ai cũng có thể được? Rốt cuộc lại điên khùng cái gì đây? Vì sao lại không thể là cô ta? Nửa người trên của Minh Thành hữu nằm im trong giường lớn, giọng nói như cười như không, gối cánh tay lên nhìn về phía Phó Nhiễm. Cô mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt chỉ chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ. Em có thù hằn với cô ta nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ta cũng như vậy. Lúc này Phó Nhiễm mới đưa ánh mắt nhìn hắn. Anh sai rồi em với cô ta không có thù. Phó nhiễm, trước kia em đã trải qua 20 năm như thế nào chỉ có mình em biết rõ, sau đó trở lại phó gia, căn cứ vào chuyện cha mẹ em thương yêu vưu ứng nhụy, em có cảm giác cha mẹ không thương yêu mình, giống như em chỉ là bóng dáng thay thế vưu ứng nhụy. Nếu như trên đời này có một người em không muốn đối mặt, vậy trừ cô ta ra, liệu còn ai bên cạnh nữa đây? Minh Thành Hữu chống hai tay đỡ người dậy, một bóng tối che khuất nửa bên mặt phó nhiễm hắn nói hoàn toàn đúng nếu như phó nhiễm có lời nói ác độc cô sẽ hy vọng vưu ứng nhụy biến mất khỏi cuộc sống của cô tầm mắt cô dừng lại trên tủ đầu giường bất ngờ đụng vào sợi lắc tay kia trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương minh thành hữu thấy ánh mắt đó của cô trong lòng đột nhiên không đành lòng tự như là cầm vật gì đó nặng nề làm tổn thương cô anh đồng ý với em phó nhiễm ghé mắt anh thề quả nhiên hắn giơ tay lên anh thề Phó nhiễm nhìn tới đáy mắt hắn Thấy từng lớp vui vẻ đang dần dần hiện lên Minh Thành Hữu duỗi ngón tay ra chỉ vào cô Đàn ông nói thề liền thề luôn Thật sự em sẽ tin sao Nếu anh dễ dàng làm trái lời Em có thể làm cách nào để giữ anh Minh Thành Hữu Anh hãy sớm quên đi Sớm muộn rồi cũng có người cần anh Cô nghĩ như vậy Lại nói ra Minh Thành Hữu ở bên tai cô cười lớn thành tiếng Ánh mắt nhìn cô chầm chầm giống như cô quá ngây thơ người phụ nữ của anh bây giờ là em sẽ không đi tìm người khác hắn nửa đùa nửa thật phó nhiễm đã quen nhìn thấy dáng vẻ lưu manh của hắn trong ngày thường lúc này cũng không phân biệt thật giả cánh tay minh thành hữu lướt qua trước ngực phó nhiễm ngón tay nhặt lên chiếc vòng bạch kim kia thật sự không vui sao ừ cô không muốn cùng vưu ứng nhụy có một đồ vật giống nhau được rồi anh lại mua cho em cái khác vừa mới dứt lời chiếc lắc đã sớm rơi vào trong thùng rác Phó nhiễm chưa kịp lên tiếng ngăn cản, lại vô thức vươn tay ra, nhưng vẫn là mùng một bước nên chỉ bắt được cổ tay Minh Thành Hữu. Anh ném đi làm gì thế? Phó nhiễm bỏ tay ra đi đến bên cạnh thùng rác, đem giấy vụn bên trong đổ ra. Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, nâng chân trái theo thói quen. Làm gì vậy, đi theo anh lại phải cần em lật đồ bỏ đi sống qua ngày sau. Phó nhiễm không thèm nhìn hắn. Dù là em không thích, cũng có thể đổi được chút tiền, lãng phí, Hắn biết rõ cô đang nói nhảm, Minh Thành Hữu đứng dậy đi đến trước mặt phó nhiễm, hai đầu gối khẽ ngồi sổng xuống cùng phó nhiễm nhìn nhau, hắn cầm bàn tay cô đang cầm dây chuyền, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Cần gì phải miễn cưỡng? Nếu quả thật là không thích, nên khiến nó biến mất, chẳng lẽ còn muốn giữ lại để ngày ngày nó khiến em khó chịu sao? Hắn mở tay phó nhiễm ra, lấy chiếc vòng từ trong lòng bàn tay cô, tiện tay ném vào thùng rác. Ánh mắt phó nhiễm bình tĩnh nhìn qua, Minh Thành hữu đem tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay, một chỗ tay ấm áp một chỗ đầu ngón tay lại lạnh ghê gớm. Ánh mắt hắn gần kề sát bên nhìn về phía Phó Nhiễm, cô lại có cảm giác giống như là bị phỏng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Từ lúc nào, bọn họ có thể bình tĩnh ngồi cùng một chỗ như vậy. Minh Thành hữu đi ra lấy ly rượu, khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa. Phó Nhiễm đi tới đoạt lấy ly rượu chưa uống ngụm nào trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi hắn liền tới gần phó nhiễm lấy ly trong tay uống một hớp, hai người rất nhanh chóng xử lý nửa bình. Cánh tay Minh Thành Hữu đặt trên bả vai phó nhiễm kéo cô vào trong ngực, trong miệng mùi rượu tinh khiết và thơm đang xuyên qua tiếng hô hấp gấp gáp lưu luyến trong cánh mũi phó nhiễm. Hắn duỗi tay ra chỉ lên môi của cô, trong mắt mập mờ không rõ. Em không sợ lại say rượu mất lý trí sao? Phó nhiễm nhớ tới buổi đầu tiên đó, rốt cuộc đến nay vẫn hận không thể tác Minh Thành Hữu hai tác em tự kiểm soát rất tốt. Hắn nhìn không được phá lên cười, đưa ly rượu đặt lên trên bàn trà, cũng không tính mượn rượu làm chuyện gì đó. Minh Thành Hữu kéo tay phó nhiễm, đem ngón tay của cô dắt chơi, hắn giống như không để ý hỏi tới. Bao lâu rồi chưa trở về nhà? Hai chân phó nhiễm cuộn lên, cầm gối lên đầu gối. Không nhớ rõ. Tháng sau là lễ mừng năm mới, năm cũ anh dẫn em trở về phó gia, đêm 30 đến nhà cha mẹ anh em không nên cố ý không quay về phó nhiễm nghĩ thầm cũng đúng cô có thể trốn tới khi nào cô nghiêng đầu nửa bên mặt dán sát vào đầu gối anh sẽ không để em tự đi phải không sẽ không minh thành hữu lặp lại lần này không biết một tháng đã trôi qua bởi vì phải về phó gia lễ mừng năm mới nên lý vận linh sớm đã tự mình giúp phó nhiễm chuẩn bị toàn bộ món quà tốt một tuần trước minh thành hữu đã xuất phát đi italy Lúc đi đã nói sẽ ở đó 5 ngày rồi trở lại. Trái lại Phó Nhiễm lại có vẻ trông mong, cho đến sau 12 giờ trưa mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Buổi sáng Phạm Nhàn gọi điện thoại đến, cố ý dặn dò Phó Nhiễm sớm qua đó. Cô thuận miệng đáp ứng nhưng trong tiềm thức cũng không muốn một mình trở lại ngôi nhà kia, điện thoại di động cách 2, 3 phút lại gọi một lần, đầu bên kia chỗ Minh Thành hữu luôn ở trong trạng thái tắt máy. Phó Nhiễm đã ăn cơm trưa Nằm ở ghế salon ngoài ban công trên tầng 2 Chưa bao giờ lo lắng chờ đợi một người như hiện tại Tâm tình tự như cũng thay đổi Không hẳn là vì Minh Thành Hữu có thể mang cô trở về Giúp cô hóa giải lúng túng không cần thiết Trong lòng có một chút lo lắng đang từ từ nảy sinh trong bóng tối Nếu như hắn có việc trì hoãn cần phải làm ngay cũng sẽ gọi điện thoại trước Thời gian đã gần chạm vạn Phạm Nhàn gọi điện thoại tới lần nữa Tiểu nhiễm bên này cơm tối đã chuẩn bị xong rồi khi nào thì con cùng thành hữu tới đây giọng nói phạm nhàn dè dặt trong ngôn ngữ giống như nhún nhường chỉ là phó nhiễm không muốn nói thẳng ra mẹ hôm nay thành hữu về nước nhưng thời gian cụ thể không xác định con đang đợi anh ấy trở lại được rồi không vội không vội phạm nhàn qua loa hỏi thăm tình hình gần đây của phó nhiễm cho đến sau khi hai bên đều im lặng một lúc lúc này bà mới ấp úng lên tiếng lần nữa Tiểu nhiễm, hôm nay là hết năm cũ, nhụy nhụy đã ở, con đừng mất hứng, đứa bé kia. Mẹ! Phó nhiễm thông minh, thế nào lại không đoán được ngày hôm nay có thể thiếu được vưu ứng nhụy kia? Con biết rồi, chờ thành hữu trở lại chúng con lập tức qua đó. Được, được. Cuối cùng phạm nhàn như trút được một gánh nặng. Mẹ đi chuẩn bị một chút. Cúp điện thoại, phó nhiễm đưa tay sờ bên trán, trời rất lạnh mà lòng bàn tay lại đầy mồ hôi. Tiêu quản gia lên lầu, hỏi phó nhiễm có muốn ăn vài thứ ăn lót bụng hay không. Cô ngẩng đầu mới phát hiện là trời đã tối rồi. Phó nhiễm không mở đèn, ông cái gối ngồi ở trên ghế sofa chờ Minh Thành Hữu, vô thức lại gối lên đầu gối quen thuộc ngủ mất. Đang lúc mơ màng buồn ngủ, một tiếng bước chân sột soạt từ cửa truyền đến, phó nhiễm cảm giác ghế salon bên cạnh lõm xuống, cô sợ hãi con người nhưng cũng chưa tỉnh lại ngay. Bên tai có người đang gọi cô. Cấu kết, bao lâu rồi chưa nghe thấy xưng hô như thế, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hai chữ kia nghe vào trong tai, lại đặc biệt lưu luyến. Ưm. Ừ. Đầu phó nhiễm đang để trên đầu gối lắc nhẹ, đột nhiên bên hông rụt lại thấy lạnh cả người. Cô lạnh đến nỗi tóc gáy dựng đứng, lập tức mở mắt ra. Bởi vì trong phòng ngủ không mở đèn, sau khi nhìn chăm chú cô mới thấy rõ ràng trước mắt mơ hồ có một bóng người, chiếc cầm người đàn ông kề tiến đến gần cổ phó nhiễm. Lạnh quá! giúp anh ấm nào. Lòng bàn tay Minh Thành hữu vén áo lót phó nhiễm lên, áp hẳn vào bên eo cô. Sao lại lạnh như vậy? Nghĩ em muốn. Ánh mắt đen tối của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt phó nhiễm, cô nhẹ giọng ngáp lãng tránh. Miệng lưỡi trơn tru. Anh cho là em sẽ về nhà trước. Trước đó Minh Thành Hữu có gọi điện thoại cho tiêu quản gia, lúc đó mới được biết phó nhiễm vẫn còn ở nhà. Đã nói là chờ anh trở về. Tối nay mới bay, anh cùng thư ký có một số việc phải xử lý lúc nhớ tới gọi điện thoại cho em anh đã ở trên máy bay rồi phó nhiễm hoàn toàn hết buồn ngủ tiếng nói lộ ra vẻ trách móc mấy giờ rồi đứng lên thay quần áo đi đoán chắc trong nhà cũng nóng ruột chờ rồi trước khi ra cửa phó nhiễm nhìn thấy sắc mặt minh thành hữu mệt mỏi cô tới gần giúp hắn sửa lại cổ áo khoác ngoài cho tốt minh thành hữu đứng yên không nhúc nhích để mặc động tác ngón tay mảnh khảnh của cô tùy ý di chuyển Lúc đi ô tô vào phó gia, quả thật là thấy Phạm Nhàn đang đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh. Thấy đèn pha xe từ xa chậm rãi đi tới, Phạm Nhàn vui vẻ tiến lên đón. Tiểu nhiễm, thành hữu, cuối cùng các con cũng đến. Trong phòng khách, trên bàn tròn chính giữa bày cả một bàn món ăn, vưu ứng nhụy đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy bọn họ tiến đến vội vàng đứng dậy tắt đi. Sau khi đơn giản hàng huyên vài câu, lần lượt ngồi xuống. Phạm Nhàn không ngừng gấp thức ăn vào trong chén của Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, cũng gấp cho Vưu Ứng Nhụy nữa. Trong lòng bà đối với Phó Nhiễm là có ấy nấy, chỉ là quan hệ càng thân mật thì có mấy lời lại càng khó nói ra khỏi miệng. Phó Tùng Đình cùng Minh Thành Hữu thỉnh thoảng nói với nhau vài câu về chuyện làm ăn. Minh Thành Hữu tự nhiên trả lời, lúc ánh mắt lơ đãng lướt qua Vưu Ứng Nhụy thấy một góc chiếc lắc tay giấu ở trong ống tay áo lộ ra. Hắn gấp con tôm vào trong chén Phó Nhiễm, giống như vô tình nói chiếc lắc tay này của vưu tiểu thư rất đẹp mắt nhìn trông quen quen vưu ứng nhụy rơi đũa tay phải đặt lên trên đầu gối tay trái vội vàng sờ vào chiếc vòng lúc trước cô đã che giấu rất tốt không muốn nó lộ ra nhưng cô lại dứt khoát thừa nhận như vậy hôm đó anh để cho tôi chọn giúp quà giáng sinh cho tiểu nhiễm không phải là anh cũng cho tôi một cái sao sau đó y với nhân viên cửa hàng tìm đổi cho tôi chiếc giống như chiếc của tiểu nhiễm cánh môi minh thành hữu vẫn chứa ý cười Xem ra thật sự là cô đã phụ ý của tôi Cô nên biết tôi tặng cho cô với tặng cho phó nhiễm là hai ý tứ hoàn toàn khác nhau Trong chốc lát không khí lâm vào cảnh lúng túng Phó nhiễm nghe thấy lời của vưu ứng nhụy Cũng đưa mắt nhìn sang cô Tạm thiếu, nếu anh muốn giải quyết chuyện này Thì tự mình có thể làm chủ đi Đương nhiên Minh Thành Hữu để đổ xuống Nói chuyện với vưu ứng nhụy Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phó nhiễm bên cạnh Nếu cô đã biết rõ tôi tặng đồ cho phó nhiễm cô lại cố tình đổi thành giống nhau như đúc, tôi nên nói cô có gì tốt, bụng dạ khó lường sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của vưu ứng nhụy yên lặng, Phạm Nhàn ở bên cạnh thấy cô như vậy, mặc dù đau lòng nhưng cũng không tiện mở miệng nói minh thành hữu. Dù sao tôi cùng tiểu nhiễm cũng được cho là có duyên, có phải tôi theo đuổi điều mình thích cũng không được. Hai mắt vưu ứng nhụy nhìn thẳng Minh Thành Hữu, Phạm Nhàn không để lại dấu vết cầm chặt tay của cô dưới đáy bàn, phát hiện lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Loại duyên phận này cô vội vàng muốn đoạt lấy Cũng phải hỏi người khác có thích như thế hay không Minh Thành Hữu trẻ tuổi tràn đầy khí thế Lại không có thói quen lúc hùng hổ dọa người Để cho đối phương một chút mặt mũi Vành mắt vưu ứng nhụy ứng hồng thoáng cười hướng phía Minh Thành Hữu gật đầu Được, thực xin lỗi Cô khó có thể nhẫn nhịn như vậy Ăn cơm tối xong Phạm Nhàn lôi kéo mấy người đánh bài Phó nhiễm chỉ ở lại một tiếng đồng hồ Phó Tùng Đình biết rõ Minh Thành Hữu mới vừa từ nước ngoài về cho nên cũng không giữ bọn họ lại. Sau khi Phạm Nhàn đưa bọn họ ra cửa, đứng một lúc, lúc xoay người đi vào thấy Vưu ứng nhụy đứng im lặng ở trong hoa viên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm hướng xe biến mất. Phạm Nhàn đi tới ông bả vai con gái. Nhụy nhụy. Mẹ, con cũng nên về nhà rồi. Bàn tay Phạm Nhàn đặt ở chỗ bả vai cô vỗ nhẹ. Mặc dù đối với ai con cũng không nói ra, cũng không biểu lộ trước mặt người khác nhưng mẹ lại biết rõ tâm tư của con ánh mắt cô hoảng hốt mẹ con không hiểu mẹ đang nói cái gì năm đó lúc con vẫn còn ở phó gia chúng ta đã dẫn con tham gia một buổi già dạ tiệc từ thiện mẹ nhớ được đó là lần đầu con nhìn thấy thành hữu lý vận linh giữ chặt tay của con nói với mẹ cô con gái này của mẹ dáng vẻ thật tốt bà ấy còn nói vẫn muốn tìm cho thành hữu một nhà môn đăng hộ đối để kết hôn mặc dù chỉ là một câu nói đùa mẹ cũng không nghĩ tới về sau sẽ thật là như vậy nhưng không ngờ con lại có lòng có một lần mẹ dọn dẹp phòng cho con lúc đó tìm được không ít tin tức về thành hữu cùng với ảnh chụp mẹ đột nhiên vưu ứng nhụy dùng hai tay che mặt đừng nói thêm nữa nhụy nhụy phạm nhàn ôm chặt cô nếu con đã có thể đem nó giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy tại sao không thử quên đi con giấu rất khá phải không Vưu ứng nhụy buông tay ra, trong ánh mắt lóe lên trong suốt. Ít nhất trừ mẹ ra, cũng không ai nhận ra. Phạm nhàn thở dài một tiếng, đã là không có lời nào để nói. Nửa bên mặt Minh Thành hữu ẩn trong bóng tối, ngón trỏ hắn nhẹ gõ vào tay lái. Quan ngủng anh mà cũng không nói lời xin lỗi. Em nghĩ quan cái gì cho anh? Phó nhiễm biết rõ mà còn cố hỏi. Cuối cùng anh cũng biết rõ vì sao đêm đó em lại khác thường như vậy. Phó nhiễm, em đang ghen đi. Trong ánh mắt Minh Thành Hữu tràn đầy vẻ chắc chắn. Đừng không thừa nhận, lúc đem lắc tay ném đi anh đã nhìn ra. Anh rất tự tin. Ân sắc phó nhiễm rất nhanh có chút lúng túng, cô không thể không thừa nhận, sợi lắc tay kia ném đi quá sớm. Đúng lúc đó, một cú điện thoại cắt đứt lời Minh Thành Hữu định mở miệng nói. Phó nhiễm vội vàng tìm trong túi một lúc, cuối cùng cũng tìm được cứu tinh. Cô không chút nghĩ ngợi bắt máy. Alo. Tiểu nhiễm, mình là xèo xèo mình chuyển phát bưu kiện đến nhà cậu đã nhận được chưa không có là vật gì vậy cũng không có gì là mình mua cho cậu món quà ở đại bảo mình xem xét thời gian hẳn là đã đến rồi cậu nhớ ký nhận rõ còn có năm mới vui vẻ phó nhiễm bỗng cười ra tiếng kề mặt hướng cửa sổ xe cậu cũng vậy năm mới vui vẻ quà mình sẽ đưa cho cậu sau nha mình chính là vì cậu mới chọn lựa cẩn thận bảo đảm đến lúc đó cậu sẽ có bất ngờ ngạc nhiên thật lớn trở lại y vân thủ phủ tiêu quản gia đem một bưu kiện giao cho phó nhiễm nói là buổi chiều có người gửi đến hai người cùng nhau đi lên lầu không phải là minh thành hữu muốn nhìn một chút là vật gì phó nhiễm không để cho nhìn cũng không phải là tặng cho anh háo hức cái gì em lại không phải là anh lại một lần nữa hắn phát huy ưu thế sức mạnh lớn hơn phó nhiễm với tay đoạt lấy bưu kiện trong tay cô cô không kịp phản ứng chỉ có phần đứng ở bên cạnh ít không phải là quả bom hẹn giờ đi minh thành hữu vừa nói vừa mở ra gói quà bên trong dùng túi to màu đen gói kín xem ra mười phần là giữ bí mật hắn kéo miệng túi ra lộ ra hình dáng đồ ở bên trong phó nhiễm ghé sát vào hình như là một sắp vải đến minh thành hữu tung hoành phong lưu trăng gió nhiều năm nhất thời nửa giờ sau cũng không thể nhận ra đây là đồ chơi gì hắn đem sắp gì đó mở ra phó nhiễm kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Là quần lót nam màu trắng, rất xuyên thấu, xuyên thấu giống như là không có gì. Mấu chốt là xuyên thấu rõ quá, phía trước chỗ vị trí máu chốt đó lại còn có mũi con voi con, phải có bao nhiêu hình tượng thì liền có thể tưởng tượng ra. Những thứ này vốn đã có thể làm người sụt sôi nóng máu lên, còn có, một chút quan trọng nhất. Mũi con voi kia lại là báo văn đấy. Minh Thành Hữu cầm quần lót trong tay đang run rẩy, hắn nhìn về phía phó nhiễm bên cạnh cũng đang ngây ngốc như vậy. Đây rốt cuộc là tặng cho em hay là tặng cho anh? Phó nhiễm nhớ tới một câu nói thịnh hành trên Internet, cười ngất, bò dậy ngất tiếp. Đến lại chiếc quần lót tống chiếc tặng, ngày hôm sau phó nhiễm lại không vợ. Minh Thành Hữu bắt cô đem đi giấu thật kỹ, nếu bị tiêu quản gia hoặc Lý Vận Linh trông thấy, hắn có còn mặt mũi nữa hay không? Phó nhiễm muốn vứt bỏ, đề phòng thấp thỏm lo sợ. Hết lần này tới lần khác vị gia gia này lại sống chết không chịu Lại muốn giả vờ thanh cao Bức phó nhiễm hận không thể đào ra cái hang ở trên tường Đêm 30, Minh gia đoàn tụ một nhà Hơn một lần Lý Vận Linh không tránh khỏi nhắc tới Minh Văn một mình cô đơn Không khí cũng coi như náo nhiệt La Văn Anh vẫn như trước, không nói nhiều lắm Nhưng cuối cùng lại nói chuyện với phó nhiễm rất hợp ý Lý Vận Linh đưa đũa gấp lên miếng cá bạc trứng gà hướng vào trong chén của La Văn Anh, minh tranh đưa đồ ăn tới chỗ mình mẹ cô ấy dị ứng với trứng gà thật không lý vận linh giật mình may mắn là lão đại biết rõ nếu không ta đã gây họa rồi ở trong mắt người khác bọn họ nghiễm nhiên đã là một đôi tâm đầu ý hợp phó nhiễm ăn từng món minh thành hữu đưa cho cô chính cô cũng không phát hiện ra những món ăn hắn đưa tới đều là món bình thường cô thích ăn sau một năm mọi người có thể buông lỏng những lo toan suy nghĩ vất vả thường ngày. Minh Vân Phong đã giao cho thư ký đặt vé máy bay, buổi sáng mùng một năm mới, người một nhà có mặt đông đủ ở sân bay cùng Minh Lão Gia đi nghỉ phép. Suối nước nóng thiên nhiên ở đỉnh núi Cao Vân, đường núi khó đi không được như dẫm trên đất bằng, không có gì thì nửa giờ có thể lên đến đỉnh. Cả nhà ăn cơm trưa tại nhà hàng phong cách nhật rồi đều tự về phòng nghỉ ngơi, đến 3, 4 giờ mới từ trong phòng đi ra. Phó nhiễm thấy xa xa trong suối nước nóng Minh Tranh cùng Minh Văn bên trái bên phải ngồi ở cạnh Minh Vân Phong Minh Thành Hữu thì ngồi đối diện bọn họ Hai tay giang ra Đắp tấm khăn lông khô trên mặt Đầu gối để dọc theo Một bộ dạng thản nhiên tự đắc La Văn Anh cầm lấy hai ly rượu đỏ ở bên cạnh Một ly đưa cho phó nhiễm Uống chút rượu sẽ giúp lỗ chân lông thư giãn Hiệu quả sẽ tốt hơn Cảm ơn Phó nhiễm cảm giác toàn thân nóng lên Tùy ý dùng khăn lông bao lấy tóc Sao mẹ còn không qua đây? Bà gặp lại người bạn cũ, không chừng lúc này đang tán gẫu vui vẻ. Phó nhiễm không chịu được sức nóng, mới nửa giờ mà toàn thân giống như trứng tông nấu chín. Cô đứng cạnh bờ suối phủ thêm áo choàng tắm. Chị dâu, em đi về trước, nơi này cực kỳ buồn bực. Được, tôi sẽ về sau. Phó nhiễm đeo dép mềm dẫm nát đá cụi trên đường nhỏ, rất thoải mái, giống như là đang làm đấm bóp chân. Cảnh trí bên bờ suối nước nóng rất phù hợp, khắp nơi đều là những lá thông xanh lục, cùng kiến trúc bê tông sắt thép ở cuộc sống nơi thành thị không giống nhau. Phó nhiễm nhận biết phương hướng không tốt, cô đi đến trước một lối nhỏ, thấy trên tấm biển viết, khô phải là nhân viên làm việc chớ vào. Phó nhiễm đứng ở bên ngoài nhìn vào, chỉ là khu rừng mà thôi, hai tay cô cắm vào trong túi quần, thừa dịp không có người chú ý đi vào. Không khí tươi mát khác thường, chỉ là đi một đường sau đó từ từ có cảm giác thấy không thích hợp, đường đi tới thỉnh thoảng xen lẫn một lối nhỏ đi ra ngoài giống như là một mê cung bí mật càng nóng lòng lại càng không đi ra được mới vừa ngâm qua nước nóng nên không cảm thấy lạnh nhưng dù sao nhiệt độ thời tiết bên ngoài cũng là dưới không độ thì hầu như toàn bộ ấm áp không còn nữa phó nhiễm ôm hai tay trước ngực đứng nguyên tại chỗ lạnh run cầm cập cô tìm được một chiếc ghế gỗ liền ngồi xuống thấy bầu trời trên đỉnh đầu từ từ đen tối quang cảnh trong rừng như toàn ánh đèn sáng ngời nhiều bụi cây giống như có ma quỷ cử động. Trong lúc cô có cảm giác không nhịn được lạnh nữa, bỗng nhiên thấy ấm áp trên vai, một chiếc chăn phủ giường rộng thùng thình khoác lên cô. Phó Nhiễm ngẩng đầu, hai chân vô thức khép lại. "Đại ca." Minh Tranh kéo tay cô. "Đi, em muốn ở đây bị đông cứng thành người chết sao?" Người đàn ông này, nói cái giọng cười lạnh đó thật có thể làm chết rét người. Phó Nhiễm đứng dậy đi theo hắn, lại dùng sức giãy tay ra tại sao anh lại ở đây minh tranh đi ở trước thấy cô bất động dứt khoát quay đầu lại cầm tay phó nhiễm lúc này sẽ đảm bảo cô có dãy dụ như thế nào cũng không buông ra lúc này còn nhớ rõ thời gian sao cha mẹ cùng thành hữu đi tìm em khắp nơi sắp điên lên rồi nếu không phải anh biết rõ em chuyên chui vào trong góc chỉ sợ đêm nay em sẽ đông lạnh chết rét tại đây phó nhiễm cúi đầu nhìn hướng mũi chân của mình bị minh tranh kéo lên phía trước tại sao không nói chuyện Ngẫu nhiên có xuyên qua rừng truyền đến tiếng gió, phó nhiễm không cần phải suy nghĩ nên chạy đi đâu. Không biết nói cái gì. Không có lời nào để nói cùng anh. Minh Tranh dừng bước, nhất thời phó nhiễm không kịp dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào trong ngực hắn. Cô vội vàng lấy tay ngăn khoảng cách giữa hai người. Minh Tranh không mong chờ điều gì ở cô, cũng không miễn cưỡng phó nhiễm, tiếp tục dắt cô về phía trước. Lúc sắp ra khỏi cánh rừng, đúng như dự đoán của phó nhiễm, Minh Tranh buông tay cô ra. Hai người vừa ra tới nơi, liền thấy cách đó không xa là Văn Anh đang bước đến. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Không đến một lúc sau, Minh Thành Hữu nghe nói vậy tới ngay. Phó nhiễm chú ý tới quần áo hắn thay xong, một gương mặt khẩn trương lo lắng đi về hướng cô. Trong lúc đó ánh mắt hắn lại băng khoăn nhìn cô cùng Minh Tranh, La Văn Anh nhanh chóng tiến lên ông cánh tay Minh Tranh. Tiểu nhiễm, may mắn là em đã trở ra từ trong rừng, bằng không thành hữu lại phải tìm một lúc nữa. Phó Nhiễm cảm kích nhìn cô cười một tiếng, là văn anh vỗ nhẹ tay Minh Tranh. Đi thôi. Minh Thành Hữu nghe vậy, nhưng lại nhếch cánh môi hấp dẫn, căn bản không thấy vui vẻ trong đáy mắt. Chờ hai người đi xa sau đó gương mặt tuấn tú mới khôi phục thần sắc. Em đi đâu? Em lạc đường. Hắn khẽ nhíu đôi mắt đào hoa. Thế làm sao lại đi về được? Phó Nhiễm không muốn tranh cãi với hắn chỉ ông chặt hai tay, cô không. Ngừng dậm chân vì lạnh, nâng tầm mắt tội nghiệp lên chầm chầm nhìn Minh Thành Hữu, mũi cũng đỏ bừng vì lạnh. Minh Thành Hữu nắm tay của cô. Em. Hắn vội vàng cởi áo khoác xuống phủ thêm cho cô, thuận thế ông chặt cô. Vào trong ngực. Tay chân phó nhiễm lạnh buốt, nói chuyện lắp bắp. Này, anh, khẩn trương như vậy làm gì, sợ em, không về được sao? Minh Thành Hữu đưa tay của cô tới bên môi hà hơi anh sợ đêm nay thiếu người làm ấm giường đốt ngón tay như chạy qua một dòng ấm áp sau đó khôi phục sự linh hoạt phó nhiễm đưa mắt lên nhìn từng động tác minh thành hữu làm đi làm lại từ nơi khác lo lắng mới chạy tới bóng dáng này sẽ che chở cho cô phó nhiễm từ nhỏ đến bây giờ khoảng cách gần gũi quan tâm như vậy đúng là chưa bao giờ có được còn lạnh không thậm chí cô còn cười như ánh mặt trời không lạnh nữa rồi lần sau còn dám sao anh thật hung dữ. Minh Thành Hữu lại đưa tay cô lên bên môi hà hơi lần nữa. Trong mắt phó nhiễm đấy đầm thâm thúy từ từ mập mờ kết tụ. Không có, ngực của anh thật tốt. Một đại gia đình trở lại thị trấn Nghênh An, lúc này đã là mùng 4. Phó nhiễm nhận được điện thoại của Vưu Dữ gọi tới, bất luận thế nào cô cũng nên cùng Minh Thành Hữu tới nhà, chú thím đã thu xếp vài ngày nên phó nhiễm không tiện từ chối. Không nghĩ được là Minh Thành Hữu sẽ vui vẻ đồng ý, cho nên hôm sau hai người chuẩn bị quà xong, hôm sau tới làm khách. Minh Thành Hữu đem xe dừng tại trong khu nhỏ, trong mắt lướt qua một bóng xe lao ra thật nhanh, vội vàng liếc nhìn biển số thấy có chút quen thuộc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù cho thật sự thấy rõ ràng biển số xe, chủ nhân chiếc xe cũng sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này. Thành Hữu, mở cốc sau ra. Minh Thành Hữu hoàng hồn. Em gọi anh cái gì? Phó nhiễm đứng ở chỗ đuôi xe, Vừa thấy hắn nghiêm túc như vậy, ngược lại lại có chút thẹn thùng. Em kêu tên của anh. Minh Thành hữu khẽ nhếch đôi môi mỏng, hắn mở cốc phía sau lấy ra, sau đó đến bên cạnh Phó Nhiễm, đưa tay phải cầm tay cô. Vào đi thôi. Phó Nhiễm quay lại cầm, động tác đã vô cùng tự nhiên. Đứng ở cửa, Phó Nhiễm hướng chung cửa giơ tay lên. Cô không biết, cô duy trì tất cả vui vẻ đến nay lại sẽ bị vùi tan hơn thế, thời gian cũng chỉ là nửa ngày từ đó cuộc sống của cô hoàn toàn bị thay đổi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vưu Dữ thân thiết đón hai người đưa vào bên trong nhà, chú thím đang bận biểu trong phòng bếp, thấy Minh Thành Hữu cùng phó nhiễm đến vội vàng đi ra ngoài. Chúc chú thím điều tốt lành. Tốt, tốt, năm mới vui vẻ. Chú là người thật thà đàng hoàng, thím lại là người rất biết nói chuyện. Nhìn một chút, cầm tới nhiều đồ như vậy làm cái gì? Vưu Dữ khoác vào cánh tay phó nhiễm dẫn cô đi tới ghế salon. Anh rể, anh tự ngồi đi, ngày hôm nay chị là của em, anh cũng không thể ghen. Vưu Dữ, qua hết năm là em cũng 20 tuổi. Phó nhiễm đem bao lì xì đã chuẩn bị cho cô, đầu tiên vưu Dữ không nhận, nhưng không lây chuyển được phó nhiễm đành phải cầm trong tay. Chú đem lá trà đặc biệt lấy ra chiêu đãi, vưu Dữ cũng hăng hái nhét đồ ăn vặt trong tay phó nhiễm cùng Minh Thành Hữu. Ăn nhà, trước tiên lấp đầy bụng đã phó nhiễm nói đến cô em gái này trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo vưu dữ nhà chúng ta không chỉ có học hành tốt hơn nữa rất xinh đẹp hiện tại đúng là hoa khôi của trường nói không chừng về sau có thể là đương kim minh tinh đấy em lại không cần làm minh tinh trên mặt cô gái toát ra vẻ ngượng ngùng em muốn học bác sĩ làng giải trí có cái gì đó không thực tế ui đứa nhỏ này có tiền đồ Minh Thành Hữu cũng bị chọc cười. Anh rể, thật ra thì chúng ta rất có duyên, bên trong tên anh có một chữ cùng đồng âm với tên em, em đem nhũ danh bạn bè đặt cho em đưa cho anh được không? Nhũ danh gì? Minh Thành Hữu nhíu mày, trông thấy vẻ giảo hoạt trong mắt cô gái. Trái bưởi nha, tiểu trái bưởi. Phốc, đôi môi phó nhiễm mới vừa đụng vào mép chén, cười đến nỗi vội đẩy ly trà ra, một ngón tay chỉ hướng Minh Thành Hữu sắc mặt đang tái ít. Thật là tài tình làm sao chị lại không nghĩ tới nhỉ? Minh Thành hữu vuốt ve tay của cô. Chú ở bên nhẹ giọng quát bảo ngưng lại. Con nha đầu này, không có lễ phép, không cho phép nói chuyện như vậy với anh rể con. Nhưng giữa lúc đó mặt mày cũng là vui vẻ dạt dào. Vưu dữ cười đến nỗi không tự ngừng được, nửa người nằm rạp ở trên ghế sofa. Ai u, anh rể đừng so đo với em, em cũng không dám nữa. Thím đã chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú, Bên trong phòng khách không tính là rộng rãi Mùi thơm thức ăn mê người Nóng hổi làm người ta cảm thấy Cả trái tim đều là ấm áp Chú ông ra một vò rượu Phó nhiễm vội vàng đứng dậy nói Chú, chúng con đã mang rượu tới đây Để con đi lấy Cái đứa bé này quên mùi rượu của ông chú này rồi hả Đây là do họ hàng thân thích Nhà mình chế riêng cho Có thể so sánh với rượu trắng mau đài kia Chú chưa dứt lời Đã giúp Minh Thành hữu rót một ít ly nhỏ Đây nếm thử một chút đầu tiên hắn chỉ nhấp thử qua một ít đúng mùi vị thật không tệ về sau uống một hơi cạn sạch uống ít một chút phó nhiễm vỗ nhẹ cổ tay hắn rượu này tác dụng chậm rất lớn chị đau lòng đi đứa bé biết cái gì phó nhiễm dùng bàn tay giáng hướng cổ theo thói quen minh thành hữu biết động tác này của cô tiêu biểu cho điều gì hắn bật cười cầm bàn tay cô không có việc gì mấy chén mà thôi hắn đã nhận ra ở nơi ngôi nhà này chính xác là phó nhiễm có thể hòa nhập chú thím nhiệt tình cũng tuyệt đối không phải bởi vì thân phận của bọn họ tình cảm như vậy càng không phải là một sớm một chiều có thể giả vờ thật đúng là bạn rượu tri kỹ ngàn chén còn thấy thiếu chú thấy minh thành hữu cũng có thể uống lúc này càng phát ra hăng say rót thêm rượu vào ly của hắn tuy phó nhiễm có lo lắng nhưng cũng không tiện ngăn cản hăng hái của bọn họ ăn xong bữa cơm thấy minh thành hữu còn có thể chống đỡ lúc này cô mới coi là yên tâm sau khi đi ra khỏi vưu gia minh thành hữu chỉ chống đỡ được lúc tiễn mấy người trở về nhà lúc này chân mới mềm nhũn cánh tay nắm trên vai phó nhiễm rượu này đúng là mạnh thật thiếu chút nữa anh bị hủy trong tay nó đi không sao chứ cánh tay phó nhiễm nắm lấy hông của minh thành hữu phải cố hết sức mới đem hắn nhét vào ghế lái phụ được hai tay hắn nhẹ nhàng đè huyệt thái dương đợi phó nhiễm phát động động cơ xong, sau đó đem đầu đặt hướng cổ C. Hôm nay em vui vẻ sao? Vui vẻ. Có phải vui vẻ hơn so với hai ngôi nhà lớn kia? Hô hấp của hắn như thiêu đốt ở cổ phó nhiễm, cô không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Minh Thành Hữu không nói chuyện nữa, tác dụng chậm của rượu đúng là rất lớn. Phó nhiễm trở lại y vân thủ phủ phải gọi tiêu quản gia, hai người mới đưa Minh Thành Hữu lên được tới lầu 2. Cho đến giờ cơm tối, Minh Thành Hữu còn say. Tiêu quản gia phần lại đồ ăn cho hắn, phó nhiễm mở đèn ngủ ra xem sách. Lúc Minh Thành Hữu mở mắt cảm thấy ánh sáng trong mắt lợi hại, sáng loáng khó chịu, hắn giơ tay che trên trán, thanh âm mơ hồ không rõ. Mấy giờ rồi? Sắp đến 9 giờ rồi. Minh Thành Hữu vỗ nhẹ cái trán. Nhức đầu. Để cho anh thể hiện. Hắn lật người, cánh tay ôm eo phó nhiễm. Không phải anh thể hiện cho em xem sao? Xoa cho anh Phó nhiễm bỏ quyển sách trong tay ra Đầu ngón tay hơi lạnh ấn ấn huyệt thái dương của hắn Minh Thành hữu thích ý nhắm mắt Mau đứng lên tắm rồi Hắn lười biến lắc đầu Trong nháy mắt tiếp theo lại đem phó nhiễm áp đảo ở trên giường Anh lại muốn ăn em Đứng lên tắm Tiếp theo lời nói là nụ hôn thân mật bao phủ Ngón tay trỏ Minh Thành hữu đẩy vạt áo của cô ra Bên hông phó nhiễm vô thức khẩn trương Tình dục hết sức căng thẳng Điện thoại trên tủ đầu giường lại không hợp thời vang lên Minh Thành hữu nhíu mày lại Đè phó nhiễm mong muốn đưa tay tới lại Đợi tí nữa Tiếng chuông cố tình đối nghịch với hắn Liên tiếp không ngừng kêu giống như đòi mạng Phó nhiễm đẩy người đàn ông đè ở trên người cô ra Vừa nhìn số đúng là thím Trong lòng giống như gặp bất an nặng nề Cô vội vàng nghe máy Alo Tiểu nhiễm, tiểu nhiễm ngay cả minh thành hữu ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy đầu điện thoại bên kia tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng đã xảy ra chuyện tiểu nhiễm phó nhiễm vội vã thay quần áo xong lúc ngồi lên xe cả người đều run lẩy bẩy ngay cả chìa khóa xe nhắm mấy lần cũng không tìm được ổ khóa minh thành hữu theo sát đưa tay cầm lấy chìa khóa trong tay cô anh đến đây đừng nóng vội cô ngồi ở ghế cạnh tài xế minh thành hữu cầm chặt tay của cô Phó nhiễm kề mặt hướng cửa sổ xe băng Cô cắn chặt khóe môi Vẫn là ức chế không chảy nước mắt được Minh Thành Hữu chỉ biết là có chuyện lớn xảy ra Hắn nhanh chóng khởi động xe Chiếc xe màu đen sang trọng giống như hồn ma bay qua đường lớn Khi người ta muốn nhìn kỹ thì đã sớm không thấy bóng dáng Chạy tới bệnh viện Phó nhiễm đẩy cửa xe ra Vội vàng không kịp bị gió lạnh đánh tới Phó nhiễm thở cũng ra hơi lạnh Minh Thành Hữu dừng xe xong đi tới ông lấy cô Nhờ sức của hắn, lúc này cô mới có thể đưa tới bước chân tiến lên phía trước. Bên ngoài phòng cấp cứu, không nghe thấy tiếng lúc trước đã nghe, phó nhiễm tránh lòng ngực Minh Thành Hữu ra chạy tới, chủ đàn ông chặt thím lo lắng đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Chú! Tiểu nhiễm! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không biết. Chú coi như đã bình tĩnh, nhưng trong cổ họng cũng có nghẹn ngào. Vưu Dữ đi ra ngoài một lúc, nói có bạn tới tìm. Lúc bệnh viện báo cho chúng ta mới biết đã xảy ra chuyện. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ mặc áo trắng từ bên trong bước ra ngoài. Trong số mấy người ai là người thân của bệnh nhân? "Bác sĩ, con gái của tôi thế nào?" Bác sĩ nhẹ dương mắt lên, tầm mắt không gần chút sợ hãi nhìn về mọi người. "Đây là thông báo bệnh tình nguy kịch." "Cái gì?" Phó Nhiễm nhào qua kéo ống tay áo vị bác sĩ. "Rốt cuộc cô ấy thế nào, buổi chiều còn rất tốt." ông nói cho tôi biết. Sắc mặt vị bác sĩ vô hồn, nhanh chóng nói. Hạ thân có vết bầm tím, màn trinh bị rách, mặt. Nói đến đây, giọng nói ông dần ảm đạm. Gương mặt bị thiêu hủy, độ cháy đã quá số, cho phép, các người mau ký vào thông báo bệnh tình nguy kịch đi, hiện tại thời gian trì hoãn lâu thêm lúc nào thì bệnh nhân cũng nguy hiểm lên nhiều phần đấy. Thiếm không chịu nổi cú sốc đó, té xỉu ngay tại chỗ. Sắc mặt của chú thì trắng bệch, giống như là bị mất hết cả linh hồn, mấy người ở đó chỉ có Minh Thành Hữu là giữ được bình tĩnh, hắn dục chú nhanh chóng ký tên, sau khi ký tên xong lại tìm phòng bệnh cho thím. Cuộc giải phẫu tiến hành được một nửa, Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân mang theo Vưu Ứng nhụy cũng vội vã chạy tới. Ngược lại thím lại muốn kiên trì đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Tố Phân ông lấy bà có ý an ủi. Toàn thân phó nhiễm như không còn sức lực, cô miên mang suy nghĩ, lúc cô cùng Minh Thành Hữu rời đi, Vưu Dữ còn đứng ở ban công không ngừng phất tay hướng tới bọn họ. 20 tuổi, thanh xuân tràn đầy, vốn nên là thời gian đẹp nhất. Phó nhiễm ông chặt bả vai, tự mình nhón chân cố gắng công người đứng lên. Cô nhìn thấy Minh Thành hữu tựa ở phía trước cửa sổ, vừa gọi một cuộc điện thoại, chân mày thỉnh thoảng nhíu chặt, khi thì phiền não móc bao thuốc lá ra, nhưng nơi này là bệnh viện, hắn không thể không ném điếu thuốc vứt vào trong thùng rác bên cạnh. Chú thím chỉ có hơi sức ông đầu khóc trống, phó nhiễm biết rõ lúc này phải nhờ cậy vào minh thành hữu chống đỡ khi đồng hồ trước cửa phòng mổ chỉ hướng một giờ sáng thì cửa chính của hành lang bên kia đột nhiên bị mở ra vài vị bác sĩ lần lượt đi tới vị bác sĩ dẫn đầu bắt tay cùng minh thành hữu phó nhiễm chỉ nghe được bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được tính mạng của vưu dữ mấy người không kịp nói thêm nữa liền vào phòng giải phẫu minh thành hữu trở lại ngồi bên cạnh phó nhiễm giữ lén tay cô đã lạnh như băng đừng sợ mấy vị kia đều là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện quân đội bọn họ sẽ đoạt lại tính mạng cho cô ấy phó nhiễm ghé đầu vào bả vai hắn cô có thói quen chuyện gì xảy ra cũng một mình xoay sở thì ra là lúc sắp không thể gánh vác được nữa cô còn có thể dựa vào một người mức độ vết bỏng của vưu dữ rất nghiêm trọng dáng sợ nhất là lây lan cuộc giải phẫu kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau khi y tá bước ra ngoài nói trước mắt thì bệnh nhân đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng thì phó nhiễm cảm thấy thần kinh căng thẳng giống như kéo đến cực độ thật vất vả mới có thể thư giãn chỉ là sự buông lỏng này rốt cuộc cũng không nâng nổi tinh thần lên một chút dù là chỉ là tạm thời nhưng ít nhất thì hy vọng này cũng có thể đẩy hơi thở tử vong bao phủ trên đầu họ ra phó nhiễm ngồi trên chiếc ghế màu xanh đen ở hành lang ánh mắt cố định nhìn vào một chỗ từ nhỏ vưu dữ đã có dáng vẻ xinh xắn người nhà đều nói cô gái này có dấu hiệu như vậy về sau có thể làm lưu hiểu khánh anh cũng biết hồi bọn em còn nhỏ đều lưu hiểu khánh có nhiều may mắn trong mắt phó nhiễm là một mảnh ấm áp vỡ nát nhưng vưu dữ thích đi học anh đã nghe rồi đấy nó vẫn nói muốn được đi học em thích nó thậm chí lúc này nghĩ rằng không phải là số mệnh lại đùa giỡn một lần nữa nói không chừng nó sẽ là em gái thân thiết nhất của em nó đã cho em rất nhiều lần đầu tiên phó nhiễm chua sót ở bả vai minh thành hữu điều chỉnh lại tư thế món đồ chơi đầu tiên của em là vưu dữ cho lúc ấy nó vẫn nhỏ mà hiểu chuyện gạt em nói là nó không thích về sau trong lúc vô tình thím lại nói đến em mới biết đó là món đồ mà nó cuốn thím hai tháng mới được mua cho còn nữa năm thứ nhất học trung học em là tự đi một mình kéo hành lý túi lớn túi nhỏ gần như tất cả mọi người đều có cha mẹ đưa đi lấy màn giúp bọn họ, giặt sạch chăn chiếu, em nhìn người thân của họ hâm mộ. Còn không kịp khó chịu, liền thấy vưu dữ ông một túi táo to đứng ở cửa phòng ngủ của em, khi đó nó mới lên tiểu học. Có một số tình cảm, có lẽ người khác chưa từng trải nghiệm qua sẽ không thể hiểu được. Minh Thành Hữu giống như có thể nhìn thấy được hai bóng dáng, một người bướng bỉnh mạnh mẽ, một người khác yếu đuối cũng mong muốn hy vọng vui vẻ. Hắn vòng tay ông chặt phó nhiễm, cảm xúc như ảnh hưởng đến giọng nói, trong lời nói không tránh được thâm trầm rồi tất cả cũng sẽ qua đi phó nhiễm nghe nói vậy lại khóc ra thành tiếng làm sao có thể yên tâm đây bị cưỡng bức hơn nữa gương mặt còn bị hủy hoại bất kể thế nào đều là đòn trí mạng vưu dữ bị đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt thím cũng không còn sức lực một lần nữa bị đưa trở về phòng bệnh đợi sau khi bà tỉnh táo mới có hơi sức bàn chuyện kế tiếp chú thím do dự thẩm tố phân ngồi ở mép giường khuyên bảo Chuyện như vậy không thể báo cảnh sát Vưu Dữ mới 20 tuổi Sau này vẫn còn muốn đi học Đến lúc đó chuyện vỡ lỡ ra làm sao nó có thể tiếp nhận được Hiển nhiên Vưu Chiêu Phúc cũng tán thành Tố Phân nói rất đúng Không thể để xấu mặt Vưu Gia Cảm xúc của Phó Nhiễm kích động Lúc này lại còn lo mất mặt Nếu như không báo cảnh sát Chẳng lẽ để vưu dữ tổn thương một cách vô ích như vậy sao? Tiểu nhiễm Vưu ứng nhụy đứng ở bên cạnh sắc mặt như thường, cô đi lên phía trước chen vào nói cha mẹ nếu như không báo cảnh sát mà nói tiền chữa bệnh cho vưu dữu phải làm thế nào về sau nếu như không có một trăm vạn thì đi phẫu thuật thẩm mỹ thế nào được chúng ta mọi người có thể đóng góp một chút vưu ứng nhụy hừ lạnh đóng góp cha có thể đóng góp bao nhiêu vưu chiêu phúc cùng thẩm tố phân nhìn nhau minh thành hữu tiến lên ông chặt bả vai phó nhiễm chuyện này để vài ngày nữa rồi hãy nói trước mắt quan trọng nhất là vưu dữ có thể vượt qua nguy hiểm đợt này hay không đã đây cũng chính là ý tứ của chú thím năng lực chịu đựng trong lòng bọn họ đã gần như đến hát giới hạn nếu như ép nữa sợ rằng bất kỳ một cây rơm rạ không hề có sức nặng nào cũng có thể làm tinh thần của bọn họ sụp đổ trong lúc minh thành hữu gọi điện thoại gọi người đưa bữa sáng tới đây phó nhiễm theo hắn đi ra phòng bệnh hiện tại không có thời gian cho cô thương tâm quá độ tại sao lại không lập tức báo cảnh sát cảnh sát còn phải thu thập chứng cứ. Tâm tình cô có chút mất khống chế, hai tay Minh Thành Hữu cầm lấy bả vai cô. Vưu Dữ vẫn còn dãy dùa ở trên con đường tử vong, em có thể nhẫn tâm để cho nó trần truồng phơi bày ở trước mặt người khác sao? Huống chi bác sĩ nói, người cưỡng bức dùng bao cao su ngừa thai, một khi báo cảnh sát, trình tự dày đặc cũng không ứng phó được, chú thím em còn có tinh thần như vậy sao? Phó nhiễm giống như con rối thất bại trong ngực hắn, hai tay vô thức vòng chặt hông của hắn vậy nên làm thế nào em không biết nó tỉnh lại phải đối mặt như thế nào phó nhiễm em lo lắng quá rồi để anh đưa em về nghỉ ngơi phó nhiễm vội vàng kéo tay minh thành hữu em biết rõ anh có biện pháp anh đáp ứng em tìm được người đó giúp em minh thành hữu cả đêm chưa ngủ hơn nữa tối hôm qua còn chưa kịp ăn cơm lúc này tinh thần rất mệt mỏi hắn đưa tay vén tóc rơi trên gò má phó nhiễm yên tâm đi anh sẽ bắt hắn phải trả giá thật lớn còn phải thảm hơn so với vào đồn cảnh sát. Hai ngày hai đêm sau, cuối cùng Vưu Dữ cũng bắt đầu thức tỉnh, thím từ phòng bệnh đặc biệt đi ra ngoài khóc. Tình huống bây giờ của Vưu Dữ vẫn không lạc quan, phó nhiễm lấy cho bà một ly nước ấm. Thím, Vưu Dữ tỉnh chưa? Lại ngủ thiếp đi rồi. Nó có nói đến cái gì hay không? Thím đau khổ tột cùng. Nó nói đau chết đi được, còn hỏi ta là mặt của nó còn ở đó hay không? Tiểu nhiễm, Ta thật sự sợ sau khi tỉnh lại nó sẽ không chấp nhận được Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng phó nhiễm Mấy ngày nay bên trong phòng bệnh thậm chí cả biệt thự y vân thủ phủ đều không ngoại lệ Không khí nặng nề cũng ép tới nổi cả người không thở nổi Còn có Thím nhớ tới lời con gái vừa mới nói Nó nói bị thiêu đốt đau quá, không cần Lý Sâm không cần Lý Sâm Minh Thành Hữu giật mình Anh có biết không? đối mặt với ánh mắt chất vấn của phó nhiễm hắn quả quyết lắc đầu trong nháy mắt ánh mắt của minh thành hữu cũng lạnh thấu xương hắn nhớ tới lúc vội vàng cùng phó nhiễm đến vưu gia thoáng nhìn thấy biển số xe lại nghĩ đến cái tên trong miệng vưu dữ nói ra lòng hắn trầm xuống nhất thời rơi xuống đáy cốc minh thành hữu đưa phó nhiễm về y vân thủ phủ bảo tiêu quản gia chuẩn bị cơm tối mang đến trong phòng nhìn cô ăn xong rồi tắm rửa qua lúc này mới không lưng đắp chăn kín người giúp cô Phó nhiễm mệt mỏi, mắt hơi hé mở, duỗi tay ra khỏi chăn giữ chặt Minh Thành Hữu. Anh còn muốn đi ra ngoài sao? Tạm thời công ty có việc gấp, anh xử lý xong sẽ về ngay lập tức. Mấy ngày nay, hắn chạy ngược chạy xuôi đi quan hệ, dĩ nhiên thấy vành mắt phía dưới hiện ra sắc thâm quần, cô bỏ ống tay áo hắn ra. Có chuyện gì mà không thể đợi đến ngày mai hay sao? Nghỉ ngơi trước đi đã. Không có chuyện gì. Minh Thành Hữu đem cánh tay của cô nhét lại vào trong chăn. Anh là làm bằng sắt, không mệt. Hắn tắm rửa, thay bộ quần áo đi ra, ở trên xe cho gọi điện thoại cho Lý Vận Linh. Xe thể thao màu xanh ngọc tăng tốc chạy, tiếng động làm cho người đi đường phải liếc nhìn. Hai hàng cây xanh ven đường từng hàng lùi lại trong mắt Minh Thành Hữu. Hiện tại hắn lại không có tâm trạng thưởng thức, đi đến nam đường vội vàng đón Lý Vận Linh lên xe, lúc quay đầu xe thiếu chút nữa đụng vào tượng đá ở cổng thành hữu đã xảy ra chuyện gì cha con đâu ta nói với ông ấy là ra ngoài đánh bài ông ấy không nghi ngờ gì xe nhanh chóng hòa vào đường chính đi vào trong khu biệt thự nội thành minh thành hữu cùng lý vận linh đi vào trong phòng khách của một biệt thự lý tắc cần nhận được điện thoại của lý vận linh đã ở đó đợi hơn nửa giờ nhìn thấy hai người vội vàng đứng dậy đón tiếp chị thành hữu muộn như vậy rồi đã xảy ra chuyện gì lý sâm đâu Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn về phía lối đi lên cầu thang lầu 2. Có khả năng đang ở trong phòng chơi game. Lý Tắc cần quay ra nháy mắt với Lý Vận Linh, thấy dáng vẻ bà có vẻ cũng không biết tình hình cụ thể. Gọi nó xuống. Minh Thành Hữu ngồi xuống ghế sofa gần đó, thấy Lý Tắc cần đứng yên, hắn ngẩng đầu lên, ngọn đèn trong phòng khách giống như ngọc lưu ly chiếu rọi vào gương mặt này vẻ kinh hãi mà lạnh lẽo. Không lẽ chờ náo loạn đến chết người mới đi giải quyết sao? Lý Tắc Cần nghe vậy, vội vàng sai người giúp việc lên lầu. Không đến một lát sau, Lý Sâm mặc đồ ngủ đi xuống. Cha, bác, anh họ, sao mọi người lại ở đây? Minh Thành Hữu vắt chân lên, bộ dạng này của hắn, ngay cả Lý Vận Linh bên cạnh cũng không dám nhiều lời. Anh họ, có chuyện gì sao? Cậu có quen một cô gái tên là Vưu Dữ không? Minh Thành Hữu hỏi thẳng vào vấn đề. Thần sắc Lý Sâm thoáng hiện lên vẻ bối rối, hắn lo sợ nhìn sang Lý Tắc Cần, Lý Tắc Cần trừng mắt, nắm tay đã siết chặt. Nói đi. Em biết, làm sao vậy? Lời nói vừa dứt, đã thấy bóng đen đột nhiên lao tới. Minh Thành Hữu vung quyền đập trúng mặt Lý Sâm, giống như còn chưa hả giận, hắn đưa tay kẹp cổ Lý Sâm đem hắn áp lên ghế sofa. Lý Vận Linh thấy vậy nhanh nhẹn ông lấy tay hắn đang muốn vung quả đấm xuống một lần nữa. Thành Hữu, con đừng dọa mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là phải đợi đến lúc cô bé kia tỉnh lại Kinh động tới cảnh sát cậu mới bằng lòng nói sự thật Hai mắt Minh Thành hữu đỏ ngầu Tay không ngừng kẹp chặt cổ hắn Lý Tắc cần hỗ trợ kéo ra Lý Sâm sợ hãi trốn sau ghế sofa Anh họ, vưu dữ bị làm sao vậy? Bị cưỡng bức, còn bị hủy hoại gương mặt Bây giờ còn nằm ở phòng bệnh nặng chưa được ra Đầu năm là tôi nhìn thấy xe của cậu ở đó chứ Con mẹ nó, có phải đầu óc cậu cháy hỏng rồi hay không? Cái gì? Lý Vận Linh kinh ngạc. Lý Tắc cần lập tức bỏ tay ra, Lý Sâm không tin liên tục lắc đầu. Không thể nào, em không làm. Xem ra là cậu chưa từ bỏ ý định, muốn đối chất với nhau. Em không có cưỡng bức cô ấy, là cô ấy tự nguyện. Còn có, mặt của cô ấy, em, thật sự em không biết. Minh Thành Hữu móc bao thuốc lá ra, cái bật lửa bạch kim ở trong tay lúc đóng lúc mở. Hắn đưa thuốc lên miệng hít sâu, làn khói bật ra từ miệng người đàn ông lạnh lùng mà mỏng manh thành hữu chuyện này bất luận như thế nào phải sắp xếp đi bao nhiêu tiền cũng không quan trọng chỉ cần bọn họ không báo cảnh sát lý vận linh vẫn còn bình tĩnh nếu chuyện đã xảy ra như vậy trước tiên phải giải quyết đúng đúng nếu như động đến cảnh sát mà nói sau này tương lai của sâm tử có thể bị phá hủy anh thật sự em không hủy hoại mặt của cô ấy minh thành hữu đập cái bật lửa trong tay tới cậu câm miệng cho tôi mặc dù hắn không thân quen với vưu dữ nhưng chỉ trong nửa ngày ở chung muốn hắn phải chọn đương nhiên hắn lựa chọn tin tưởng vưu dữ thành hữu chuyện này phải làm sao đây trong lòng minh thành hữu phiền muộn ghê gớm hắn nghĩ tới chuyện đã đáp ứng phó nhiễm thật khó khăn hắn và phó nhiễm mới gần gũi cạnh nhau cô cũng đã đem trọng trách giao cho hắn hắn ngước mắt lên ánh mắt lướt qua không khí hiu quạnh nhìn về hướng lý sâm Thật may là chuyện này còn chưa tới mức không có cách nào xoay sở Con sẽ nghĩ biện pháp phong tỏa tin tức trước Chúng ta không nên ra mặt Hiện tại vưu gia rất cần tiền Có thể dựa vào điểm này Buộc bọn họ phải gật đầu Con sẽ tìm luật sư qua bàn bạc Chỉ cần chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ Sau này tất cả chi phí hồi phục cho vưu dữ Con sẽ đưa đầy đủ Được, được, cứ làm như thế đi Chân tay Lý Vận Linh lạnh như băng, bà cầm mẫu thuốc lá minh thành hữu đã hút hết đưa cho ném vào trong thùng rác mấy ngày này không cho sâm tử ra cửa vưu dữ chính là con gái chú của phó nhiễm mặc dù không có huyết thống nhưng quan hệ rất tốt con lo lắng chỉ sợ chuyện này không phải tiền là có thể giải quyết phó nhiễm lý vận linh cau mày cũng không phải là chú ruột bữa tiệc đính hôn của các con sâm tử ra nước ngoài không tham gia sau đó cũng không gặp mặt nhưng dù gì nó cũng là chị dâu của sâm tử chẳng lẽ đến lúc thật sự quan trọng nó sẽ giúp người ngoài sao? Mẹ! Minh Thành Hữu ngắt lời bà, vẻ mặt không kiên nhẫn, nóng nảy phiền lòng. Trở lại y vân thủ phủ, hắn cố gắng nhẹ nhàng bước chân vào trong phòng, mới đi mấy bước, trước mắt liền sáng lên, đèn ngủ bao phủ lên bóng dáng của phó nhiễm, cô ngồi ở mép giường. Sao bây giờ anh mới trở về? Minh Thành Hữu đi tới nằm chết dí bên cạnh cô. Anh cho là em đã ngủ. Không ngủ được giọng nói phó nhiễm ảm đạm, Minh Thành Hữu lấy tay che mặt, không nhìn tới ánh mắt. Em bảo tiêu quản gia chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh, đi ăn một chút rồi ngủ tiếp. Minh Thành Hữu bỏ áo khoác ra, tay áo tùy ý vén lên khuỷu tay, hắn làm cho phó nhiễm nằm ngang bên cạnh hắn. Anh ăn ở bên ngoài rồi. Phó nhiễm gối đầu lên cánh tay của hắn, bên trán gần sát cầm dưới của hắn. Mấy ngày nay anh cũng bận rộn mệt chết rồi, chú thím bảo em gửi lời cảm ơn anh hắn im lặng một cách đặc biệt, lúc này như không mở miệng được, phó nhiễm ngẩng đầu lên. Anh làm sao vậy? Trong ngực Minh Thành Hữu giống như bị vô số bàn tay dùng sức đè ép, hắn nâm nớp lo sợ, cẩn thận, chỉ sợ nói sai một chữ vào thời điểm mấu chốt này. Không có gì, chính là mệt chết đi. Làm việc thoải mái không thể có điều ràng buộc, tác phong từ trước đến giờ đã rời bỏ hắn. Thành Hữu, anh đáp ứng em một việc. Chuyện gì? một khi tìm được người làm tổn thương vưu dữ trước hết hãy cho em thấy mặt đã em muốn xem một chút đến tột cùng là người như thế nào có thể hạ độc thủ với vưu dữ như vậy giọng nói phó nhiễm phẫn nộ minh thành hữu nói mang theo ý thử dò xét anh cho người điều tra chỗ xảy ra sự việc đến nay vẫn không có tin tức nên vẫn không thể nào phó nhiễm kiên quyết lắc đầu em tin vưu dữ có thể tỉnh táo chỉ ra là ai đã làm tổn thương nó tội cưỡng bức đã là khó có thể thoát khỏi tội ác, tại sao còn phải hủy gương mặt? Thật sự là em không dám tin là người có thể làm được chuyện đó. Phó nhiễm không nghĩ ra, vưu gia không nghĩ ra, mà ngay cả Minh Thành Hữu cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đây là vì yêu sinh hận? Minh Thành Hữu lấy lý do công ty bận việc nên thời gian đi bệnh viện ít dần. Theo lời dặn dò của hắn, mỗi ngày bác sĩ chính của Vưu Dữ sẽ thông báo tình hình cho hắn đúng giờ cũng nhờ thế mà Minh Thành Hữu biết được tình hình của cô có chuyển biến tốt, tạm thời thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng 3 ngày sau có thể tỉnh lại. Đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, hắn cho huống tử ra mặt tìm một vị luật sư, sớm đến bệnh viện giải quyết việc này. Sức khỏe của thím không tốt, mấy ngày nay đều ở nằm viện, phó nhiễm mang theo nồi súp mà người giúp việc đã cẩn thận chuẩn bị cho đi vào phòng bệnh, bàn tay mới chạm tới cánh cửa, bên trong tiếng nói kích động truyền ra. Tại sao hắn không lộ diện? Hắn hại con gái của tôi thành ra như vậy, hắn lại không đến nói được một câu sao? Ông đừng kích động, có lời gì nói cùng tôi cũng. Phó nhiễm đi vào phòng bệnh, chú kéo cô đến bên cạnh nói qua loa đại khái ý tứ đối phương. Ông nói cho tôi biết, rốt cuộc hắn là ai? Thím mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở mép giường, đối diện vị luật sư tầm 40 tuổi. Không thể nào, ý của chúng ta tương đối rõ ràng, tiền chữa trị cho con gái của bà kể cả những trị liệu sau này cùng với phí tổn thất tinh thần, chúng tôi sẽ đưa cho không kém một xu. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là các người phải bảo đảm không được tố cáo, làm chuyện này cứ thế qua đi. Nói cách khác, hắn thừa nhận cưỡng bức và làm hại em gái tôi. Luật sư khẽ nhíu mày, giống như lơ đỉnh. Xin chú ý lời nói của cô, không phải là cưỡng bức, mà là tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục. Các người nên biết, chuyện này cho dù báo cảnh sát cũng rất khó làm cho rõ ràng. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết chính là số tiền thuốc thang khổng lồ này. Chỗ này là 100 vạn, nếu như các người chịu cam đoan, chúng tôi sẽ đưa thêm 100 vạn nữa. Thời gian không đến một tuần lễ để lo viện phí cho Vưu Dữu tiêu tốn toàn bộ tiền để dành của Vưu gia. Số tiền tiếp theo phải lo rất lớn, đến bọn họ cũng không dám tưởng tượng tới. Gương mặt Phó Nhiễm không chút thay đổi nhìn về phía tờ chi phiếu, cô cầm ở trong tay hận không thể trực tiếp nện vào mặt vị luật sư kia chỉ có lý trí làm cô đem chi phiếu vứt trả lại. Chúng tôi không cần tiền, gặp nhau trên tòa án. Chuyện này mà vỡ lỡ ra cũng không có lợi đối với các người, cho dù tòa án thật sự phán xét, cũng tuyệt đối không có khả năng có khoản bồi thường 200 vạn. Một khi đã như vậy, làm sao ông sẽ cho rằng dễ chịu như vậy? Không tin tưởng những lời này của tôi hay sao? Tôi tin là không cần phải nói thẳng ra, tôi khuyên các người hãy chọn một con đường có lợi nhất với mình đi. Luật sư nhặt tờ chi phiếu bị phó nhiễm ném xuống đất lên. Húng hồ điểm quan trọng nhất, bọn họ muốn giữ thanh danh, không có nghĩa là lúc này một khi đã lên tòa đấu đá thật sự thất bại, chính xác là đến lúc đó, đừng nói 200 vạn mà ngay cả 20 vạn các người đừng mơ tưởng có được. Cút đi. Phó nhiễm chỉ hướng cửa. Mở cửa đi ra ngoài. Phó nhiễm đi theo sau lưng luật sư, đóng sầm cửa lại. Quay đầu lại đi vào, chú cùng thím không nói một lời, một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng thím khang khang. Tiểu nhiễm, kỳ thật ông ta nói rất đúng. Thím, vấn đề tiền nông không cần lo lắng. Phó nhiễm lấy ra một sắp tiền từ trong túi sách. Chỗ này có 12 vạn, phòng làm việc của con làm ăn cũng không tệ lắm. Mặc dù là như muối bỏ biển, nhưng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ sau này cũng có thể từ từ góp dần. Hiển nhiên chú thím đang do dự. Tiểu nhiễm, chuyện này truyền ra vưu dữ còn có thể tiếp tục sống được không đây là việc nhất định nó phải đối mặt chỉ có đối mặt mới có thể tiếp tục chuyện này có thể che giấu nhưng còn ý định hủy mặt kia nhưng ta thương con gái phó nhiễm ra khỏi phòng bệnh thấy vưu chiêu phúc cùng thẩm tố phân mang theo vưu ứng nhụy tới phó nhiễm chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi vưu ứng nhụy quay lại đóng cửa phòng bệnh ba chân bốn cẳng chạy tới hướng phó nhiễm chuyện của vưu gia không thể tưởng tượng được là cô thực sự quan tâm. Nó là em gái tôi. Một chân vưu ứng nhụy nâng lên dựa vào vách tường màu trắng. Chỉ sợ lúc này cô đang chạy vậy khắp nơi vay tiền đi. Phó nhiễm khẽ nhếch môi. Chẳng lẽ cô không lo lắng cho nó sao? Cô đừng quên, nó liên tục gọi cô là chị, dù là có huyết thống thực sự cũng không bù được tình cảm từ nhỏ của các người. Có thể giúp, tự nhiên tôi sẽ hỗ trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, tình hình trong nhà cô cũng thấy đấy mỗi người góp một hai vạn còn có thể nhiều hơn nữa mà nói cũng không được tôi không đem hy vọng ủy thác chỗ mấy người phó nhiễm biết rõ tính tình vưu chiêu phúc dù là thực sự có tiền hắn cũng không thể dốc túi giúp đỡ nếu như tiền thật sự có thể vấn đề cô cần gì làm cho mọi chuyện rối ren thêm đây khả năng chuyện này bọn họ theo đến cùng cũng không có vấn đề gì nhưng có người nguyện ý làm người vung tiền như rác đưa ra mấu chốt là phải trị hết bệnh ánh mắt phó nhiễm nhìn về phía cuối hành lang cô nghe thấy người nọ nói rồi tôi sẽ khuyên bọn họ tiếp nhận phó nhiễm thu hồi tầm mắt tôi tin tưởng vưu dữ sẽ đồng ý cách làm của tôi vào bệnh viện phải chi tiền như nước hơn nửa mấy ngày nay rất tốn kém phó nhiễm chậm rãi từ trong nhà đi ra khóe miệng không tự giác kéo nhẹ ra vẻ chăm chọc trong mắt cô hàm chứa một ánh nhìn thản nhiên phạm nhàn thấy cô rời đi phó tụng đình từ thư phòng ra ngoài tiểu nhiễm trở lại có việc gì thế nó muốn mượn khoảng 10 vạn tiền có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không sắc mặt phó tụng đình căng thẳng tiến lên phạm nhàn ý bảo ông đừng vội nói là con gái của thím trước kia xảy ra chuyện không có 10 vạn sao không có cứ mở miệng nói với nó Hay phạm nhàn than thở không phải ông không hiểu Lúc trước Lý Vận Linh đã gọi điện thoại bảo chúng ta đừng cho tiểu nhiễm tiền, nguyên nhân cụ thể là gì bà ấy cũng chưa nói. Ngược lại chế giễu, quản lý tới cả nhà chúng ta. Ông cũng đừng nói bực bội, đi ăn cơm đi. Phó Tùng Đình bỏ tay Phạm Nhàn qua một bên. Các người cứ làm vậy đi, sớm muộn cũng khiến tiểu nhiễm nản lòng đối với cái nhà này. Phó nhiễm thừa nhận, cô nghĩ sự tình đơn giản quá mức. Trước kia Minh Thành Hữu đã hứa hẹn với cô, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ chữa trị cho vưu dữ thậm chí vì chuyện phẫu thuật thẩm mỹ sau này cũng tìm bệnh viện nổi danh nhất hàn quốc nhưng cho tới bây giờ cô còn chưa kịp mở miệng với minh thành hữu lý vận linh lại cắt đứt con đường của cô trước tiêu quản gia pha thêm trà cho lý vận linh phó nhiễm ngồi ở trên ghế salon đối diện lý vận linh nâng ly trà lên ánh mắt lướt qua tách tiểu nhiễm nghe nói con gái chú con bị bệnh có thể giúp người khác tất nhiên là chuyện tốt nhưng là phải có chừng có mực, minh gia chúng ta không phải hội từ thiện. Con cũng không cần mang những chuyện nhỏ nhặt này đến làm phiền thành hữu, gần đây công việc của nó rất bận rộn, biết không?" Cổ Hồng Phó Nhiễm giống như bị bông chặn lại, mềm nhũng không trả lời được, chỉ có thể gật đầu. Cô xoay sở tìm tiền chữa trị cho Vưu Dữ, trong lòng không yên đi ra khỏi thang máy. Đột nhiên Phó Nhiễm thấy một bóng người đứng ở cửa phòng bệnh đặc biệt. Cô thả chậm bước cho thấy bóng lưng là dáng vẻ một thanh niên vóc dáng rất cao, vóc người cao lớn, hắn lo lắng lưỡng lự đứng ở cửa ra vào. Một bên ống quần còn có bùn bẩn trên mặt đất té qua, đi bộ có chút khập khiển, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn cuốn quyết quay đầu. Một thanh niên có gương mặt anh Tuấn. Cậu! Trong trí nhớ phó nhiễm giống như có chút ấn tượng. Lý Sâm không nghĩ tới sẽ đụng phải phó nhiễm, Minh Thành Hữu đã cố ý cho hắn nhìn qua hình của phó nhiễm, tay chân hắn lúng cuốn tựa vào khung cửa chị dâu chị dâu cậu là phó nhiễm nhớ tới lúc cô đi cùng vưu dữ đã gặp qua người thanh niên này vưu dữ nói hắn là con nhà quyền thế nhưng cụ thể tên là gì cô lại không nhớ gì cả lý sâm thấy thế vội vàng im lặng hắn lướt qua phó nhiễm chuẩn bị sải bước trời đi đợi chút cậu là em họ thành hữu cô đã từng gặp cậu của minh thành hữu cùng với mợ nhưng cậu con trai trong nhà đó còn chưa kịp chạm mặt à vâng Lý Sâm trả lời úp úp mở mở. Tôi còn có việc. Nói xong, bước chân khập khiển chạy như bay hướng thang máy. Phó nhiễm đứng tại bên ngoài phòng bệnh hồi lâu, trong lòng dần dần thấy nghi ngờ, cuối cùng biến thành một loại lo lắng không rõ. Cô có dự cảm rất không tốt. Lý Vận Linh họ Lý, còn có vưu dữ trong lúc hôn mê luôn miệng gọi tên Lý Sâm. Người thanh niên này lại kêu cô là chị dâu. Phó nhiễm vỗ nhẹ ngực lại, không dám nghĩ đến nữa cả ngày băn khoăn lo lắng, phó nhiễm trở lại y vân thủ phủ, gần đây Minh Thành Hữu luôn nói công ty có việc đến rất khuya mới đến nhà. Bên trong gian phòng không mở đèn, cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới rất nhẹ, Minh Thành Hữu tắm xong ra ngoài, giống như hai ngày trước, vén chăn lên rón ra rón rén chui vào. Hôm nay ở bệnh viện em gặp em họ anh, cậu ta đến xem vưu dữ. Minh Thành Hữu hoảng hốt đột nhiên mở mắt ra, lúc này hắn không nhìn thấy thần sắc phó nhiễm, hết thảy trong mắt đều có vẻ hư vô mờ mịt. Anh tưởng là em đã ngủ rồi. Thành hữu, tên gọi em họ anh là gì? Làm sao vậy? Ồ, nói không chừng cậu ta là cũng bạn học của Vưu Dữ. Phó nhiễm đưa tay mở đèn trên tường ra, nhờ vậy mới thấy rõ Minh Thành hữu tựa tại đầu giường, bàn tay phải cô chống người lên, đắp chăn ngồi vào bên cạnh hắn. Em muốn hỏi mượn anh ít tiền. Minh Thành Hữu biết rõ sớm muộn gì cô cũng mở miệng, Mặc dù trước đó thái độ của Lý Vận Linh đã làm rõ Nhưng dù sao phó nhiễm cũng chưa nghe thấy chính miệng hắn nói ra Đây cũng là lựa chọn khó cả đôi đường Nhưng nếu chuyện này không hề liên quan tới Lý Sâm Không cần phó nhiễm nói hắn cũng sẽ lo lắng đến cùng Minh Thành Hữu móc điếu thuốc ra đốt Anh cho em 10 vạn tiền Dù sao Vưu Dữ cũng không phải em gái ruột của em Phó nhiễm, người của Vưu Gia đều không vội Em nóng ruột cái gì Tiền của em cho ai anh cũng không quan tâm, nhưng sau khi cầm 10 vạn tiền này, anh hy vọng em không phải lo lắng chuyện này nữa. Thái độ trước sau của hắn tưởng như là hai người. Cô hỏi hắn vay tiền, mới đầu cũng chỉ là thử dò xét. Minh Thành Hữu hút thuốc xong đứng dậy đi lấy ví tiền, Phó Nhiễm giữ bàn tay hắn lại. "Không cần." Cô tắt đèn, đưa lưng về phía Minh Thành Hữu nằm dài trên giường, mùi thuốc lá chỉ là một chút nhưng tràn ngập trong phòng rất khó tản đi. Trong lúc vô tình kéo ra khoảng cách không phải muốn là có thể đến gần, hai người cũng không ai nói toạc ra, mỗi người lại theo đuổi tâm tư của riêng mình. Vị luật sư bị đuổi ra bệnh viện mỗi ngày vẫn tới, lặp lại khuyên bảo phó nhiễm, chú thím cũng quyết tâm nên vì vưu dữ lấy lại công lý. Luật sư không có cách nào khác, Lý Vận Linh thấy chuyện cứ tiếp tục như vậy sẽ bất lợi đối với Lý Sâm, bà tính toán nói rõ ràng ra. Chú Vương đến phòng phòng làm việc của phó nhiễm đón cô qua, phó nhiễm ngó ra ngoài cửa sổ, không khỏi dự đoán rất nhiều việc sẽ có một đáp án vào hôm nay chú vương con trai bên nhà cậu tên là lý sâm chứ đúng vậy trước kia sâm thiếu gia ở nước ngoài không mấy khi về thiếu phu nhân còn chưa được gặp qua hay sao phó nhiễm nói bâng quơ quan hệ của cậu ta và thành hữu rất tốt sao điều đó là khẳng định tam thiếu rất thương sâm thiếu gia nói là tính khí giống như tam thiếu phó nhiễm đưa tay vén tóc rơi trên gò má ra sau tai làm bộ che giấu bên môi nâng lên nét cười lạnh xe lái vào biệt thự lý gia lý vận linh cùng vợ chồng lý tắc cần đều ở phòng khách cô cũng thấy vị thanh niên gặp được ở bệnh viện hôm đó mẹ cậu mợ lý vận linh ý bảo cô ngồi tiểu nhiễm chúng ta cũng rất đồng tình với chuyện của gia đình chú con cho tới bây giờ mẹ có lời nói không thể không nói rõ với con con cũng biết người trẻ tuổi dễ dàng xúc động lý sâm cùng đứa bé kia là chuyện ngươi tình ta nguyện nhưng sau đó lại xảy ra chuyện không tốt con cũng đã là vì bọn họ mẹ muốn con khuyên bọn họ nhận lấy chi phiếu lý vận linh ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phó nhiễm khuất sau nét mặt không giữ kín được cuối cùng cũng chịu lộ diện mẹ mẹ nói chuyện vưu dữ cùng lý sâm là ngươi tình ta nguyện phó nhiễm giống như nghe chuyện cười lạ nhất trên đời lý vận linh đối với giọng điệu của cô tỏ ra không vui rõ ràng chẳng lẽ không đúng thành hữu biết chuyện này sao Phó nhiễm biết rõ chuyện này nhưng vẫn hỏi. Đây cũng là ý của thành hữu. Phó nhiễm ngẩng đầu lên, thấy Lý Sâm trên ghế salon ngồi ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Hắn và Vưu Dữ mới chỉ có 20 tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột tuổi lại bị che lấp một lớp lo lắng u ám. Lý Sâm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có điều né tránh. Thật sự Vưu Dữ là tự nguyện sao? Lý Sâm hơi nhếch môi, trên gương mặt trẻ tuổi có do dự, đúng lúc lý vận linh quát bảo ngừng lại tiểu nhiễm cô có ý tứ gì ngay cả lời nói của ta cũng không tin điện thoại trong túi sách lại vang lên không đúng lúc phó nhiễm lấy ra xem số là thím alo tiểu nhiễm vưu dữ tỉnh rồi nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm lâu rồi phó nhiễm không có nụ cười như vậy cô nắm chặt điện thoại được con lập tức tới cô đem điện thoại thả lại trong túi cậu đã nói cậu cùng vưu dữ là tự nguyện với lại chưa từng làm chuyện dội dầu hỏa lên người nó tốt lắm cậu theo tôi đến bệnh viện chúng ta giáp mặt vưu dữ nghe một chút rốt cuộc là nó nó như thế nào có phải oan uổng cho cậu hay không không được sâm tử không thể đi bệnh viện lý tắc cần vội vàng ngăn cản chúng ta đồng ý trả thêm tiền cha lý sâm lại đứng lên con cũng muốn biết rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì con muốn đối mặt hỏi cô ấy cho rõ không thể được cha con không làm chuyện đó tại sao chính cha cũng không tin trừ phi cha đem con trói lại bằng không con cũng sẽ nhảy ban công đi ra ngoài như lần trước vậy cùng đi tới bệnh viện chính là lý vận linh phó nhiễm không nghĩ tới sẽ gặp minh thành hữu ở ngoài phòng bệnh hắn cũng ngoài ý muốn nhìn thấy lý sâm minh thành hữu đi lên trước kéo lý sâm sang một bên sâm tử cậu còn trẻ có một số việc đã làm sau này có thể tự kiểm điểm, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chính mình cũng sợ đối mặt, tiếp tục giấu dếm. Anh họ, em. Lúc ấy em quá xúc động, nhưng thật sự em không có hủy hoại mặt của vưu dữ. Phó nhiễm đứng ở đó, thấy Minh Thành Hữu vỗ nhẹ trên vai Lý Sâm, về phần hắn đã nói những gì, bởi vì đứng cách xa nên không thể nghe thấy rõ ràng. Đẩy cửa ra đi vào, thím đang đè nén tiếng khóc quay lại đầu tiên, thật vất vả mới có tia hy vọng một lần nữa bị dập. Vưu dữ bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mặt bị băng gạt che kín đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy hai mắt. Cánh mũi phó nhiễm chua xót, cô đi tới không lưng ghé xuống. Vưu dữ. Chị, em đau quá. Đây là câu nói đầu tiên cô nói với phó nhiễm sau khi tỉnh lại. Ánh mắt phó nhiễm tràn ra vẻ ấm áp, không thể nhìn được rơi nước mắt. Vưu dữ. Lý Sâm cũng tiến tới. Vưu Dữ cố hết sức nhìn lại theo tiếng nói, phó nhiễm không thấy rõ nét mặt của cô, chỉ thấy cô dùng sức đem chăn kéo đến trên vai. Thật xin lỗi. Lý Sâm đi tới mép giường cô, Vưu Dữ chăm chú nhìn một lúc, tiếng kêu sợ hãi chợt phát ra. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Mẹ, con không muốn nhìn thấy anh ta. Bởi vì vết thương nghiêm trọng, lời của cô nghe vào trong tai vẫn vô lực, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không nghe rõ, phó nhiễm đè lại hai vai cô kích động nói cho chị biết có phải là nó làm hại em thành như vậy hay không dạ dạ giọng nói cô gái kiên định khắc sâu từng chữ vào lòng của minh thành hữu lý sâm không tin lắc đầu tôi không có tôi không có là anh ta cưỡng bức tôi phải là anh ta dùng dầu hỏa dội vào tôi đốt bật lửa phó nhiễm rất bi thương thậm chí không cách nào tưởng tượng ra một màn bi thảm kia cô đứng dậy ngón tay chỉ ra hướng cửa đi ra ngoài vưu dữ thật sự tôi đối với em như vậy sao thím chạy tới xô đẩy lý sâm lý vận linh đã rời đi trước phó nhiễm mở cửa hướng minh thành hữu đứng ở bên cạnh nói mang theo cậu ta rời khỏi nơi này cô đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn đúng là xa cách mà lạnh lùng người thanh niên đứng khuất bóng một năm với hắn mà nói với hắn là kiếp nạn lớn nhất đời người minh thành hữu ấn vang còi ý bảo hắn lên xe Lý Sâm quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh một lúc lâu Anh họ, có phải mọi người đều tin tưởng lời nói của Vưu Dữ hay không? Lời của cô ấy không quan trọng Quan trọng là chính xác cậu thật sự tham dự vào chuyện này Mà Lý Gia không cho phép chuyện như vậy truyền ra ngoài Con mắt Minh Thành hữu hẹp dài xuyên qua kính chiếu hậu Nhìn chầm chầm gương mặt khôi ngô khác thường của Lý Sâm Một chuyện đủ có thể thay đổi Làm con người ta trưởng thành hơn Lại không bàn về dữ ai đang nói dối Trái đắng hắn này phải nuốt xuống em rất thích cô ấy cho nên cậu có thể dùng sức mạnh hẳn là cô ấy rất hận em lý sâm phải thừa nhận lúc ấy là mình bị dục vọng làm choáng váng đầu óc minh thành hữu đi vào trong phòng thấy phó nhiễm ngồi ở ghế salon bên trong ban công tra tài liệu cô chăm chú xem nhập tâm cho nên cũng không phát hiện hắn đi tới sau lưng một ly cà phê màu nâu sẫm trên khay trà bốc hơi nóng hổi minh thành hữu thấy rõ ràng cô đang thu thập tài liệu không nói gì thêm trực tiếp khép lại máy tính của phó nhiễm. Anh làm gì vậy? Giọng điệu cô không tốt. Anh đã sớm liên lạc với bệnh viện rất tốt. Không chờ chúng tôi ký vào giấy thỏa thuận sao? Giọng điệu phó nhiễm gây sự. Minh Thành Hữu biết mình đuối lý, hắn buông tay ngồi vào bên cạnh phó nhiễm, bàn tay cố ý chạm bả vai của cô. Lý Sâm còn ít tuổi, em để cho hắn ngồi 10 năm tù cùng có được khoản tiền bồi thường kết xù, em xem cái nào tốt với vưu dữ hơn cả hai đều quan trọng minh thành hữu khẽ cười nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề danh dự chuyện này không có một chút chứng cớ chỉ rõ là lý sâm làm thái độ cứng rắn không ai biết phó nhiễm vuốt ve tay của hắn đổi lại hắn ông eo phó nhiễm buông tay anh không buông phó nhiễm quay lại lạnh lùng nhìn hắn cánh tay minh thành hữu càng vòng chặt hơn tay anh ở trên người anh anh thích để chỗ nào thì để chỗ ấy Phó nhiễm rất nhanh kéo gối đệm ở sau lưng ra, vung tay qua mặt Minh Thành Hữu. Tay em ở trên người em, em muốn bỏ ra liền hất ra. Phó nhiễm đem gối dựa nhét vào bên cạnh, đẩy Minh Thành Hữu ra đứng dậy, cô lướt qua khay trà, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu bưng mặt ngã vào bên trong ghế salon, một bộ dạng thống khổ không chịu nổi. Phó nhiễm thờ ơ lạnh nhạt, bỏ lại câu nói. Chuyện vưu dữ chúng tôi sẽ tự giải quyết, một lần nữa, ai khinh ai cũng chỉ có người đã bị tổn thương mới có tư cách nói chuyện phó nhiễm cầm cà phê lên đi về phía gian phòng thình lình eo bị cánh tay của người đàn ông chặt minh thành hữu kéo cô ngồi trên chân mình em xem một chút đôi mắt của anh đã mù phó nhiễm ghé mắt quả nhiên là trông thấy hốc mắt hắn đỏ bừng nhất định là mới vừa bị gối ông quệt vào phụ nữ bảo buông tay em còn muốn minh thành hữu cất cao giọng nếu anh không buông tay tôi sẽ đem cà phê dội lên người anh chớ cật nhã với tôi minh thành hữu phó nhiễm từng chữ từng chữ gằn lên tên của hắn minh thành hữu thấy chọc ghẹo không được đành phải buông tay dù sao người phụ nữ này mà hung hăng còn lợi hại hơn so với con cọp quan trọng nhất là hắn đuối lý phó nhiễm đặt mạnh ly cà phê lên bàn trà minh thành hữu thấy cô đi vào phòng ngủ chính gương mặt tuấn tú của hắn vùi sâu vào lòng bàn tay chỉ có thể hy vọng chuyện này nhanh qua đi hắn cũng hiểu lập trường của phó nhiễm nhưng nếu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ quyết định làm giống như cô minh thành hữu ngồi bên ngoài một lúc mắt thoải mái một chút sau đó mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ phó nhiễm khoanh chân ngồi ở mép giường lau tóc minh thành hữu qua đó cầm khăn lông trong tay cô tính khí em luôn bướng bỉnh như vậy chẳng lẽ không nên nghe ý của chú thím một chút sao các người là lấy tiền cùng quyền thế đè người nhưng chuyện đã xảy ra em nên biết đây là phương pháp giải quyết tốt nhất động tác của minh thành hữu vụng về lau tóc cho cô hắn chịu hạ địa vị cao quý của mình một phần dĩ nhiên là cảm giác mình có lỗi nhưng phó nhiễm cũng không chịu hiểu điều đó nếu không phải cô cố ý đến nay hắn còn xem cô là chẳng hay biết im lặng như vậy liền đem chuyện giải quyết xong bảo vệ cô cái gì tất nhiên điều kiện đầu tiên là ích lợi không xung đột phó nhiễm né tránh động tác của hắn nhấc chăn lên chui vào cũng không kịp chờ tóc khô. Minh Thành Hữu không nao núng. Anh sấy tóc giúp em, như vậy ngủ rất dễ cảm. Phó Nhiễm tiếp tục ôm chặt chăn không để ý tới. Chuyện này xảy ra, Lý Vận Linh cũng bắt đầu lạnh nhạt đối với Phó Nhiễm, bởi vì cô bên người ngoại. Mỗi ngày Tiêu quản gia sẽ nói người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn dinh dưỡng, Phó Nhiễm đi bệnh viện thăm, không muốn Minh Thành Hữu cố ý muốn đi theo, cô không ngăn cản được, đành phải cứ thế đi lúc chú thím nhìn thấy minh thành hữu thật không có xung đột như phó nhiễm tưởng tượng chỉ là thiếu thân thiện như trước không khí có vẻ có chút lúng túng phó nhiễm đi tới trước giường bệnh không lưng kéo tay của cô gái vưu dữ hôm nay có khá hơn chút nào không chị còn đau không cô gái gật đầu em không nhìn thấy mặt của em vừa đau vừa ngứa thật khó chịu ánh mắt phó nhiễm lộ ra thương yêu cô kéo cái ghế qua bên cạnh không sợ vưu dữ, về sau chúng ta sẽ tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, giúp em. Có thể không? Mặc dù vải trắng bao lấy mặt của cô gái, nhưng phó nhiễm vẫn có thể thấy hy vọng trong đáy mắt cô. Dĩ nhiên có thể, bây giờ em phải phối hợp trị liệu. Chị, chị yên tâm, em có thể gắn gượng qua đi. Phó nhiễm nắm chặt tay vưu dữ, cô cũng kiên cường so với tưởng tượng của họ. Vưu dữ, chị sẽ giúp em tìm ra sự thật, dù là khó hơn nữa, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Rõ ràng phó nhiễm cảm thấy vưu dữ rụt tay lại. Chị, em không muốn kiện. Tại sao? Em còn muốn đi học, em không muốn đồng môn cùng các bạn đều nhìn em giống như nhìn quái vật, hơn nữa căn bản là tiền chữa bệnh chúng ta không chịu nổi. Chuyện tiền chị sẽ tìm biện pháp. Chị, cha mẹ em nói rồi, chị đã mang không ít tiền đi, em lại không muốn tiền của chị nữa. 200 vạn không phải số tiền nhỏ, dù là em để cho hắn ngồi tù thật cũng không thể có được tiền bồi thường nhiều như vậy. Vưu dữ nói xong câu này, mệt mỏi thở dốc. Em đồng ý âm thầm giải quyết. Tại sao? Phó nhiễm cho là, ít nhất Vưu dữ sẽ đứng. Những khổ sở lúc đó chỉ có em hiểu rõ nhất, chẳng lẽ em muốn nhận thiệt thòi về mình sao? Tiểu nhiễm. Thím cũng chen vào nói. Đây là chúng ta quyết định sau khi suy nghĩ mấy ngày, Vưu dữ chịu nhiều đau khổ như vậy, ta không đành lòng thấy nó cuốn vào phong ba dư luận lần nữa, ta chỉ muốn nó có thể an tâm dưỡng bệnh, nó mới 20 tuổi, không chịu được nhiều như vậy. Thiếm quay lưng lại khóc, chú đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nhiễm, chúng ta biết con là vì tốt cho vưu dữ, nhưng cưỡng bức. Chuyện như vậy. Phó nhiễm còn muốn nói điều gì đó, Minh Thành Hữu lại lên tiếng trước. Mọi người yên tâm, toàn bộ tiền thuốc thang bao gồm phí phẫu thuật thẩm mỹ sau này con sẽ lo liệu, có một căn nhà ba phòng nhỏ chờ sau khi vưu giữ xuất viện liền dọn đến nơi đó ở chuyện này thực sự lý sâm có lỗi tạ ơn chú thím đã cho nó cơ hội này tay phải hắn nắm vai phó nhiễm cô ngẩng đầu nhìn minh thành hữu nằm ngón tay hắn từ từ siết chặt đưa mắt nhìn cô ý bảo ngay cả chính người của vưu gia cũng không truy cứu cô vẫn còn muốn kiên trì điều gì phó nhiễm đứng ở cửa bệnh viện cảm giác chân tay vô lực trời rụng làm cô không đi nổi nửa bước thoáng qua gặp một đám người muôn hình muôn vẻ ở chỗ bệnh viện này mọi người quen thấy sinh ly tử biệt dù là sắc mặt cô tái nhật giống như trang giấy cũng không có người sẽ thèm chính xác thừa nhận trời cao lại lấy đi một thiên sứ ở nhân gian chịu khổ thôi minh thành hữu ý bảo cô lên xe phó nhiễm nhìn chằm chằm vào cửa xe đang mở ra hệ thống sưởi bên trong tỏa hơi ấm cuốn đi hơi lạnh bao quanh cô cô nắm chặt túi sách trong tay tất cả mọi người đang nói đây là biện pháp giải quyết tốt nhất chẳng lẽ chỉ có một mình cô lại đi vào ngõ cục hay sao? Em muốn đi một mình một chút. Phó nhiễm đóng cửa xe, sau đó đi ra khỏi bệnh viện. Giao thông bên ngoài bệnh viện cũng dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Phó nhiễm đứng ở phía dưới cột đèn xanh đèn đỏ. Cô quay đầu lại nhìn thấy xe của Minh Thành Hữu đi theo ở chỗ không xa. Cô thuận theo dòng người đi qua đầu đường, gửi cho hắn tin nhắn. Để cho em một mình tĩnh lặng, em không sao. Khoảng 3 phút sau, xa của minh thành hữu biến mất khỏi tầm mắt của cô phó nhiễm ngăn một chiếc xe taxi không rõ mục đích chỉ nói với tài xế cứ tiến về phía trước đi qua một quảng trường không náo nhiệt lắm lúc này cô mới xuống xe gọi một ly trà sữa và chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống cô chống cầm nhìn về nơi xa vừa lúc đó gặp ánh mặt trời chiếu tới cho tới khi có người đến gần lập tức liền có một bóng tối bao phủ lên mặt phó nhiễm đột nhiên bị quấy rầy có chút không vui cô ngẩng đầu lên lại thấy minh tranh đã tự ngồi vào chỗ đối diện cô tâm tình không tốt sao phó nhiễm xưng hô cũng bớt nóng nảy làm sao anh ở chỗ này minh tranh không trực tiếp trả lời c chuyện nhà chú em giờ anh mới biết đừng thương tâm mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết lý gia hận không thể mang súng dao đến để vây quanh bệnh viện vả lại từ trước đến giờ lý vận linh luôn đề phòng minh tranh làm thế nào mà hắn dễ dàng biết được anh đến cũng là để khuyên tôi sao Phó niệm cầm muỗng nhỏ quấy bánh bút điên chìm trong trà sữa lên, lời nói có vẻ lười biếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Phục vụ viên đưa tới cà phê Blue Mau Tần cho Minh Tranh, hắn cố ý tới rất gần cô, cánh tay dài đặt lên mép bàn, thân thể là ẩn vào bên trong ghế mây màu nâu. Anh hiểu rất rõ vấn đề ở chỗ nào, là bị chặn tiền chữa bệnh chứ gì. Nếu như em chính là tiểu nhiễm mà anh biết, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng để cho người thân của mình chịu tội oan uổng. anh nói đúng không? gần như không thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt của phó nhiễm, đại khái có mấy phần tự dễu. Anh đừng đánh giá tôi quá cao, sự thật ở trước mặt ngay cả anh đều phải cúi đầu, huống chi là tôi. Minh Tranh sờ chiếc nhẫn đính hôn bên tay trái, đối với lời nói của phó nhiễm, hắn cũng không làm sao đáp lại được, phó nhiễm bưng ly trà sữa lên miệng uống. Dù là lúc này đã yếu đuối đến nỗi muốn tìm người để khóc một trận, cô cũng sẽ không tìm Minh Tranh. Cô đẩy cái ghế ra, Minh Tranh gọi cô lại. Tiểu nhiễm Cô ngạc nhiên Minh Tranh đem chi phiếu trong tay đẩy hướng Chỗ này có 200 vạn Em cứ cầm lấy đi Phó nhiễm lại ngồi xuống Nhìn chầm chầm chi tấm phiếu cầm trong tay Anh có ý gì Đừng hiểu lầm Trước kia anh cũng đã gặp vưu dữ Chỉ là không muốn nhìn thấy cô ấy tội nghiệp Phó nhiễm nắm trong tay tấm chi phiếu giá trị lớn Nếu Minh Tranh biết vưu dữ gặp chuyện không may Vậy khẳng định cũng biết hiện tại tất cả đang đứng ở cục diện giằng co lúc này hắn lại ra tay không thể nghi ngờ có thể đem phá vỡ tất cả mọi chuyện một lần nữa cô cầm một tấm chi phiếu như nhau nghe được âm thanh tờ giấy phát ra tiếng soàn soạt cô đem chi phiếu đưa trả lại cho minh tranh số tiền này quá nhiều tôi không có bất kỳ lý do nào thuyết phục mình có thể nhận lấy ánh mắt minh tranh cũng không ngờ tới em cần gì không có con đường nào đi mà không rõ mục đích phó nhiễm đặt tấm chi phiếu lên trên bàn cà phê của anh thì tôi xin, coi như là cảm tạ anh đã đặc biệt đưa chi phiếu cho tôi. Tiểu nhiễm, anh cho là ít nhất em có tin tưởng anh, cũng sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ của anh. Cô không nói gì, mà là lựa chọn nhanh chóng rời đi. Tầm mắt Minh Tranh thu hồi khỏi tấm chi phiếu, nhàn nhạt hướng về bóng lưng phó nhiễm càng lúc càng ít. Hắn miếm chặt cánh môi, người khác rất khó có thể thấy rõ trong mắt người đàn ông này ẩn giấu điều gì mới có thể làm đôi mắt bí mật như vậy mà sâu không thấy đấy minh thành hữu cho là vưu gia khăng khăng bỏ qua phó nhiễm cũng sẽ buông tha dù là nhất thời cô có oán hận nhưng thời gian luôn có thể xóa tan bực bội trong cô lúc minh thành hữu về nhà đi vào tiệm bán hoa yêu cầu mua một bó hoa hồng gói lại tuyệt đẹp hắn cầm hoa đi vào phòng ngủ thấy phó nhiễm đang lên mạng hắn cho là cô vừa tra tin tức bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đến gần nhìn kỹ gương mặt khôi ngô của minh thành hữu dần dần lạnh lại dưới ánh mặt trời tay cầm bó hoa khó có thể khống chế khép chặt, hắn đi tới nặng nề đóng sập máy tính xuống. Tay phó nhiễm bị kẹp, cô đẩy Minh Thành hữu ra, mở máy tính ra lần nữa. Còn không hết hy vọng phải không? Minh Thành hữu ném bó hoa trong tay ra ngoài, đập vào bình hoa điêu khắc cùng ly nước thủy tinh trên khay trà, phó nhiễm đem ảnh trước kia của vưu dữ lưu vào tập tin bên trong. Minh Thành hữu đuối lý gõ nhẹ lên bàn phím, xóa vài tập tin của cô. Phó nhiễm cũng không giận, chỉ thấy hắn thu tay lại. Nếu em còn làm như vậy, phó nhiễm, tôi sẽ không khách khí đối với em. Anh làm vậy cũng vô dụng, tôi cũng không chỉ dành trước những thứ này. Ánh mắt Minh Thành Hữu gây sự, trong mắt tức giận cơ hồ khó có thể ngoại lực. Làm như vậy đến tột cùng có ích lợi gì với em? Một khi cho lên mạng, em đã nghĩ sẽ tạo thành tổn thương với vưu dữ sao? Cô ấy đi tới đâu đều sẽ bị người ta chỉ trỏ. Phó nhiễm ông lấy máy tính đứng lại ở trước mặt Minh Thành Hữu, cô đeo dép ở nhà, đứng ở trước mặt hắn cũng chỉ đứng tới bên tai hắn. Minh Thành Hữu, anh có khó chịu hay không? Hắn lướt qua sát vai phó nhiễm đi về phía ban công, phó nhiễm lại sửa lại dữ liệu trong máy tính, cô thấy Minh Thành Hữu chăm điếu thuốc, nửa người trên nghiêng ra bên ngoài ban công, khắp nơi đều là cánh hoa hồng rơi. Phó nhiễm không lưng nhặt lên một cành, ngón tay lưu hương, nụ hoa chấm nở sau đó chỉ còn thân cành. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn thần sắc phiền muộn của người đàn ông được một hơi thuốc lá bao phủ, mặt phó nhiễm đặc sát thủy tinh, rét lạnh xuyên qua da đâm vào trái tim. Có lẽ, chú thím đã lo lắng đúng. Có lẽ, chính xác, ngược lại cô cứ kiên trì sẽ mang đến tổn thương lớn hơn cho vưu dữ. Hôm nay, chỉ có thể hy vọng mọi việc cũng đem tổn thương xuống đến mức thấp nhất. Minh Thành Hữu tìm luật sư, hẹn sau hai ngày đi bệnh viện đàm phán xong, ý của chú thím cũng đồng ý giải quyết trong im lặng chuyện chỉ đợi đến quyết định cuối cùng minh thành hữu đứng ở phía trước cửa sổ tầng chót công ty phía sau là bàn làm việc gỗ đỏ lớn bầu trời tràn ngập âm u ngột ngạt tầng mây chất chứa giống như giăng đầy đỉnh đầu hắn nhìn điện thoại bên cạnh nâng đồng hồ lên xem thời gian có lẽ không sai lắm giải quyết xong chuyện này hắn muốn cho thư ký đặt hai vé máy bay đi nước pháp bây giờ phó nhiễm còn đang nổi nóng nói chung có thể tư tưởng không nghĩ đến việc khác chuông điện thoại động đột ngột vang lên vang vọng bên trong phòng làm việc nghiêm chỉnh rộng rãi trống vắng minh thành hữu nghe nửa chuông dạo đầu lúc này mới không nhanh không chậm tiếp máy alo tam thiếu giọng nói luật sư dồn dập mạnh như vũ bảo không xong rồi xảy ra chuyện lớn lúc này thật là phiền toái minh thành hữu nhanh chóng mở mạng ra nhìn thấy tất cả ảnh của vưu dữ trên trang nhất số lượt xem cùng với số lần click càng lúc càng cao không có dấu hiệu tụt hạ màu trên tiêu đề đỏ như máu nhấn mạnh hai từ hủy hoại gương mặt và công tử nhà giàu. Đây là điều Minh Thành Hữu lo lắng nhất, một khi động chạm đến dư luận, chuyện này có muốn cũng không cho qua được. Người lập topic lại bất ngờ hành động. Minh Thành Hữu đặt điện thoại vẫn chưa tắt máy xuống bên cạnh, hắn cẩn thận xem xét từng trang một, rất rõ ràng, góc độ hình ảnh là khoảng cách rất gần, chuyện xảy ra với vưu dữ, trừ khi là người rất thân thiết mới có thể ra vào phòng bệnh, bàn tay hắn chống trên trán, năm ngón tay từ từ thu lại thành nắm đấm tam thiếu tam thiếu hắn cầm điện thoại di động lên nói đi bây giờ có cần đi bệnh viện nữa không không cung tiền thuốc cùng viện phí nữa ông cứ suy nghĩ đến chuyện sẽ gặp trên tòa đi cứ như vậy minh thành hữu tắt điện thoại dùng sức áp nửa người trên về phía sau ghế ngồi làm bằng da thật lõm xuống hắn đưa ngón trỏ cùng ngón cái ra đặt nhẹ ở giữa hai lông mày Lúc phó nhiễm nhận được điện thoại của chú Vưu, cô mới ra khỏi y vân thủ phủ, nghe giọng nói của chú rất kém nhưng cũng không nói rõ là chuyện gì. Bọn họ quyết định lựa chọn âm thầm giải quyết chuyện này, phó nhiễm cũng không muốn tham gia nữa. Cô lái xe tới bệnh viện, chỉ thấy người đứng chật cứng ở cửa phòng bệnh, có người cầm hoa rồi dơ dỏ trái cây trong tay lên, mấy vị y tá có ý tốt khuyên bảo. Thật xin lỗi, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Cô Di, phải kiên cường vượt qua, chúng tôi ủng hộ cô kiện cáo đến cùng. Đúng vậy, người quyền thế giàu có thì có gì đặc biệt hơn người? Phó nhiễm sen vào đám người, mở hé cửa ra đi vào, chủ đang lo lắng đi đi lại lại ở trước cửa sổ, thím thì đang ngồi khóc bên giường của vưu dữ, nhìn thấy phó nhiễm đi vào, chú lắc đầu một cái rồi thở dài, cũng chưa nói gì. Chuyện này là sao vậy? Chị! Tiểu nhiễm, con thấy rồi đấy, lúc này con hài lòng sao? Giọng điệu thím tràn đầy trách cứ. Hiện tại chuyện của vưu dữ huyên náo làm tất cả mọi người đều biết, những người đó đứng ở cửa giống như muốn xem quái vật, còn có cả trên TV, trên mạng. Tiểu nhiễm, chúng ta đều nói sẽ không kiện tụng gì nữa, tại sao nhất định con phải làm lớn chuyện? Bây giờ thì tốt rồi, tiền thuốc thang bị ngưng lại, chuyên gia mời từ nước ngoài cũng từ chối trở về nước, về sau phải làm thế nào? Con nói cho ta biết đi. Cuối cùng phó nhiễm cũng bị ảnh hưởng trong lời nói của thím nghẹn ngào không ngừng, Cô liên tục lắc đầu. Con không có đem bất kỳ tin tức gì đưa lên mạng, mọi người muốn âm thầm giải quyết, con nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người. Chị, em tin chị mà. Vưu Dữ đưa tay nắm lấy tay mẹ mình. Mẹ, chuyện này có lẽ là do ý trời đã định. Đứa nhỏ ngốc nghếch này. Thiếm xúc động gạt nước mắt. Rõ ràng là có người cố ý tung tin ra ngoài. Phó nhiễm mở máy tính sách tay mang theo ra, không ít thông tin, từng hình ảnh của vưu dữ xuất hiện ngay trước mắt làm cho cô giật mình hơn cả là một tấm ảnh của vưu dữ trước khi bị hủy gương mặt đó là ảnh chụp chung cùng với phó nhiễm bắt buộc phó nhiễm phải đương đầu với chuyện này vì tấm hình đó phó nhiễm vẫn giữ ở trong máy tính ngay cả vưu dữ cũng không có mới vừa rồi còn kiên trì giờ biến thành thất bại mệt mỏi tâm trí cũng trống rỗng lòng bàn tay phó nhiễm đầy mồ hôi nhiệt độ bên trong phòng bệnh thích hợp mà chiếc áo cô đang mặc trên người lại bị thấm ướt sau đó dán chặt vào người trước và sau khi bị hủy hoại gương mặt rất đối lập cô nhìn ánh mắt vưu dữ trong tấm ảnh trống rỗng mà vô hồn phó nhiễm tắt máy tính ngẩng đầu lúc này cô nhìn về ánh mắt của vưu dữ lại thấy tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi vưu dữ không biết sẽ còn có bao nhiêu nỗi đau đang chờ cô tiểu nhiễm ta biết rõ con muốn giúp chúng ta chú tự bên cửa sổ khuôn mặt ảm đạm Phó nhiễm đứng lên, một ánh mặt trời bao phủ trên vai cô, ánh mắt vẫn duy trì nét kiên cường không màng đến vật chất, cô đi tới trước giường bệnh của Vưu dữ. Lúc còn rất nhỏ chị đã coi em là em gái thân thiết nhất của chị, nếu như có một phương pháp có thể làm nỗi đau của em xuống đến mức thấp nhất, dù là chị không đồng ý, nhưng tối thiểu chị sẽ không phản đối. Chuyện này nếu như là ý của em, chị sẽ làm việc nghĩa không được chùng bước, nhưng cho dù nếu như em có một chút không tình nguyện, tin tưởng chị, coi như là sai chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng phó nhiễm đi ra khỏi phòng bệnh kiên nhẫn cự tuyệt những người tốt bụng nghe tin tức đến thăm cô đi qua hành lang đầy mùi thuốc khử trùng nếu mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể chết lặng thì sẽ không đau nữa những tấm ảnh được tung trên mạng kia là tự tay cô chụp cô nhìn một cái là có thể nhận ra nói cách khác ảnh là trong máy vi tính của cô phát ra ngoài lý gia yêu cầu luật sư thất hứa không cần phải nói những chuyện này minh thành hữu cũng đã biết vưu gia bị buộc lên đầu sóng ngọn gió thân phận đối phương lại một lần nữa bị dư luận lên án người giàu sang rồi quyền thế mọi chuyện ồn ào đến bây giờ hoàn toàn không còn là chuyện vưu gia nói không truy xét thì sẽ không truy xét nữa trên đường trở về y vân thủ phủ nhận được điện thoại của minh thành hữu gọi tới không nói gì thêm chỉ ném lại một câu tôi ở nhà chờ em phó nhiễm liên tiếp suy nghĩ cho đến lúc xuống xe đầu óc vẫn còn trống rỗng cô đứng đổi dép ở cửa trước Tiêu quản gia đang nơm nớp lo sợ đứng ở trong phòng khách. Thiếu phu nhân, Tam thiếu nói cô lên lầu. Tôi biết rồi." Cô vịn vào lan can, bước đi khó khăn, không biết sau khi gặp Minh Thành hữu nên mở miệng như thế nào. Chỉ cần vài tấm hình, cho dù Minh Thành hữu nửa tin nửa ngờ nhưng phần tin là cô làm đã có thể chiếm hơn một nửa. Phó Nhiễm đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trước sofa đưa lưng về phía cô, mùi thuốc lá trong phòng quanh quẩn không chịu tan hết, cô đi tới thấy chấm lửa trên điếu thuốc Minh Thành Hữu kẹp giữa ngón tay như một chấm sao nhỏ. Em cũng biết rồi hả? Người đàn ông liếc xéo, khẽ nhếch mặt lên nhìn cô chầm chầm. Phó nhiễm đặt máy tính trên bàn, cân nhắc xem nên nói thế nào, đã thấy Minh Thành Hữu bỗng nhiên đứng dậy, nhấc máy tính của cô lên dùng sức nện trên mặt đất. Lời nói đến tới cổ họng lại cố gắng nuốt trở về. Em hài lòng sao? Phó nhiễm, em rất có bản lãnh. Phó nhiễm nén lại tâm tình, Cô biết lúc này giận dỗi đối với cô không có lợi. Không phải là em làm. Hừ. Minh Thành Hữu cười lạnh. Nhất định em phải gây ra chuyện thì mới thấy vui vẻ phải không? Hiện tại dư luận đã xôn xao huyên náo, ngược lại tôi rất muốn thấy mọi chuyện có phải giống như em mong muốn. Em đã nói này chẳng liên quan gì tới em. Phó nhiễm lướt qua Minh Thành Hữu đi về phía ghế salon đối diện. Huống chi, mấy người ra điều kiện mê người như vậy, em còn có lý do gì để phản đối đây? Trong lời của cô có mang bao nhiêu chăm chọc, không phải Minh Thành Hữu nghe không hiểu. Hắn khẽ nhếch môi mỏng, đứng dậy tới trước mặt phó nhiễm, bàn tay nặng nề đặt lên vai cô. Em luôn luôn thông minh, tôi không nghi ngờ điều đó, nếu như em không tìm được chiêu cuối cùng sao chịu đưa ra trò này. Bây giờ mọi chuyện đang có lợi nhất với em, phó nhiễm, tôi khổ tâm khuyên em buông tay, thật sự em coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao phó nhiễm mệt mỏi chỉ lặp lại em không có minh thành hữu không lưng lấy tờ báo mở ra đặt trên bàn trà hắn rút ra một tấm hình ném đến hướng phó nhiễm không nghĩ tới lúc quan trọng nhất em lại sẽ đi tìm anh ta cô nhặt lên nhìn là tấm hình lúc cô nhận lấy chi phiếu của minh tranh giờ phó nhiễm mới hiểu ý tứ trong lời nói kia của minh thành hữu cô vội vàng tranh cãi anh ta cho em chi phiếu nhưng mà em lại không cầm vậy sao thất vọng trong mắt Minh Thành Hữu theo hắn ngã vào ghế salon mà không che giấu thêm. Hai ngày trước, trong tài khoản ngân hàng của em có gửi vào một khoản tiền 200 vạn, sau khi chuyển tiền trong 4 giờ, các tấm ảnh của Vưu Dữ bị truyền lên mạng. Phó nhiễm, cũng chính là có ép tiền kia, em mới không có sợ hãi gì, bạo gan chuẩn bị đỏ sức phải không? Nghe một chút, bao nhiêu nước chảy thành sông, chuyện này nếu nói không phải là cô làm, ngay cả ông trời cũng sẽ không tin phó nhiễm giơ tấm hình trong tay lên từ đâu anh có được đừng cho là tôi sai người theo dõi em đây là do mẹ tôi có được bên mẹ có người luôn đặc biệt theo dõi lão đại chuyện không liên quan tới mình đương nhiên minh thành hữu sẽ phủ nhận lần trước tôi cùng anh ta bị chụp trộm ở trên đường rồi có người mượn danh ký giả gửi ảnh tới chỗ cha có lẽ cũng là do anh làm em có ý gì một lời nói trúng tim đen sắc mặt minh thành hữu càng lúc càng khó coi phó nhiễm không muốn chấm dứt câu chuyện cô tiện tay ném tấm ảnh vào thùng rác bên cạnh em chưa từng làm chính là anh nghĩ em làm lúc này em chỉ có thể nói như vậy đương nhiên là hai người chấm dứt trong không vui phó nhiễm đã sớm nói qua minh gia là một dòng nước xoáy sâu không thể nhìn thấy đấy nếu như cô đoán không sai ban đầu tấm hình kia cũng là ở trong tay lý vận linh có được mà minh thành hữu là trực tiếp lợi dụng nó thúc đẩy chuyện đính hôn của minh tranh cùng la văn anh về việc tại sao hắn lại làm những chuyện bất lợi cho mình như vậy, phó nhiễm cũng không có thời gian để tìm hiểu đến cùng. Cô chỉ nghĩ là tính tình Minh Thành Hữu ương ngành thẳng thắn như vậy thì tâm địa không sâu, hóa ra chính là cô đã lầm rồi. Phó nhiễm lo lắng tìm được Minh Tranh, cô còn chưa nói gì, đối phương cũng đã chặn đường của cô. Tiểu nhiễm, anh chỉ biết chính xác lúc trước em là bởi vì tiền, cuối cùng bây giờ em cũng có thể làm chuyện em muốn làm. Minh Tranh ý bảo nhân viên phục vụ lấy cho phó nhiễm một ly nước nóng. Cổ họng cô đau đớn khó chịu tự như bị thiêu đốt, cô đắn đo suy nghĩ chưa kịp nói ra liền bị Minh Tranh nhắc lời, cô không khỏi cất cao giọng. Thật sự khoản tiền kia là của anh. Minh Tranh gật đầu, không có ý giấu giếm chút nào. Anh biết rất rõ là em không chịu nhận, cho là anh có ý gì khác, tiểu nhiễm, hãy tin anh, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em khó chịu, không muốn nhìn em lâm vào cảnh tiếng thoái lưỡng nan. Phó nhiễm nhìn chầm chầm vào khuôn mặt trước mắt, hy vọng có thể nhìn thấy chút manh mối bên trong sắc mặt lạnh lùng này, nhưng không biết có phải là thật sự hắn không thấy có lỗi với lương tâm cho nên vẫn giấu quá kỹ hay không, cũng giống như trước kia, cô vẫn không thể hiểu nổi. Những tấm hình kia. Thực sự, lúc anh thấy tin tức trên mạng liền muốn gọi điện thoại cho em, anh đồng ý với cách làm của em. Cảm xúc của phó nhiễm hỗn loạn, trong ngực buồn bực khó chịu, cô thở dài, cơ thể không còn chút sức lực dựa vào thành ghế anh cũng cho rằng tôi là người tung lên mạng. Gương mặt Minh Tranh lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng là em? Phó Nhiễm cắn chặt cánh môi, ánh mắt tràn ngập tìm kiếm. Minh Tranh uống cà phê, đầu lông mày khẽ nhíu lại, nói giống như không vui. Em vội vàng tìm anh như vậy, chẳng lẽ em cho là anh làm? Tiểu Nhiễm, xâm tử cũng là em họ của anh, mặc dù nó có lỗi nhưng việc tiết lộ chuyện của nó ra bên ngoài anh sẽ không làm tất cả mọi người có thể phủi tay sạch sẽ chỉ có phó nhiễm là không làm được làm sao anh biết số tài khoản ngân hàng của tôi thẻ ngân hàng thành hữu đưa cho em là do công ty dịch vụ quản lý chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết minh tranh bình tĩnh suy nghĩ một lát ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn nét mặt như có như không vẽ không tập trung tiểu nhiễm nếu như chuyện này không phải là em làm còn có thể là ai đây nhưng hình ảnh truyền ra đúng là chỉ có trong máy tính của tôi mới có Vậy em phải nghĩ kỹ, người nào có cơ hội đụng vào máy tính của em nhất. Phó Nhiễm lấy thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra, Minh Tranh ngẩng đầu. Thế nào, thật sự khách sáo với anh TH? Động tác của Phó Nhiễm đang rút ra liền dừng lại, cô ngẫm nghĩ chốc lát, lại đem nhét về chỗ. Vậy đi, chuyện này là em gián tiếp cũng có phần, coi như là anh cho em mượn. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông phía đối diện, ánh mắt nghiêm túc. Kaka Tôi nhớ anh nói cho tôi biết, chuyện tấm hình không liên quan đến anh." Minh Tranh khẽ nhếch môi, hắn gật đầu. "Anh cho em biết, chẳng liên quan tới anh." Sau khi Phó Nhiễm rời khỏi nơi đó lại đi tới bệnh viện, cô đưa chiếc thẻ ngân hàng kia cho Thím, bên trong phòng bệnh chật ních phóng viên, không cần phải nói, một khi chuyện đã lộ ra ngoài thì sẽ rất khó che giấu. Tất cả mọi người tin chắc tin tức đó là do Phó Nhiễm tung ra, sau khi Thím cầm tiền rồi cũng không buồn bực lo lắng nữa trả lời phóng viên vẫn úp úp mở mở như cũ sau khi minh vân phong biết tất cả mọi chuyện liền giận dữ hơn nữa còn liên tục cảnh cáo minh thành hữu cùng lý vận linh không được nhúng tay vào chuyện này sức mạnh của internet không thể bỏ qua mấy ngày sau lý sâm bị bắt ở nhà ngay trước mặt minh vân phong lý vận linh không tiện nổi giận đợi khi ông lên lầu nghỉ ngơi phó nhiễm mở miệng trước mẹ con biết rõ mẹ muốn nói gì nhưng thật sự chuyện tấm hình con không biết gì cả. Không biết gì cả. Lý Vận Linh chưa giận đến nỗi tím mặt, chỉ là cười lạnh nói. Chuyện con gái chú thím cô không có mấy người biết, nếu là do người khác tung lên, vì tăng thêm hiệu quả dư luận nhất định sẽ nói ra cả chuyện bị cưỡng bức. Chuyện này hoàn toàn lại chỉ mới nói một nửa, tiểu nhiễm, vừa muốn đem vạch trần chuyện này lại muốn bảo vệ danh tiếng của cô bé kia, ngoài trừ cô ra còn có ai đây? Phó nhiễm bị chặn hồng không trả lời được thôi việc đã đến nước này cũng chỉ có thể mặc cho số phận cũng đừng ai trách là người nào từ đầu tới cuối minh thành hữu không xen vào một lời hắn nghiêng người đứng dậy dập tắt điếu thuốc trong tay phó nhiễm thấy cổ áo người đàn ông rộng mở hắn thu hồi động tác ánh mắt hướng sang cô nếu như thật sự lý sâm không làm ai cũng không đổ oan cho cậu ta được phó nhiễm hy vọng có một sự thật có thể thay đổi được chuyện này minh thành hữu cầm chìa khóa xe lên đứng dậy đợi chút phó nhiễm gọi hắn vưu dữ đã đồng ý phối hợp với cảnh sát em hy vọng lời nói của cha anh có thể nghe theo hắn bước qua phó nhiễm đi thẳng ra đại sảnh phó nhiễm ngồi trong phòng khách của minh gia biết rõ ràng chuyện này là muốn cô lập cô cô nhớ tới túi sách của mình vẫn còn để quên trong phòng mặc dù cô cùng minh thành hữu chưa bao giờ tới đây ở nhưng căn phòng đó mỗi ngày lý vận linh cũng cho người quét dọn cẩn thận trong lòng cô đầy lo lắng đi tới lầu ba, lúc cầm túi ra ngoài, đi qua phòng của Minh Văn nghe được một tiếng nói rất nhỏ truyền ra. Chị, làm sao bây giờ? Là Lý Tắc Cần. Anh rể cậu vừa mới ngủ, cậu nói khẽ một chút, tôi cũng không nghĩ tới chuyện tiểu nhiễm sẽ úp một cái sọt vào như vậy, nhưng xâm tử là độc đinh của Lý gia chúng ta, dù là trở mặt với anh rể cậu tôi cũng sẽ bảo vệ nó, cậu cứ yên tâm đi. Chị nói em phải yên tâm thế nào đây? Tiếng bước chân Lý Tắc Trần không kiên nhẫn vang lên. Hiện tại áp lực dư luận rất lớn, sợ rằng rất khó giải quyết chuyện này, chỉ có thành hữu mới có thể giúp chúng ta. Nó sẽ không thờ ơ đứng nhìn đâu. Giọng điệu Lý Vận Linh chắc chắn. Phó nhiễm dán người vào cửa, một hồi lạnh lẽo vào đến xương sống. Chị, cứ cho là em không cảnh cáo trước, vừa nãy chị cũng nói cùng thành hữu, nếu lão đại đã chi tiền, vậy thì đã rõ ràng là hắn có chuẩn bị từ trước nếu không sao dễ dàng xuất đầu lộ diện hàng mục ở thành phố hải thiên thành hữu cùng lão đại đối đầu một mất một còn bọn họ đều muốn em tham gia cố vấn có câu châm ngôn ý nói ai tổn hại cũng được ai hưng thịnh cũng được không cần thành hữu mở miệng em cũng sẽ giúp cháu trai của mình nhưng mà lý tắc cần dừng một chút rồi mới nói nhưng nếu lão đại có thể hết lòng giúp em đưa sâm tử ra cậu hồ đồ lý vận linh gầm lên lời như thế mà cũng nói ra được thành hữu không giúp cậu thì có thể giúp ai yên tâm sâm tử sẽ không sao nhưng nếu một lần nữa để cho tôi nghe thấy những lời nói không suy nghĩ như vừa rồi của cậu đừng trách tôi không khách sáo với cậu nói cho cùng là em cũng nói sự thật bây giờ ai có thể giúp con trai em em liền giúp người đó phó nhiễm khẽ lui về phía sau cánh tay mệt mỏi đỡ vách tường đi xuống lầu y vân thủ phủ phó nhiễm ăn không thấy ngon miệng gãy gãy thức ăn trong chén, cô ngẩng đầu lên thấy tiêu quản gia đứng ở bên cạnh bàn. Tiêu quản gia, bà đi ăn cơm đi. Vâng. Minh Thành Hữu mãi lo gấp thức ăn, hai người chưa nói qua với nhau một câu từ lúc ngồi xuống đến bây giờ. Mấy ngày nay trên TV đều đưa tin nhà giàu có quyền thế cố ý tìm cách cản trở người muốn đâm đơn kiện. Cục trưởng Cục Công an Thị trấn Nghênh An cố ý để lộ tin tức, thái độ muốn làm rõ mọi chuyện cho dù phía bên kia là có người đứng sau kiên quyết đến cỡ nào, cũng điều tra đến cùng để tìm lại công bằng cho người bị hại. Hàng vạn ánh mắt đang dõi theo chuyện này, trong tay cảnh sát còn có lời khai của Vưu Dữ, không ít người tốt bụng tự tổ chức một hội những người đến bệnh viện. Chuyện hình phạt Lý Sâm bị phán quyết chỉ còn là chuyện thời gian, Phó Nhiễm cũng hy vọng nỗi đau của Vưu Dữ cũng sớm qua đi. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, trước sau như một, Minh Thành Hữu vẫn duy trì tướng ăn ưu nhã như cũ. Phó nhiễm cầm chiếc đũa trong tay. Sau khi vụ án này kết thúc, em muốn đưa vưu dữ ra nước ngoài. Ừ. Phó nhiễm ăn canh, không nói thêm gì nữa. Minh Thành Hữu uống hai ngụm canh sau đó nâng mặt lên. Thật ra thì bây giờ em có thể đưa cô ấy đi, mỗi ngày như vậy đối với bệnh của cô ấy không tốt, em không cần phải lo lắng, đã nghe Cục trưởng Cục Công an nói rồi sao? Không ai có thể bảo vệ ước lý xâm trừ khi chính bản thân nó trong sạch. Em không có ý này. Phó nhiễm Hai tay Minh Thành Hữu đang chéo đặt ở mép bàn Hắn miếm chặt khóe miệng Thần sắc mê mị như gần như xa Hắn vươn tay cầm lấy tay phó nhiễm Chỉ một lần này Tôi chỉ có thể để cho em tùy hứng lần này Nếu như thật sự Lý Sâm đã làm Cũng nên để cho nó một bài học Đây là vấp vấp trên đường đời nhất định Nó phải trải qua khi trưởng thành Nhưng mà Tôi hy vọng em sẽ có chừng mực Lời nói của hắn không nặng không nhẹ Đúng là mang theo thỏa hiệp cùng cảnh cáo Phó nhiễm quan sát thăm dò ý tứ qua nét mặt và lời nói sao có thể không hiểu, chuyện đã đến nước này, Minh Thành Hữu đã bày ra bậc thang vì cô, nếu cô không thuận tê th hát theo xuống chẳng phải là rất quái đảng sao. Được. Mặc dù quan hệ có thể khôi phục lại như trước, nhưng một cái khe không thấy đấy lại lặng lẽ hình thành, một khi cơ hội chín mùi liền muốn lông trời lỡ đất. Chú thím không có trách phó nhiễm, nhưng trong lời nói cũng giữ khoảng cách, trong một thời gian ngắn thì rất khó trở lại thân thiết như xưa. Phó nhiễm không thấy hổ thẹn với lương tâm, theo thường lệ cô vẫn đi bệnh viện thăm vưu dữ, chỉ sợ ảnh hưởng tới tâm tình của cô, phó nhiễm tắt tivi. Chị, cố ý làm tổn thương người khác có phải tội rất lớn hay không? Phó nhiễm chăm chú gọt quả táo. Chị không hiểu kiến thức về luật pháp, nhưng có lẽ bị xử tương đối nặng. Chị, trong lời nói của vưu dữ như có chút do dự. Sao vậy? Có thể rút đơn kiện hay không? Thật sự là em không muốn kiện phó nhiễm cầm lấy chén nước dùng bông băng nhúng nước chấm lên môi cô cho đỡ bị khô tại sao vậy hắn hại em thành ra như vậy chẳng lẽ không phải là em hận hắn sao em vưu dữ dừng lại không nói thêm gì nữa sau đó cô thay đổi chủ đề chị lâu rồi anh rể không có tới em khẳng định rõ ràng là hai người đang ngấm ngầm cãi nhau em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới tình cảm của anh chị em nghĩ nhiều rồi phó nhiễm giơ tay lên sờ đầu vưu dữ mái tóc đen nhánh bị một trận lửa đốt sạch phó nhiễm hết sức an ủi cô phía phóng viên cũng chăm chú theo dõi chuyện này anh ấy là anh em họ của lý sâm không tiện tới bệnh viện hai người không có việc gì là tốt rồi ánh mắt vưu dữ ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ tâm sự nặng nề chờ làm xong thủ tục bên này chị sẽ sắp xếp cho mọi người ra nước ngoài chỗ có kỹ thuật y khoa tân tiến nhất chị em biết rồi ở chỗ này quả thật sẽ lại suy nghĩ lung tung, em cũng muốn rời đi. Giữa lúc phó nhiễm đang nói chuyện với vưu dữ, không nghĩ là Minh Tranh sẽ đến. Bọn họ cùng rời khỏi phòng bệnh, Minh Tranh thấy cô đầy tâm sự. Còn đang phiền lòng chuyện vụ án sao? Cũng không hẳn là vậy. Phó nhiễm lắc đầu, tiếng bước chân của Minh Tranh thay đổi tiếng lên phía trước. Thuận theo ý trời đi, nhưng anh muốn nhắc nhở em không cần ông hy vọng quá lớn, không phải còn có câu nói là mọi chuyện do người làm sao. Phó Nhiễm nhớ hôm đó nghe được Lý Vận Linh cùng Lý Tắc Cần nói chuyện với nhau ở. Nếu như nếu đổi lại là anh, một mặt là thân thiết nhất, mặt khác lại có dính líu đến lợi ích trong đó, anh sẽ làm như thế nào? Cái này còn cần anh trả lời em sao? Minh Tranh cười như không cười vỗ đầu Phó Nhiễm. Càng hy vọng lớn thất vọng mới càng lớn. Phó Nhiễm vội tạo khoảng cách với hắn, lúc sắp đi ra tới đại sảnh bệnh viện thì cô dừng bước nói. Anh đi trước đi. Tôi quên còn có việc nói với Vưu Dữ, còn nữa, cảm ơn anh đã tới thăm. Minh Tranh cũng không nói thêm, sau khi gật đầu rời đi thẳng. Cho đến khi xe của hắn biến mất ở cửa bệnh viện, lúc này phó nhiễm mới đi tới hướng bãi đậu xe. Nói không chừng, lần đầu tiên bọn họ không cẩn thận đến gần nhau cũng sẽ bị lộ dưới ống kính. Lý gia tìm người xin bảo lãnh để chờ xét xử, nhưng bởi vì truyền thông đặc biệt chú trọng quan tâm đến tình tiết của vụ án nên không thể thông qua vốn là cô không ông hy vọng nhưng lời nói của minh thành hữu làm cho cô an lòng một chút không nghĩ tới lần này làm điều thừa chỉ vì chứng minh hy vọng lúc tuyệt vọng mang tới đau đớn khắc sâu như vậy cảnh sát đã trắng đêm liên tiếp thăm dò thu thập chứng cứ nghi ngờ người phạm tội là do người khác làm minh thành hữu đưa phó nhiễm đi bốt cảnh sát thì lý vận linh cùng vợ chồng lý tắc cần cũng đều ở đây rõ ràng mấy ngày này lý sâm gầy đi không ít tính tình cũng không nông nổi giống như lúc trước nội tâm có vẻ kín đáo và trưởng thành hơn. Minh Thành hữu tiến lên ông Lý Sâm, vẻ hăng hái trong ánh mắt. Đi, anh đã đặt 10 bàn ở nhà Uyển Thanh Phong để giải xuôi cho cậu, xua tan suối quẩy. Phó nhiễm thấy bọn họ từng người một ông Lý Sâm, ánh mắt Lý Vận Linh mỉm cười, hướng Lý Tắc Cần đứng bên cạnh nói. Ta đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì, rõ ràng là trong sạch. Một chiếc trôn roi đến bên cạnh Lý Sâm cùng mọi người, minh thành hữu quay ra ngồi vào xe phát động động cơ ánh mắt hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn phó nhiễm sắc mặt cô vô hồn thậm chí không có đến một câu chất vấn dựa vào lời nói của người bị tình nghi bị bắt đêm đó hắn gặp vưu dữ ở đầu đường đi về một mình bởi vì sau khi uống rượu say cho nên ý thức không rõ ràng hắn kéo vưu dữ tới một ngõ nhỏ với ý đồ cưỡng bức không nghĩ là vưu dữ ra sức phản kháng và hét lên kêu cứu Nhất thời hắn hoảng hốt dội dầu hỏa mới đi mua để cho vào bật lửa dội lên mặt vưu dữ rồi phóng lửa. Lời thú tội này dẫn đến rất nhiều giả thiết cùng chất vấn, kết quả là trên Internet càng như tiếp thêm khí thế hừng hực, từng câu chính xác phê phán cơ quan chức năng bao che cho Lý Sâm, nhưng cơ quan công an đưa ra đủ chứng cứ, thái độ lại kiên quyết xác định kẻ bị tình nghi phạm tội là người khác. Nhất thời trong lúc đó, cái từ giàu sang quyền thế này lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng được tìm kiếm nhiều nhất tất cả mọi người không tin đây là sự thật đủ loại chê cười bao gồm hãm hại đều chỉ thẳng hướng lý sâm dĩ nhiên phó nhiễm cũng không tin nhưng cô lại không biểu hiện qua một câu nếu không có khả năng thay đổi không có cách nào chấp nhận cũng phải chấp nhận bên trong xe radio đang phát thông tin tài chính và kinh tế trong đó có đưa một nội dung là chúc mừng minh tam thiếu đã lấy được hạng mục ở thành phố hải thiên người đầu tư quan trọng nhất lại là cậu ruột Phó nhiễm nghiêng đầu thấy vẻ mặt Minh Thành hữu nhàn nhã đặt một tay lên cửa sổ xe, ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ trên vô lăng, đi thẳng tới nơi đã hẹn mở tiệc là vì muốn chúc mừng Lý Sâm. Chúc mừng anh. Giọng nói phó nhiễm lộ ra vẻ lạnh nhạt. Minh Thành hữu khẽ nhíu mày kiếm, trong trí nhớ của hắn, phó nhiễm chưa bao giờ hỏi hắn về chuyện hạng mục. Hết chương 60, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.